chương 326, Nữ Vương. Trang Hạo Nhiên vẫn nằm trên ghế salon, ngủ tiếp đi. Đường Khả Hinh thở gấp, hai mắt nhanh chóng chợt lóe, không biết nên làm sao mới phải, có một ý nghĩ muốn chạy trốn, tay vừa định nhúc nhích. Cô đi ra ngoài, cả đời cũng đừng trở lại nữa. Chấm ngoặc kép, giọng nói lời biếng của Trang Hạo Nhiên truyền đến. Mặt của Đường Khả hình từ từ co quắp, nhận mệnh, để giày cao gót xuống, ôm phần tài liệu kia, xoay người, thật đáng thương nhìn về phía trang hạo nhiên nhưng người ta vẫn ngủ say sưa cô thở dài một hơi mới chậm rãi đi tới đi tới trước mặt của anh nhìn một nửa bên mặt đẹp trai khêu gợi của anh lầu bầu nói anh ngài ngài tìm tôi có chuyện à cách xưng hô cũng muốn thay đổi cô có chút căng thẳng nhìn về phía trang hạo nhiên trang hạo nhiên giống như vẫn còn ngủ say sưa nhưng lồng ngực phập phồng mạnh chậm rãi buông cánh tay rũ xuống trước ngực rốt cuộc mắt chậm rãi mở ra, lại hít mắt nhìn về phía đường khả hình. Đường khả hình cảm thấy lạnh lẽo từ lòng bàn chân cho vọt lên, chớp mắt, không dám nhìn anh. Trang hạo nhiên nhắm mắt một cái, hơi mệt mỏi mở mắt ra, cũng không có nhìn cô, mà im lặng thu hồi chân, ngồi dậy, tựa vào trên ghế salon, nhìn phong cảnh phía ngoài cửa sổ, vỗ vỗ vị trí bên cạnh. Đường khả hình có chút hoảng sợ nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời di chuyển bước chân đi tới bên cạnh anh, chậm rãi ngồi xuống, ghế salon mềm mại càng làm cho cô căng thẳng. Trang hạo nhiên vẫn buồn ngủ há miệng ngáp mạnh một cái, mắt có chút ươn ướt sau khi tỉnh lại, mới nói, lúc tôi mới vừa vào công ty, cũng giống như cô, đều làm chung phòng với đồng nghiệp, bởi vì cha của tôi nói để cho tôi làm việc từ chỗ thấp, sau đó cô biết tại sao tôi cố gắng làm đến vị trí tổng giám đốc này không? Tại sao? Khả Hinh có chút tò mò quay đầu nhìn về phía anh. Trang hạo nhiên quay đầu lại, hít mắt lại nhìn cô, Đường khả hình câm nín, quay đầu đi, không dám lên tiếng. Audio điện tử võ tấn bền Bởi vì nếu tôi ở trong phòng làm việc của mình, tôi muốn ngủ trưa, nằm xuống là có thể ngủ. Trang hạo nhiên lạnh nhạt nói xong, lại mím chặt miệng, sau đó ngáp một cái. Người này, lúc thô lỗ, tư thế và động tác cũng lộ ra rất tao nhã. Đường khả hình không dám lên tiếng, chỉ quay đầu, có chút hoảng sợ liếc về phía anh lúc tôi còn ở tầng thấp nhất, giống như cô, có cảm xúc rất xung động, nhưng cảm ơn trời đất, tôi không có kích động như cô, ngày ngày gây họa như cơm bữa. Hôm nay nhìn Trang Hạo Nhiên có chút mệt mỏi, không mắng nổi rồi. Đường khả hình ái náy, nhưng vẫn không chịu nhận sai. Trang Hạo Nhiên quay đầu, mới vừa tỉnh ngủ, lim dim nhìn về phía đường khả hình, sắc mặt bình tĩnh, lại hơi hồng hồng, anh không lên tiếng, vươn tay nắm mạnh bả vai của cô, để cho cô dựa vào mình, Mới đưa mặt lại gần, sống mũi cao thẳng, nhẹ nhàng ngửi một cái ở trên môi của cô. Đường khả hình trừng lớn con người nhìn anh, khẽ cắn môi dưới. Bàn tay của trang hạo nhiên từ bả vai của cô, hạ xuống ôm nhẹ hông của cô, mới quay đầu sang, hai mắt lộ ra một chút dịu dàng nhìn cô, giọng nói hấp dẫn chậm rãi hỏi uống rượu. Đường khả hình im lặng gật đầu một cái, tựa vào trong ngực của anh, nhẹ nhàng nói vâng. Ăn bữa trưa với tô thủy kỳ, chấm ngoặc kép. Trang hạo nhiên cười lạnh, nhìn con bé đáng chết, hết sức không thể tin nổi nói, thật là xấu hổ, cô gây ra họa lớn như vậy, còn có thể ăn cơm nổi. Đường khả hình cảm thấy đau lòng, ngẩng đầu lên liếc nhìn anh. Trang hạo nhiên thở dài một hơi, buông thân thể cô ra, lại tựa vào trên ghế salon, tay xoa chán, có chút lim dim nói, ri sinh năm 2000. Francis Kenner. À, vâng, chấm ngoặc kép, đường khả hình thật ra nan đáp lời, mặt đỏ lên. Trang Hạo Nhiên nhắm mắt lại, ngẫm nghĩ một chút, mới nói, sau này, cô có thể hứa với tôi một chuyện hay không? Anh nói đi, chấm ngoặc kép, đường khả hình đột nhiên cảm thấy anh bình tĩnh như vậy thật đáng sợ, giống như chăn chối. Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ quay đầu nhìn về phía đường khả hình nói, cô có thể hứa với tôi, gặp chuyện như vậy nữa, cố nén lời mắng người ở trong lòng, làm một chút chuyện thực tế hay không? Có thể không, làm được không? Hai mắt của đường khả hình nhanh chóng chấp chấp, Trang Hạo Nhiên cảm thấy phiền não nhìn về phía đường Khả Hinh, lúc này mới tức giận nói, tại sao tôi càng ở gần cô, càng cảm thấy vấn đề của cô nhiều như vậy. Bình thường một mình yếu đuối, khóc muốn đứt hơi, tôi cho rằng trên thế giới này, như mặt đã là người phụ nữ có thể khóc nhất, không ngờ cô còn khóc hơn cô ấy, lúc khóc nước mắt từng viên to giống như hạt đậu vậy. Người ta nhìn không có cách nào, thật là thiên hạ vô địch, đường Khả Hinh, cô còn hơn mặt nữa. Lời nói rất bất đắc dĩ. Đường khả hình nghiêng đầu, nhìn anh. Cô nhìn cái gì mà nhìn? Trang hạo nhiên nhìn cô, lại một lần nữa tận tình khuyên bảo, lần sau, gặp phải chuyện như vậy, nếu như có cấp trên ở đó thì giao những chuyện đó cho bọn họ. Cô không cần xen vào chuyện người khác, làm xong trách nhiệm chuyên gia hầu rượu của cô. Làm tròn bổn phận của cô là đủ rồi, có thể không? Đường khả hình vẫn ngồi nơi đó, không nói lời nào. Cô, chấm ngoặc kép, trang hạo nhiên nhanh chóng vặn thân thể của cô, nhìn cô, mới vừa muốn mắng. Tôi không hiểu, chấm ngoặc kép, đường khả hình đột nhiên sâu kín chớp chớp mắt to, nói tôi có thể đồng ý với anh, nhưng tôi không hiểu. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên nhìn về phía cô. Đường khả hình ngẩng đầu lên, thật lòng thỉnh giáo Trang Hạo Nhiên nói, tại sao ba ông chủ Pháp nói ra câu như thế, Tổng Giám Đốc Tưởng và Lauren yêu rượu như mạng, bọn họ có thể nhìn, có thể im lặng, còn có thể cười. Tôi cười không nổi, đối mặt một người nói đồng bào của mình ham mê hư vinh, nói toàn thế giới có thể xài tiền của chúng ta, hay là chúng ta ngu vì tiền, tại sao bọn họ có thể cười được. Trang hạo nhiên im lặng nhìn cô một lúc lâu, mới buông tay ra, tựa vào trên ghế salon, thở dài một cái, rốt cuộc nói, ba người kia tôi sớm đã muốn đánh. Đường khả hình có chút giật mình nhìn về phía anh. Trang hạo nhiên lại quay đầu, trên mặt hiện lên một chút nụ cười nhìn cô nói, nhưng chúng ta thật sự cần bọn họ, Mặc kệ bọn họ lợi dụng rượu đỏ để kích thích thị trường nâng cao giá tiền như thế nào, cùng một số thương nhân trong nước chúng ta làm chuyện này vì lợi ích cá nhân, chúng ta vẫn cần bọn họ, đổi ở một góc độ khác, tổng giám đốc tưởng nói có sai không? Nếu như bọn họ ngừng nhập khẩu rượu đỏ, trong nước chúng ta bị thiếu hụt rượu, trong thời gian ngắn có phải giá tiền rượu đỏ bị tăng cao hay không? Chúng ta có thể khống chế sao? Đường Khả Hinh im lặng. Trang Hạo Nhiên nhìn Đường Khả Hinh thật sâu, nói: "Khả Hinh, làm việc phải lấy chuyện lớn làm trọng, chúng ta không có cách nào ngăn cản người khác tàn nhẫn vì lợi ích riêng, nhưng chúng ta có thể kiểm soát đạo đức, tư cách của mình và biết kiềm chế chứ. Lúc đối mặt những ông chủ rượu đỏ nói ra một chút lời sỉ nhục, chúng ta biết rõ ý đồ, nhất thời nhanh miệng, không giải quyết được vấn đề, tại sao chúng ta không nghĩ, chuyện chúng ta cần làm nhất là làm chút gì đó cho rượu đỏ. Làm cái gì để có thể dùng tư thế cao nhất đánh trả bọn họ. Chấm than ngoặc kép Đường Khả Hinh Yên lặng lắng nghe. Nhã Tuệ nói cô có một trái tim rất nhiệt huyết, tôi rất may mắn. Nhưng tại sao cô không đem trái tim rất nhiệt huyết này dùng ở nơi thích hợp, mà không phải ở loại trường hợp này, làm xấu mặt mình, làm xấu mặt tổng giám đốc tưởng, làm xấu mặt khách sạn này. Trang Hạo Nhiên lại bất đắc dĩ nhìn cô nói, hơn nữa, cô biết tại sao bọn họ có thể kích thích rượu đỏ thị trường, nâng cao giá tiền ở trong đất nước của chúng ta không? là vì mù quáng sùng bái xa xỉ giống như bọn họ nói sao. Đường khả hình không hiểu ngẩng đầu lên, nhìn về phía anh. Trang hạo nhiên nhìn về phía cô, dừng lại một lát, mới chậm rãi nói, bởi vì mơ hồ. Chấm ngoặc kép, đường khả hình nghi ngờ hơn nhìn về phía anh. Trang hạo nhiên quay đầu, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, sâu kín nói, giống như cô nói, rượu đỏ đối với người Trung Quốc chúng ta, nó vẫn là bí ẩn, vẫn không biết gì về nó, cho nên mọi người cảm thấy rượu này bí ẩn, có thể phát ra một tình cảm rất lạ lùng, nhưng trên thực tế, có bao nhiêu người có thể thưởng thức ra ở bên trong rượu đỏ hơn ngàn đô la có mùi vị gì? Bởi vì chúng ta không hiểu điều này, chính xác là chúng ta không biết, cho nên mới chúng bẫy dập của thương nhân. Nếu như mỗi người chúng ta có thể nâng cao hiểu biết thì sẽ hiểu rõ mỗi một loại rượu đỏ đều có sức hấp dẫn đặc biệt của nó, nhưng mà chúng ta chỉ cần một ít rượu mà thôi, hiểu biết mơ hồ như vậy có thể khiến người ta trở nên rất ngu muội giống như cô nói, thiết quan âm tản ra mùi hương mộc lan, cho nên đặt ở trên tủ kính cao nhất, để mọi người thưởng thức, cũng bởi vì chúng ta chưa quen thuộc mùi vị của nó. Bởi vì chúng ta chẳng muốn tìm hiểu, chẳng muốn nhận biết, truyền bá, cho nên nó dần dần biến thành thần thoại. Chấm ngoặc kép. Vậy chúng ta, phải làm gì? Đường Khả Hinh có chút vội vàng nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên nhìn chằm chằm đường Khả Hinh nói, đầu tiên cô sẽ phải làm được, thì phải hiểu sâu sắc về rượu đỏ, Dùng thân phận người Trung Quốc của cô, đánh bại tuyển thủ nước ngoài so tài lần này, nói cho bọn họ biết, người Trung Quốc chúng ta cũng hiểu rượu đỏ, để cho bọn họ hiểu, chúng ta sẽ từ từ truyền bá loại rượu tuyệt vời này, loại tinh thần tuyệt vời này cho tất cả người Trung Quốc chúng ta, chúng ta không phải là người ngu ngốc. Chúng ta cũng không tùy tiện để cho người ta định đoạt trí tuệ của chúng ta, chúng ta thông qua phương pháp của mình để đạt tới mục đích, mặc dù thời gian khá dài, nhưng chỉ cần chúng ta không buông tay, chúng ta nhất định sẽ cứu vớt được thật nhiều công ty rượu đỏ trung quốc trong tương lai ở trên mảnh đất xinh đẹp sẽ phát triển rực rỡ sẽ có thật nhiều trang trại nho của chúng ta mặc kệ là nước ngoài hay trong nước chỉ cần chúng ta biết đề cao chúng ta sẽ không chúng bẫy dập bất luận kẻ nào cho nên nhắn nhủ truyền thừa rất quan trọng đây chính là điều mà cha của cô mỗi một bước đi cũng tận tình khuyên bảo và giải thích cho cô cũng bởi vì ông ấy không hy vọng cô làm một người ngu ngốc hai mắt đường khả hinh đỏ thắm trang hạo nhiên chậm rãi đưa hai tay ra nâng khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng của cô ở khoảng cách thật gần nhìn cô dịu dàng hỏi tiếp cho nên hứa với tôi sau này đừng hành động bừa bãi như vậy đừng làm ra chuyện hư hỏng hình tượng khách sạn chúng ta hả đường khả hinh ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt nóng bỏng và vội vàng của trang hạo nhiên cô khẽ mỉm cười gật đầu một cái nhẹ nhàng nói tôi nghe rồi chấm ngoặc kép một lời nói nhẹ nhàng mềm mại, lộ ra một chút ngọt ngào thấm vào lòng người, truyền vào trong tim Trang Hạo Nhiên. Ánh mắt Trang Hạo Nhiên lướt trên một chút nụ cười dịu dàng, ở khoảng cách thật gần, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn đôi mắt to mơ mộng của cô, lỗ mũi cao, cùng cánh môi hồng hồng giống như hoa đào, đột nhiên nhẹ nhàng cúi xuống, sống mũi cao thẳng, xẹt qua môi của cô, nhắc mí mắt, nhìn cô nhóc bướng bỉnh, hấp dẫn dịu dàng hỏi, trừ Riesling năm 2000, còn uống cái gì khác không? đường khả hinh rất khả hê hé miệng cười lắc lắc khuôn mặt nhỏ nhắn nói tôi không nói cho anh anh đoán được tối nay tôi nấu cơm cho anh thật trang hạo nhiên dịu dàng hỏi khẽ đúng vậy đường khả hinh ngẩng đầu lên khẳng định nói trang hạo nhiên hơi híp trong mắt đột nhiên mãnh liệt ôm chặt đường khả hinh vào trong ngực a à, mặt của đường khả hinh đỏ lên kêu nhỏ trang hạo nhiên lập tức cúi đầu môi mỏng hấp dẫn muốn chạm vào đôi môi đỏ mỏng của khả hinh đôi tay ôm chặt vòng eo nhỏ của cô, đôi mắt sáng rực, nhìn cô, hai tròng mắt nóng bỏng thâm thiết, đầy thâm ý nói chắc đôi nay năm 1997. Rượu đỏ nữ vương, nữ vương của tôi, chấm ngoặc kép. Đường khả hình sướng sờ, kinh ngạc nhìn về phía anh, đột nhiên rất tức giận nói anh. Chấm ngoặc kép, nấu cơm đi, tối hôm nay buổi tôi muốn uống canh gà nhân sâm. Trang hạo nhiên đột nhiên mỉm cười, buông tay ra, hả hê chạy đi ăn trưa. Xấu xa. Mới vừa làm như không biết, rõ ràng chính là biết, hiện tại mới nói. À, chấm ngoặc kép, đường khả hình hô to, mươi 327, muốn mời. Hoàng hôn, đường khả hình làm xong công việc rất nhanh, nghe lời trang hạo nhiên, đến chỗ Lauren nói xin lỗi. May mắn đối với sai lầm của mình lần này, Lauren tiên sinh bày tỏ hết sức thông cảm, để cho khả hình không nên để chuyện này ở trong lòng, nhưng lúc hầu rượu bình thường, nhất định phải coi chừng chú ý. Đường khả Hinh lập tức gật đầu, hết sức hết sức hối tiếc lại nói xin lỗi, được Lauren Trấn An, cùng với cô trở lại khách sạn Á Châu, chuẩn bị đến phòng ăn nhã các. Khả Hinh vừa đi về phía trước vừa nhìn về phía Lauren bình tĩnh không chút gợn sóng, có chút mất hồn nói Lauren tiên sinh. Tôi gây ra họa lớn như vậy, tạo sao ngài lại dễ dàng tha thứ cho tôi? Lauren nghe vậy, bình thản mỉm cười, nếp nhăn trên mặt cũng rất nhu hòa, chậm rãi nói, mỗi người trẻ tuổi đều rất nhiệt huyết, cũng sẽ trải qua nhiều trắc trở hơn hơn so người khác, bởi vì bọn họ có một trái tim nhiệt huyết, trái tim này trước khi chưa trưởng thành, luôn rất kích động đó là điều dễ hiểu. Hơn nữa lúc cô nói lời ấy, không phải không có lý, bọn họ cũng quá đáng, một người không tôn trọng người khác, chắc sẽ không được người khác tôn trọng bọn họ, hơn nữa bọn họ không tôn trọng quốc gia vẫn cho bọn họ tiền bạc và tài phú. Cô có thể có loại tình cảm này, vô cùng không dễ dàng, tôi càng tin tưởng trong tương lai cô sẽ vì rượu đỏ mà dâng hiến tâm linh đáng quý. Tôi nghĩ, đây cũng là nguyên nhân tổng giám đốc Tưởng và tổng giám đốc Trang coi trọng cô như vậy. Đường Khả Hinh dừng bước lại, nhìn về phía Lauren đi về phía trước vẫn rất thong dong bình tĩnh. Lauren cũng dừng bước lại, mỉm cười nhìn về phía Đường Khả Hinh nói, tiến bộ cần thời gian, trưởng thành cũng cần thời gian, cho nên thời gian rất đáng quý, nếu như cô quý trọng thời gian của cô, tự nhiên sẽ đi con đường riêng của mình. Coi trọng thất bại, dũng cảm tiến tới. Đường khả hình nhìn Lauren thật sâu, đột nhiên mỉm cười, bước nhanh đuổi kịp, nói tôi sẽ cố gắng nỗ lực, sau này mặc kệ gấp phải chuyện gì, nhất định sẽ không hành động bừa bãi như vậy nữa. Chỉ là tôi cảm thấy mình tiến bộ rất chậm. Lauren cười. Đường khả hình thật ngạc nhiên nhìn về phía ông ta. Cô chưa từng nghe một câu nói, nếu như hôm nay cô tiến bộ so với hôm qua, cô cũng đã là siêu nhân tâm trạng Lauren đột nhiên vui vẻ cười nói. Đường Khả Hinh nghe lời này cũng thả lòng, cũng tâm trạng cực kỳ vui vẻ. Hai người cùng đi về phía phòng ăn nhã các nhà hàng Tây. Lauren lại giải thích cho Đường Khả Hinh: một chuyên gia hầu rượu thành công, anh ta không chỉ thể hiện hầu rượu thành công, quen thuộc rượu đỏ hay không, còn phải hiểu được thức ăn ngon và thứ kết hợp với nó có thể sinh ra mùi vị thứ ba. ở các nước phương Tây, một chuyên gia hầu rượu giàu kinh nghiệm có thể làm cho doanh thu của nhà hàng tăng lên từ 30% tới 50%. Đường Khả Hinh kinh ngạc nhìn về phía Lauren, nói, "Nhiều như vậy?" Lauren mỉm cười nói, "Đúng vậy, cho nên ở trong nhà hàng, chuyên gia hầu rượu cũng sẽ mang đến cho thực khách thức ăn ngon và rượu quý, nâng cao chi phí của khách, đồng thời có thể làm cho bọn họ hiểu được thức ăn ngon và rượu đỏ giúp bọn họ có thể đạt tới cảnh giới bất ngờ." Đường Khả Hinh thật yên tĩnh lắng nghe. Lauren giải thích nói, "Ở phương Tây, muốn trở thành chuyên gia hầu rượu thật sự cũng không dễ dàng, không chỉ phải thông qua các cuộc thi nghiêm khắc, đạt được bằng cấp thạc sĩ rượu đỏ, điều này cần trải qua nhiều năm thử thách, mà bằng cấp chuyên gia hầu rượu cao nhất, chính là Học viện Master of Wine ở London, trước mắt toàn thế giới chỉ có 240 người có tư cách này, mà lần này đến cạnh tranh chuyên gia hầu rượu với cô có 138 người trong 240 người. Đường khả hình thật sự kinh hãi, nhìn về phía Lauren nói cái gì? 138 người. Đúng vậy, 138 chuyên gia hầu rượu có tư cách nhất trên thế giới, bọn họ không chỉ quen thuộc rượu đỏ, quen thuộc thức ăn ngon, hơn nữa đối với việc quản lý kinh doanh phòng ăn, thậm chí quản lý trang trại, quá trình trưng cất rượu, đều có một trình độ hiểu biết, có thể nói là nhân tài hàng đầu thế giới. Vậy mà hôm nay bọn họ từ từ tới khách sạn chúng ta, trong tương lai, cô sẽ gặp được nhiều chuyên gia hầu rượu hơn, bọn họ tới để biểu diễn rất nhiều thức ăn ngon và rượu đỏ cho thế giới thưởng thức. Lauren chậm rãi nói đường khả hình ngây ngô đứng tại chỗ không nói tiếng nào lauren nghe người bên cạnh không lên tiếng liền chậm rãi xoay người nhìn về phía đường khả hình nhìn bộ dáng cô ngây ngô như gà gỗ mỉm cười nói thế nào có áp lực đường khả hình hoảng sợ không nhẹ nhìn về phía lauren sắc mặt hơi tái nhợt cười rất miễn cưỡng nói tôi bất chợt tôi cảm thấy cái gọi là hiểu biết của tôi đối rượu đỏ và tất cả mọi thứ trước đây nghe ngài nói như vậy tôi cảm thấy trước đây tôi rất buồn cười tôi. Tôi năm nay mới 23 tuổi, sự hiểu biết của tôi cũng có hạn. Chấm ngoặc kép. Lauren nhìn về phía đường khả hình thật sâu, nhưng không có nói gì, mà dẫn cô đi vào phòng ăn nhã các xinh đẹp. Trong phòng ăn vang lên tiếng đàn dương cầm du dương. Một cô gái xinh đẹp mặc váy dài lụa mỏng màu trắng, mái tóc dài xinh đẹp, ngồi ở chiếc đàn piano hình tam giác đặt chính giữa phòng ăn nhã các, đôi tay như nước chảy, ở trên phím đàn đen trắng, khải khúc nhạc Trung Quốc Jasmine, ở trong phòng ăn Tây, nghe khúc nhạc Trung Quốc cảm động như thế cũng có chút thú vị. Từng nhân viên phục vụ đang nhẹ nhàng lặng lẽ làm tốt công việc, có một vị trưởng kíp đang mỉm cười mở một chai Gordon Chaclomagne năm 2009 cho khách, sau khi để cho khách kiểm tra nhãn hiệu rượu, liền ở trước mặt khách, lập tức mở chai, một nhân viên phục vụ khác nhanh chóng đưa tới một phần bíp steak Tây đến trước mặt một người khách khác, quản lý phòng ăn đang đứng ở trước mặt một người khách trong đó, mỉm cười nói nhỏ, hỏi thăm thực đơn mới hôm nay có hài lòng không. Lauren dẫn đường khả hình ngồi vị trí bên cạnh cửa sổ, ngồi xuống, nhưng chỉ gọi hai ly nước đá. Khả hình có chút nghi ngờ nhìn về phía Lauren, hỏi, Lauren tiên sinh, xin hỏi, tại sao hôm nay chúng ta phải tới phòng ăn nhã các? Lauren mỉm cười ngồi vào chỗ, liếc mắt nhìn đường khả hình, mới nói, ở bàn bên cạnh cô, ngồi một thân sĩ Tây Ban Nha tuổi đã hơn 40, ông ta đã từng là chuyên gia hầu rượu xuất sắc nhất tại Nhà Trắng, Hôm nay nghe nói ông ta tới phòng ăn nhã các dùng cơm, nên dẫn cô tới đây ngồi tạm một lát. Đường Khả Hinh vừa nghe, hiểu ngay, lập tức quay đầu nhìn về phía một người đàn ông Tây Ban Nha có mái tóc màu nâu, mặc áo sơ mi trắng sọc đen, tây trang màu xám cho ngồi ở bên cạnh, mặc dù tuổi đã hơn 40, nhưng bởi vì dáng người cao lớn, khuôn mặt đầy đặn, trông vẫn còn trẻ tuổi, trong mắt thâm thúy, sống mũi cao thẳng, bờ môi thật mỏng, lộ ra hết sức quý phái, chỉ thấy hai tay ông ta tạo thành chữ thập hai mắt thoáng qua một chút chăm chú và sắc bén, mặc dù không có động tĩnh gì. Nhưng cô có thể cảm giác trong thân thể của ông ta rất xung động. Khả Hinh hết sức tò mò nhìn về phía anh. Nhân viên phục vụ rất nhanh chóng đưa lên Satola Commandery Senestive năm 1995, Cos de Estono. Đây là một loại rượu hết sức nồng đậm nhưng có chứa hương vị rất thần bí, giống như một vị vua trẻ đi vào rừng rậm sâu thẳm, khám phá bí mật cuộc sống gồm có 60% Cabernet Sauvignon cùng 38% Merlot cũng đã khiến cho rượu hết sức thô bạo, mà chỉ có 2% Cabernet Franc chứa đựng mềm mại, vô cùng thử thách thợ nấu rượu nắm bắt được hương vị chính xác, cũng hết sức thử thách người thưởng thức theo đuổi mùi vị chính xác. Nhân viên phục vụ truyền món ăn nhanh chóng đưa lên cá mẻ hấp hải sản, hào nướng, cá đối hấp ngũ cốc. Đường khả hình sướng sờ, trong lòng suy nghĩ, từ trước đến giờ uống rượu đỏ, thịt đỏ kết hợp với rượu vang đỏ, thịt trắng kết hợp với rượu vang trắng, mà ba loại món ăn trắng giống nhau làm sao kết hợp với rượu đỏ nồng đậm như vậy. Sẽ không che giấu mùi vị vốn có của món ăn sao. Rượu đỏ mở ra. Nhân viên phục vụ mới vừa muốn giải rượu cho người khách này, chỉ thấy ông ta hết sức im lặng dùng tiếng chung thật sự khó nghe nói một câu, để cho tôi làm, cũng đã đưa bàn tay thô giáp, nhận lấy bình giải rượu, trong lúc xót rượu đỏ vào trong bình thì cũng đã nhanh chóng xoay tròn bình giải rượu. Đường khả hình nhìn thấy rất ngạc nhiên, suy nghĩ xem ông ta đang làm gì. Lauren mỉm cười, giải thích nói, phàm là người có yêu cầu nghiêm khắc với mùi vị, vị giác cũng hết sức chính xác, nắm bắt mùi vị cũng hết sức nhạy cảm, vỏ chai rượu giống cọ sát qua không khí, thật ra có thể tạo ra một chút nhiệt lượng người bình thường không ngờ được, nhiệt lượng kỳ lạ này có thể tỏa ra mùi vị rượu đỏ thứ ba. Lại còn có phương pháp kia. Sau khi người đàn ông Tây Ban Nha xoay tròn dịch rượu một vòng lớn, mới chính thức rót vào bình giải rượu, chỉ thấy rượu đỏ trong bình nhanh chóng xoay tròn, kịch liệt sôi trào. Như vậy sẽ không đánh thức mùi thơm rượu đỏ sao? Bay hơi quá nhanh, đường khả hình mới vừa nghi ngờ nói xong, người đàn ông kia đã giải xong rượu ở trong bình giải rượu, trong lúc đậy nắp bình, cũng thoáng nhìn về phía đường khả hình nở nụ cười tao nhã bí ẩn đặc trưng của đàn đàn ông phương Tây, cổ áo mở ra, lộ ra cơ ngực hết sức thô nhưng hấp dẫn, cực kỳ nam tính, cực kỳ hấp dẫn, người đàn ông này, giống như đã không phải là người đàn ông ở độ tuổi trung niên mà là một nghệ thuật gia sinh ra vì rượu đỏ. Đường Khả Hinh nhìn về phía ông ta, sắc mặt có hơi hồng, lập tức cúi đầu. Lauren cười đáp lại ông ta. Người đàn ông không nói gì, cũng đang trong chớp mắt đứng lên, đi tới trước mặt của Lauren, nói một tiếng please, liền mỉm cười nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh sững sờ, nhìn về phía Lauren. Lauren mỉm cười nhìn về phía Đường Khả Hinh nói. Từ trước đến nay người Tây Ban Nha nhiệt tình nhưng hết sức nghi kỵ, nếu bọn họ thật lòng thưởng thức một người, sẽ rất trực tiếp biểu lộ nhiệt tình của bọn họ, hiện tại ông ta mời cô qua uống một ly cùng ông ta. Tôi, tôi có thể đi qua sao? Đường Khả Hinh có chút lo sợ hỏi. Lauren gật đầu. Đường Khả Hinh nghe vậy, liền có chút dũng cảm đứng lên, nhìn về phía người đàn ông này. Ngay sau đó người đàn ông trung niên lộ nụ cười chín chắn và hấp dẫn, lộ ra một chút tang thương cuộc sống, im lặng đứng lên kéo chỗ ngồi đối diện, dịu dàng nhìn về phía đường Khả Hinh, mời cô ngồi. Trong lòng của đường Khả Hinh hơi căng thẳng, nhưng vẫn chờ mong hoạt tính quá lớn của rượu ở trong bình, lập tức nuốt cổ họng một cái, đi về phía chỗ ngồi, ngay sau đó ngửi được mùi nước hoa đàn ông tao nhã bay ra, sắc mặt cô hơi hồng, ngẩng đầu lên nhìn về phía ông ta. Ông ta lại nhìn về phía cô, dịu dàng mỉm cười. Trường 328, không giống người khác. Đường khả hình đỏ mặt mỉm cười. Người đàn ông Tây Ban Nha mỉm cười xin lỗi đối với Lauren, rồi vô cùng sảng khoái ngồi ở vị trí của mình, nhìn về phía đường khả hình cũng không nói chuyện. Đường khả hình nhìn về phía ông ta, cũng lộ ra nụ cười, cũng không nói chuyện. Điều này giống như không cần ngôn ngữ. Người đàn ông phong độ, nhẹ nhàng nhanh chóng mở bình giải rượu, rót một phần ba dịch rượu màu đỏ vào ly tulip, lập tức dơ về phía đường khả hình. Đường khả hình nhìn về phía ông ta thật sâu, suy nghĩ trong chốc lát, mới bưng ly rượu đỏ trong tay ông ta định xoay tròn ngửi mùi rượu no người đàn ông nhìn cô lắc đầu một cái đường khả hinh ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt nóng bỏng và ẩn chứa một chút dịu dàng ông ta có chút giống người kia cô mỉm cười một cái mang theo một chút mong đợi sơ ly rượu lên hớp một ngụm nhỏ một chuỗi bi thương tan ra ở khoang miệng giống như mang theo mùi vị rừng rậm hoang dại cô giống như cảm thấy trước mặt của mình hiện lên hình ảnh trong rừng rậm bí ẩn có thú hoang kêu gào, cũng có cổ thụ trăm năm, thậm chí lộ ra một chút mùi vị trái cây và một chút dịu dàng ẩn nấp ở nơi đó. Hai mắt của cô đỏ thắm, nhìn về phía người đàn ông ở đối diện. Ông ta giống như một sứ giả lớn tuổi, mang theo một chút chiều mến nhìn về phía Đường Khả Hinh, lúc mỉm cười lại càng dịu dàng hơn. Đường Khả Hinh cầm ly rượu, thở nhẹ một hơi, kích động nhìn về phía ông ta. Ông ta cũng im lặng nhìn về phía cô, đưa mắt nhìn một lúc lâu, rốt cuộc cầm dao cắt một phần cá mè, nhẹ nhàng đặt ở trước mặt của đường khả hình, giống như là an ủi. Trong mắt đường khả hình đã giấu lệ, lại không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía ông ta. Ông ta dịu dàng nhìn cô mỉm cười. Đường khả hình giống như cảm thấy linh hồn mình đang run rẩy, hai mắt nhấp nháy, nén nước mắt, cầm nĩa lên, xúc một chút thịt cá, bỏ vào trong miệng, cô lập tức phát hiện trong miệng sông lên một hương vị mới, sau đó là rượu giống như ở trên đầu lưỡi tan ra, mang theo một chút nồng đậm và mềm mại, nhẹ nhàng phối hợp mùi vị thịt cá, trong cái ngon lộ ra một cảm giác làm bạn sâu nồng, cô khiếp sợ ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông này. Ông ta lại dịu dàng nhìn về phía cô. Ông, 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 chấm ngoặc kép, tâm trạng đường khả hình lại lộ ra đau thương sâu sắc sau đó là biết ơn, nghẹn ngào nhìn về phía ông ta, hỏi ông làm sao biết hôm nay tôi không vui vẻ. Hôm nay tôi bi thương vậy. Ông ta giống như không hiểu lời của cô, im lặng đưa con hào lên. Đường khả hình kích động im lặng nâng rượu đỏ lên, hấp một ngụm nhỏ, thời gian giải rượu vẫn diễn ra, từng đợt mùi cây tùng, truyền khắp khoang miệng, có chút ấm áp, cô giữ nguyên vị giác của mình, cầm nĩa lên, ghim nhẹ khối thịt hào mềm mại, mùi vị nướng giống như gỗ sồi bị thiêu đốt trong rừng rậm, tỏa ra mùi vị chân quý thứ ba, quanh quẩn ở trong khoang miệng không dứt, cô giống như hưởng thụ tình cảm thiêu đốt mãnh liệt, mà mùi thơm thịt hào mềm mại, không chút nào bị ảnh hưởng, từ từ lộ rõ quá trình kỳ diệu. Trên thế giới này, còn có mùi vị nào giống như một nghệ thuật gia chân chính sao? Cô nhìn ông ta kích động mỉm cười. Ông ta cũng nhìn về phía cô, nở nụ cười tao nhã, giống như thân sĩ, cầm thìa nhỏ màu bạc, xúc một chút cá đối đưa đến trong đĩa nhỏ của Khả Hinh. Trong lòng đường Khả Hinh kích động sôi trào, lại uống một hớp rượu đỏ, mới nhẹ nhàng múc một chút trứng cá đối, đưa vào trong miệng, nhai nhẹ, nhất thời cảm thấy mùi thơm thật nồng, trộn lẫn mùi rượu, lan tỏa trong khoang miệng, đó là một loại mùi vị thuần túy đến từ biển sâu, trộn lẫn với rượu sau cùng là mùi vị rừng rậm, mãnh liệt lan tỏa, kích thích vị giác thật sâu, dư vị bất tận. Ánh mắt của cô sáng lên, nhìn về phía người đàn ông ở đối diện, biết ơn mỉm cười. Ông ta cũng nhìn về phía cô, sơ ly rượu lên, khẽ mỉm cười. Đường khả hình cũng nhìn về phía ông ta thật sâu, nâng ly rượu lên, khẽ mỉm cười. Hai người cùng ly, uống ly rượu chân quý này, ông tại sao không ăn đường khả hinh nhìn về phía người đàn ông này cẩn thận hỏi ông ta mỉm cười nhưng cũng không nói lúc này lauren mới quay đầu nhìn về phía đường khả hinh mỉm cười nói bởi vì ông ta là một chuyên gia hầu rượu ở bất kỳ địa phương nào thân thể và linh hồn của chuyên gia hầu rượu cũng toàn tâm hướng tới thức ăn và người khách của họ đường khả hinh nghe những lời này đột nhiên sững sờ ánh mắt giống như nhìn về phía xa xăm không lên tiếng hoàng hôn Trang Hạo Nhiên hẹn đường khả hình cùng nhau đi siêu thị mua thức ăn, nhưng bởi vì bận việc sau khi chế nửa giờ, trực tiếp tan việc, thu dọn tài liệu, đi ra phòng làm việc, chuẩn bị đi xuống lầu, lại nghe trong không gian yên tĩnh ở đầu kia, phát ra tiếng động, cảm giác này quá đặc biệt, anh dừng bước lại, trầm ngâm xoay người, nhìn về phía lối vào phòng thư ký, bởi vì từ trước đến giờ anh quản lý thoải mái, cho nên bình thường nhân viên cũng giống như anh, khi đến lúc tan việc, đều tan việc. Vậy âm thanh từ đâu đến? Trang Hạo Nhiên im lặng không lên tiếng, đi về phía không gian u tĩnh, đứng ở bên cửa, quả nhiên nhìn thấy Đường Khả Hinh đã thay đồng phục, mặc áo len màu đen, váy ngắn màu đen, mang tất chân màu đen, ngồi ở trên mặt thảm cạnh cửa, hai chân co giúp đôi tay ôm đầu gối, trầm ngâm nhìn nơi xa. Anh nghiêng mặt nghi ngờ nhìn về bộ dáng cô, gọi nhỏ: "Khả Hinh." Đường Khả Hinh giống như không có nghe thấy, chỉ lại yên lặng ngồi tại chỗ, không nói lời nào. Trang Hạo Nhiên trầm ngâm ngẫm nghĩ, cũng im lặng ngồi xuống với cô ở cạnh cửa, dựa vào bả vai của cô, nhìn cô, nhẹ nhàng hỏi cô làm sao vậy. Lúc này đường khả hình hơi nghiêng mặt nhìn Trang Hạo Nhiên cười khổ một tiếng. Trang Hạo Nhiên cau mày nhìn cô, dịu dàng nói cô làm sao vậy? Dáng vẻ giống như người nào đánh cô mấy bà tai sao? Đường khả hình nghĩ tới chuyên gia hầu rượu đó, từ giải rượu, đến hầu rượu, đến thức ăn ngon, trong tròng mắt ông ta ngưng thần phát ra ánh sáng, lộ ra sức mạnh thăng trầm của cuộc sống, vẫn quanh quẩn trong đầu của mình, xua không tan, cô cười khổ nói, tôi vẫn cảm thấy đối với rượu đỏ, đối với thức ăn ngon, mình rất nhiệt tình, rất có thiên phú, tôi cảm thấy chỉ cần tôi thật cố gắng, đợi một thời gian nữa, tôi sẽ làm được tốt hơn. Chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên im lặng lắng nghe. Cô thở dài một hơi, mới chán ngán thất vọng cười, nói, nhưng hôm nay tôi phát hiện, thì ra bản thân tôi rất nhỏ bé, rất vô dụng, thế giới hiện tại của tôi thật nhỏ thật nhỏ, thế giới bên ngoài thật lớn thật lớn, lớn đến nổi không cách nào chạm đến. Người nào kích thích cô? Trang Hạo Nhiên bật cười nhìn cô cười hỏi. Đường Khả Hinh im lặng một lúc lâu, rốt cuộc quay đầu nhìn Trang Hạo Nhiên mỉm cười nói, thế giới này kích thích tôi, tôi không ngờ, ngoài thế giới của tôi ra, còn có rất nhiều người lợi hại như vậy, bọn họ giống như sinh ra vì rượu đỏ, một chuyên gia hầu rượu tuyệt vời, trong quá trình này, không cần bất kỳ ngôn ngữ, cũng đã nhìn rõ tâm linh của tôi, cho tôi mong muốn, cho tôi dịu dàng, cho tôi khích lệ. Ông ấy giống như chui vào trong thân thể của tôi, dùng linh hồn bàn tay, xoa dịu tâm trí tôi, đây mới là chuyên gia hầu rượu, đây mới thật sự là chuyên gia hầu rượu. Cô Phục, cô đã chán nản, cảm thấy đây là cảnh giới cả đời mình cũng không thể đạt tới. Trang Hạo Nhiên nghe xong, cảm thấy buồn cười. Anh cười cái gì, đường khả hình ngạc nhiên nhìn anh, cũng không khỏi mỉm cười, vẫn có chút huệ hoài. Cô biết tại sao Lauren tiên sinh sắp xếp cho cô đi gặp chuyên gia hầu rượu nà hay không? Trang hạo nhiên yên lặng nhìn cô. Đường khả hình lắc đầu một cái. Bởi vì ông ấy muốn cô nhận biết năng lực của mình sâu hơn, mỗi người chúng ta đều có mức độ tự kỷ khác nhau, nhưng đối mặt với đối thủ xuất sắc nhất, chúng ta không thể buông bỏ tự kỷ của mình, chúng ta phải nhờ người khác làm chiếc gương, soi dọi mình, để cho mình nhìn thấy con người thật của mình, biết yêu khuyết điểm của mình ở chỗ nào, sau đó xuất phát một lần nữa. Trang hạo nhiên dịu dàng nói. Cho nên tôi đã hiểu được, tôi rất nản trí, lúc nào thì tôi mới có thể giống như chuyên gia hầu rượu kia, nhìn người khác một cái cũng đã biết bi thương ở chỗ nào. Đường khả hình nghiêm túc nói, lúc nào thì tôi mới có thể học được trai giống cũng có thể giải rượu. Trang hạo nhiên quay đầu, dịu dàng nhìn đường khả hình, nói cô buông bỏ bản thân mình, vì tổng giám đốc tưởng đi cầu tô thủy kỳ, nói mỗi người đều có cơ hội và quyền giành lấy hạnh phúc của mình. đây không phải là một loại quan tâm, không phải một loại giao tiếp tâm linh, không phải kinh nghiệm sâu sắc sao? Đường Khả Hinh sửng sốt quay đầu nhìn anh, ngạc nhiên anh làm sao biết? Trang Hạo Nhiên lại nhìn cô cười nói, trước tiên không nên ngạc nhiên tại sao tôi biết được. cô trả lời tôi cho trước, đó có phải là một loại thấu hiểu và quan tâm không? Đường Khả Hinh không lên tiếng, yên lặng suy nghĩ tới những lời này. Trang hạo nhiên nhìn cô chằm chằm nói, cô nói, lúc nào thì cô mới có thể học được trai giống cũng có thể giải rượu. Cô mới vừa học xong. Đường khả hình lại nghi ngờ nhìn anh. Trang hạo nhiên mỉm cười nhìn cô nói, cô chưa từng nghe qua một câu nói sao. Mơ ước chỉ thiếu một chút, nếu như cô có lòng tin, cắn chặt răng đi về phía trước, cảnh giới sẽ lan rộng ở trong thế giới của cô. Có không, đường khả hình nhìn anh, nhẹ nhàng hỏi. Có, chấm ngoặc kép. Trang Hạo Nhiên khẳng định cười nói, nhất định sẽ, chỉ cần cô cố gắng. Chuyên gia hầu rượu, chính là nghệ thuật gia, mỗi người đều có cảnh giới nghệ thuật của mình, cô cũng có. Cô phải tin chắc điều này, cô cũng phải cảm thấy mình không giống người khác ở chỗ nào. Đường khả hình lặng lẽ lầm nhầm câu này, tôi không giống người khác ở chỗ nào. Tôi không giống người khác ở chỗ nào. Cô đột nhiên cười, trong chớp mắt tràn đầy sức mạnh nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên đột nhiên mỉm cười nhìn Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh lập tức vươn tay níu chặt Trang Hạo Nhiên, rất hào hứng nói: mấy ngày nữa tôi sắp thi bằng lái, anh dùng chiếc Audi Pipic của anh dạy tôi lái xe. Tôi muốn giống như cha, giống như anh, tìm thức ăn ngon khắp nơi, thưởng thức món ăn ngon nhất trên thế giới. Chấm than ngoặc kép. sắc mặt Trang Hạo Nhiên hơi khó coi, nhưng lại không đành lòng đả kích cô nói cô. Cô, cô nói, dùng Audi Pipic của tôi dạy cô lái xe. Đúng vậy, đường khả hình lập tức đứng lên, phủi phủi váy nói, đi. Đi mua thức ăn đi, dùng xe Audi Pipeit của anh dạy tôi lái xe ngay. Tự tôi lái đi mua thức ăn, anh cũng không biết tôi thông minh đến cỡ nào. Thần kinh, Trang Hạo Nhiên lập tức đứng lên, đi ra ngoài thật nhanh. Chờ tôi một chút, chấm than ngoặc kép, đường khả hình nhìn về phía anh la hét, mươi 329, đã từng. Đại sảnh khách sạn Á Châu. Trang Hạo Nhiên bước nhanh đi ra ngoài trang hạo nhiên chấm ngoặc kép đường khả hình ở phía sau lớn tiếng gọi anh trang hạo nhiên không để ý đến cô mà bước nhanh đi về phía chiếc audi pipit của mình không ngờ sau cổ bị người kéo lại anh ôi một tiếng quay đầu nhìn đường khả hình cố sức nắm chặt mình anh cau mày nhìn cô nói cô đừng như vậy tôi làm sao có thể lấy chiếc audi pipic của tôi cho cô tập lái xe tôi ăn no không có việc gì làm sao huống chi bây giờ cô còn chưa có bằng lái cô lái xe của tôi Đến lúc đó cảnh sát bắt cô lại. Vậy anh hứa với tôi, có thời gian dạy tôi lái xe." Đường Khả Hinh nói. Đến lúc đó rồi nói, anh cố sức vặn bung ra ngón tay của cô, muốn lên xe. "Hứa với tôi." Đường Khả Hinh vội vã kêu to. "Được, được, được, hứa với cô." Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ thở dài, ngồi lên vị trí ghế lái, kêu to, thật không biết cho con nhóc này là may mắn hay bất hạnh của tôi. Đường Khả Hinh đột nhiên cúi người xuống, Nằm ở trước cửa sổ xe, kê mặt sát lại gần nhìn anh nheo mắt cười nói, "Thật ra, tôi rất thích anh gọi tôi là nhóc." Chấm ngoặc kép. Trang Hạo Nhiên nghe lời này, liền chậm rãi quay đầu sang có chút dịu dàng nhìn cô, hỏi, "Tại sao?" Đường Khả hinh nghiêng đầu suy nghĩ một chút, mới quay đầu nhìn về phía anh, tinh nghịch cười ngọt ngào nói, "Tôi cũng không biết, nhưng rất ưa thích." Hai mắt Trang Hạo Nhiên lộ ra nụ cười, nhìn phong cảnh phía trước, dừng lại một lát, mới cố ý nói tốt, sau này sẽ gọi cô là nhóc nhỏ phiền toái nhỏ con chó nhỏ con ong nhỏ con heo nhỏ sắc mặt của đường khả hình thu lại nhìn anh chằm chằm hư một tiếng mới vòng qua sườn xe ngồi vào ghế lái phụ lập tức nhấn bổng xe nói lên đường hai giây đến siêu thị tôi để cho cô ba giây đến sao hỏa trang hạo nhiên không nhìn cô một cái lập tức lái xe đạp chân ga một cái cho xe nhanh chóng lao đi về phía trước chiếc audi pipic màu trắng nhanh chóng lao đi trên con đường trong thành phố đường khả hình đột nhiên thật vui vẻ nong theo tốc độ của trang hạo nhiên mở đôi tay nhắm mắt lại dùng một giọng ngọt ngào êm ái nhẹ nhàng hát ngày ấy là như thế rất nhiều người như thế nhưng cố tình để cho em gặp anh anh là người chân thật anh là người rất tốt em từng nghi ngờ em đang nằm mơ không còn một mình nữa tâm sự có người nghe đêm dài đằng đẵng ở chung một chỗ cùng anh đếm sao bên bờ biển đón gió chỉ cần có anh, em sẽ an tâm. Chấm ngoặc kép, tiếng hát nhẹ nhàng êm ái, ngọt ngào truyền đến, nghe hết sức cảm động. Từ trước đến giờ Trang Hạo Nhiên là người yêu âm nhạc, liền cầm tay lái, tò mò cười hỏi đường Khả Hinh, đây là bài hát gì? Dễ nghe không, đường Khả Hinh nhìn Trang Hạo Nhiên, vui vẻ hỏi. Dễ nghe, bài hát gì, Trang Hạo Nhiên mỉm cười hỏi. Tâm can bảo bối, tôi là tâm can bảo bối của anh. Đường Khả Hinh đột nhiên quay đầu, rất tinh nghịch nhìn Trang Hạo Nhiên, cười nói. Trang Hạo Nhiên đột nhiên dịu dàng mỉm cười, vươn tay vỗ nhẹ trên đầu của cô, mới chăm chú lái xe. Đường Khả Hinh quay đầu nhìn một bên mặt của Trang Hạo Nhiên, đôi mắt hấp dẫn, lộ ra ánh sáng giống như vì sao, sống mũi cao thẳng, mang theo một chút lai tây, kiên nghị mà tao nhã, môi mỏng khêu gợi, hết sức mê người. Cô đột nhiên thật dịu dàng nhìn anh nói, trên thế giới này, tại sao có thể có loại người như anh? Có ý gì? Trang hạo nhiên cười hỏi, tại sao anh đột nhiên đi vào trong sinh mệnh của tôi, cho tôi nhiều như vậy? Đường Khả Hinh nghi ngờ nhìn về phía anh. Trang hạo nhiên không lên tiếng, hết sức nghiêm túc suy nghĩ chuyện này, đột nhiên nở nụ cười xấu xa. Đường Khả Hinh nhìn nụ cười của anh, lập tức đề phòng nhìn về phía anh, nói anh lại muốn nói gì? Trang hạo nhiên muốn nín cười, nhưng vẫn không nhịn được cười nói, nghe nói. Ở kiếp này tôi và cô cùng yêu rượu đỏ gặp nhau là vì kiếp trước là hoa nho và rượu đỏ, duyên phận đuổi theo tới kiếp này. Đường Khả Hinh lập tức muốn ói. Là cô bảo tôi nói. Trang hạo nhiên cố ý thu sắc mặt, nói vừa xong, đạp chân ga, cho xe lao đi. Trong siêu thị, Trang hạo nhiên nghe Khả Hinh nói chân của mình đã tê dại, liền ôm cô đặt ở trong shopping cart, đẩy cô đi về phía trước, muốn mua một chút đồ dùng hàng ngày, anh không dùng đồ ở khách sạn, sợ làm tăng thêm gánh nặng cho nhân viên. Đường Khả Hinh ngồi ở trong shopping cart, chỉ cái kệ phía kia nói, "Mau, bên kia băng vệ sinh giảm giá đặc biệt." Trang Hạo Nhiên cảm thấy tức giận nhìn cô, nói, "Cô đừng nói đến cái này với tôi. Lần trước cô mua mấy bao còn để ở nhà tôi." Đường Khả Hinh nghe xong lời này, liền quay đầu nhìn về phía anh, vui vẻ cười hỏi, "Thật sao? Anh để ở chỗ nào hả? Còn có thể để ở nơi nào?" trong tủ treo quần áo của tôi chứ sao chấm ngoặc kép trang hạo nhiên đẩy tới khu sinh hoạt cầm một tuyết kem đánh răng lên nhìn đường khả hinh lại kinh ngạc nhìn về phía anh nói anh anh nói anh đặt ở nơi nào trong tủ treo quần áo của tôi trang hạo nhiên nói xong cũng đã để kem đánh răng xuống đẩy cô đi về phía trước thấy phía trước có cái ly thủy tinh giống như con heo con hết sức đáng yêu mà vừa vặn cái quai chính là đuôi heo anh đột nhiên mỉm cười đẩy khả hinh đi về phía bên kia cầm cái ly lên đặt ở trong lòng bàn tay nhìn tới nhìn lui anh nói anh đem băng vệ sinh của tôi đặt ở trong tủ treo quần áo để chung với quần áo của anh đường khả hinh vẫn còn rất tò mò chuyện này kêu to đúng vậy trang hạo nhiên cố ý lường cô một cái mới đem cái ly bỏ vào trong xe vỗ mạnh đầu của cô một cái mới đi tới khu rau cải mua một con gà nhân sâm còn có rau hoàng đế một chút thịt và rau cải cùng nhau tính tiền thật vui vẻ, sau đó Đường Khả Hinh sôi nổi kể cho Trang Hạo Nhiên nghe về người chuyên gia hầu rượu kia lợi hại đến cỡ nào. Trang Hạo Nhiên ôm túi hàng, yên lặng mỉm cười nghe Đường Khả Hinh nói chuyện. Hai người đón trời chiều, cùng lên xe trở lại khách sạn. Cánh cửa phòng tổng thống mở ra. Đường Khả Hinh lập tức cởi giày xuống, đoạt lấy túi hàng của Trang Hạo Nhiên, cũng không nói gì, giống như con heo con vọt vào phòng bếp, bắt đầu bận rộn. Trang hạo nhiên nhìn đường khả hình ở trong phòng bếp, bận tối mặt, anh đột nhiên mỉm cười, trong tay còn có một cái túi nhỏ, chỉ có một ly thủy tinh, anh lấy ly thủy tinh nhỏ ra, giơ trong tay nhìn một chút, liền đặt nó ở trên bàn trà, nói, khả hình. Chấm ngoặc kép. Hả, tiếng của đường khả hình từ đầu kia truyền đến. Sau này, ly thủy tinh nhỏ trên bàn trà sẽ là của cô. Chấm ngoặc kép, Trang hạo nhiên nói. À, chấm ngoặc kép, tiếng của cô từ đầu kia truyền đến. Trang Hạo Nhiên nhìn cô một cái, không có để ý đến cô nữa, mà buông lỏng quốc áo tây trang, cởi ra, ném trên ghế salon, một mình đi lên lầu, có chút mệt mỏi tắm rửa, cảm thấy tinh thần sảng khoái mặc áo len mỏng màu trắng cổ chữ V và quần thường màu trắng, tóc hơi ẩm ướt đi xuống lầu, nhìn Đường Khả Hinh còn đang bận rộn ở đầu kia, anh khẽ mỉm cười, lại cảm giác thân thể thật thoải mái ngồi ở trên ghế salon, trầm ngâm suy nghĩ một chuyện, đột nhiên có chút cảm giác kỳ lạ dâng lên. Anh im lặng đứng lên đi qua phòng khách, đi vào gian phòng thủy tinh, nhìn chiếc piano hình tam giác, không nói gì, nhưng giống như nhớ đến một chuyện nào đó, hết sức dịu dàng ngồi ở trên ghế thép, mở nắp đàn piano, 10 ngón tay tự nhiên thuần thục đặt lên piano, nhẹ nhàng khải khúc Clementine, có chút bi thương. Tiếng nhạc êm ái lộ ra chút kỷ niệm, chậm rãi tràn ngập trong căn phòng giống như quả cầu. Hai mắt trang hạo nhiên lộ ra xa xăm mà dịu dàng, cơ thể hơi di chuyển, ngón tay khéo léo xuôi ngược trên phím đàn, Âm thanh vang lên. Đường Khả Hinh đang nấu cháo gà nhân sâm, tay cầm nhân sâm vừa định rửa sạch, lại nghe được bên ngoài phòng khách truyền đến tiếng nhạc nhẹ nhàng êm ái nhưng mang theo một chút ký ức bi thương, hai tròng mắt của cô nhấp nháy, tay dừng ở trong nước, ngẩng đầu lên, trầm ngâm lắng nghe tiếng nhạc êm ái như nước chảy, trái tim cô lập tức dừng lại, trong chớp mắt cánh cửa trí nhớ giống như mở ra. Cánh đồng cỏ lavender, giống như tấm thảm màu tím, kéo dài về phía chân trời trong chóng gió Hà Lan ở cuối chân trời đón gió chuyển động, giày cao gót hai tất màu trắng ở trên thảm cỏ lavender nào đấy rất mộng ảo, có một cô bé mặc váy trắng, ngồi ở trước giày cao gót, khóc thật đau lòng, chân nhỏ uốn éo, máu đang chảy. Có một anh trai mặc áo sơ mi trắng, quần trắng, đón gió xuất hiện tại trước mặt của mình, không nói gì, chỉ im lặng cõng mình bước đi. Gió nhẹ nhàng, gió ngọt ngào, gió thơm ngát. Hoa lavender đang nhẹ nhàng đong đưa một diều giấy nhỏ trên không trung phất phới bay. Hai bóng dáng nhỏ bé, vào lúc này nhẹ nhàng chồng lên nhau, di chuyển ở trong thế giới màu tím, giống như bức tranh thầm lặng nhẹ nhàng hiện lên. Hai mắt đường khả hình đỏ bừng, không nhịn được buông nhân sâm trong tay xuống, nhẹ nhàng xoay người đi ra khỏi phòng bếp, từng bước từng bước đi về phía phòng khách, đứng ở bên ghế salon, im lặng nhìn trang hạo nhiên trong phòng đánh đàn, đang chăm chú thâm tình khải bài hát này, hai mắt lộ ra ánh sáng dịu dàng, gió biển phất qua sợi tóc trên trán anh, giống như thiếu niên nhanh nhẹn đã từng đứng ở giữa thảm cỏ, đón gió phất phới, ngón tay anh tiếp tục chậm rãi di chuyển trên phím đàn, rất bi thương. Mang theo kỷ niệm bi thương, cứ như vậy chạm vào trái tim của đường khả hinh. Hai mắt của cô trở đỏ bừng, không kiềm chế được cảm xúc như cơn sóng tuôn trào về phía mình, giống như thảm cỏ lavender trong tòa thành, cô đè nén cảm xúc, nhẹ nhàng cất bước đi vào phòng đánh đàn. Đạp sàn nhà màu trắng, từng bước từng bước đi tới bên piano, nhìn khuôn mặt đã rất quen thuộc của Trang Hạo Nhiên, sâu kín hỏi, chúng ta đã từng có quen biết không? Động tác trong tay, dừng lại. Trang Hạo Nhiên chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh chớp mắt nhìn Trang Hạo Nhiên có chút căng thẳng hỏi, chúng ta đã từng có quen biết không? Chương 330, đừng động. Quen biết, chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên nhìn đường Khả Hinh, sâu kín nói. Đường Khả Hinh có chút vội vàng nhìn anh. Trang Hạo Nhiên nhìn Đường Khả Hinh, nghiêm trang nói: "Quá khứ, cô đã từng là hoa nho, tôi là quả nho rơi vãi, khi hoa nho nở, rượu đỏ sẽ tràn khỏi thùng gỗ sồi, dính ướt đuôi váy trắng tinh của cô." Chấm ngoặc kép. Anh đột nhiên muốn cười. Đường Khả Hinh sững sờ, nghe lời này, suy nghĩ lại, mặt cô chợt đỏ lên, kêu to: "A! Khốn kiếp, tôi nói nghiêm túc với anh, anh lại xấu xa trêu chọc tôi." Trang hạo nhiên không nhịn được cười nói, cô hỏi tôi trước kia có biết cô hay không, tôi chỉ có thể nói như vậy. Chẳng lẽ cô biết tôi sao? Tôi, chấm ngoặc kép, đường khả hình sướng sờ, nhìn anh nằm ở trên piano cười, mặt của cô đột nhiên co quắp, tức giận vươn tay đánh mạnh bờ vai của anh, liều mạng nói cái thứ không biết xấu hổ, nói hưu nói vượt, khi dễ người ta. Trang hạo nhiên vừa né tránh đường khả hình vừa cười nói, ai, tôi làm sao khi dễ cô? làm sao cô biết tôi khi dễ cô rõ ràng là vậy chấm than ngoặc kép đường khả hình tức giận kêu to cái gì dính ướt đuôi váy trắng tinh lời này tôi nghe qua đều là mấy tên cầm thú lâm sở nhai đem một giai điệu tuyệt vời như vậy nói thành quá ghê tởm một người đứng đắn như tôi cũng nói thành xấu xa trang hạo nhiên không nhịn được cười nhìn mặt của đường khả hình cũng đỏ lên liền dừng lại một lát tay dựa vào bên cạnh piano dịu dàng hỏi thế nào tôi làm chuyện gì để cho cô quen thuộc sao? tại sao đột nhiên chạy vào hỏi chúng ta có biết không? trước kia chúng ta đã từng có biết không? đường khả hình nhìn ánh mắt rất tò mò của trang hạo nhiên cô ngẩn ra nhớ lại giai điệu bài hát quen thuộc khi còn bé truyền đến từ trong một ngôi nhà xinh đẹp như lâu đài gió thổi nhẹ nhàng làm lay động đuôi váy trắng như tuyết của cô còn có bóng dáng nhỏ nhắn đi đến bên cửa thăm dò đúng vậy bọn họ làm sao có thể quen biết? làm sao có thể? cô lại im lặng nhìn trang hạo nhiên mỉm cười rất đẹp trai nhưng lộ ra không đứng đắn làm sao giống như anh trai lớn đứng ở trong gió cũng rất nghiêm túc và dịu dàng cô nhíu mày cố ý nhìn anh nói không có trước kia chúng ta tuyệt đối không biết nhau anh chính là một tên vô lại trang hạo nhiên bật cười nhìn đường khả hinh kêu to cô nói cái gì tên vô lại lời như vậy cô cũng nói được tôi đây bị cô thương cả đám cùng nhau khi dễ tôi không để ý tới anh nấu cơm đi đường khả hinh hừ một tiếng mới lạnh lùng xoay người đi ra phòng đàn vừa muốn đi qua phòng khách nhìn thấy ly thủy tinh nhỏ hình dáng con heo nhỏ vui vẻ trên bàn trà nâng lên khuôn mặt tươi cười bộ dạng ngồi ở trong đám mây nhỏ cái đuôi heo làm quai ly hết sức buồn cười cô thật thích cúi người xuống cầm con heo này lên đặt ở trong lòng bàn tay nhìn trái phải phát hiện thủy tinh thật dày thân ly mượt mà hết sức đáng yêu nhưng sắc mặt của cô thu lại nhìn về phía Trang Hạo Nhiên tiếp tục đàn piano hỏi, này, tại sao là heo con, tôi giống heo sao? Trang Hạo Nhiên gảy nhẹ piano, không nhịn được bật cười nói, giống như nó vui vẻ một chút, có may mắn một chút, đứa ngốc. Đường khả hình chừng mắt liếc nhìn anh một cái, mới hừ một tiếng, cầm cái ly đi vào phòng ăn, đặt ở trên bàn ăn, tiếp tục rửa sạch nhân sâm, đem con gà nhỏ đặt ở trong cái trung hầm, sau đó tiếp tục rửa nhân sâm, vẫy lên một chút muối, một chút kỳ tử, táo đỏ, bỏ vào trong nồi nước sôi, áp xuống con gà, đậy nắp trung hầm, dùng giấy bao tiên cuốn lấy, liền đem nó đặt ở trong nồi nước sôi, bên ngoài đậy nắp nồi lớn, sau đó nhanh chóng lấy ra khô mực, củ năng và thịt heo, nhanh chóng băm nhỏ thịt. Bày trên một cái đĩa, cẩn thận đặt vào trong một nồi hấp khác. Bên này chảo đã sôi dầu, cô lập tức đem khoai tây đã luộc, trước hết nhúng vào lòng đỏ trứng gà, sau đó nhúng bột bắp, thả vào trong chảo dầu sôi vàng, cô nhìn vọng khoai tây chiên thành màu vàng, cô khẽ mỉm cười, lấy cái đĩa trắng, dùng cái phếu vớt để lên đĩa, lại từ trong tủ lạnh, lấy ra bơ sữa, nhẹ nhàng nặn xung quanh khoai tây chiên thành hình bông hoa, cúi đầu ngửi một cái, thơm thơm, cô vui vẻ mỉm cười, đặt cái đĩa xuống, ngửi thấy mùi thơm thịt bằm củ năng ở trong nồi hầm bên kia. Cô lập tức quay đầu, mở nắp nồi ra, thịt mềm màu trắng như cái bánh thịt hết sức đẹp mắt trong nồi nước sôi cuồn cuộn, cắt rau thơm và ớt đỏ trải trên bánh thịt, mang đĩa ra cốp 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 cốp, chấm ngoặc kép, đường khả hình nhanh chóng đem khô mực cắt thành hạt lựu, sau đó trải trên thịt nạc xào, hầm nóng mang ra bàn. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, âm thanh công tác bên trong nồi áp suất sốt cuộc vang lên, đường khả hình vui vẻ đeo bao tay, bưng canh gà nhân xâm ra, nhanh chóng đặt xuống giữa bàn, nhìn món ăn mình làm trong trong ngoài ngoài, thật sự là màu sắc hương vị đều có đủ, cô mỉm cười vui vẻ, kêu to, ăn cơm thôi. Chấm than ngoặc kép chấm. Trang Hạo Nhiên vừa nghe, liền mỉm cười đi tới, nhìn canh gà nhân sâm, củ năng thịt bằm, rau cải, khoai tây chiên, từng món tinh tế, thơm ngon, anh hài lòng mỉm cười, ngồi vào chỗ, trực tiếp đưa tay cầm một cọng khoai tây, chấm bơ sữa, ánh mắt của anh sáng lên, nhìn về phía Đường Khả Hinh, hết sức chắc chắn gật đầu nói, ăn ngon, rất ngon. Ánh mắt của Đường Khả Hinh sáng lên, cười hỏi có thật không? Ăn nhiều một chút. Cô lập tức ngồi xuống, cầm đũa và cái muỗng lên, gắp một cái đùi gà, đưa đến trước mặt Trang Hạo Nhiên, mới nhìn anh cười nói, đây, ăn nhiều một chút. Ừ, Trang Hạo Nhiên khẽ mỉm cười, lấy thêm đôi đũa, ăn đùi gà này, lại mỉm cười gật đầu nói, ăn ngon. Đôi tay đường khả hình chống gỏ má, nhìn Trang Hạo Nhiên ăn rất vui vẻ, đôi mắt của cô cũng chớp chớp nở nụ cười. Tại sao cô không ăn? Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía đường khả hình, hỏi. Tôi nhìn anh ăn, tôi cảm thấy vui vẻ tôi cảm thấy tương lai của tôi nhất định sẽ là một người vợ gương mẫu làm một bàn lớn món ăn cho chồng tôi ăn con trai cả ăn con trai thứ hai ăn con gái nhỏ ăn đường khả hinh nở nụ cười vô cùng ngây ngốc trang hạo nhiên không nhịn được vừa cười vừa ăn đùi gà nói cô nhàn rỗi suy nghĩ chuyện tương lai nếu như thật sự ăn không vô đi đọc sách tốt hơn sắc mặt của đường khả hinh thu lại nhìn trang hạo nhiên tức giận nói anh có ý gì tôi đây khổ cực nấu cơm cho anh, anh lại bảo tôi đọc sách. tôi nói đùa mà. chấm ngoặc kép, trang hạo nhiên vội vàng cầm nĩa, cắm một cọng khoai tây đưa đến bên miệng của cô. chát, đường khả hình phủi tay của anh, tức giận nói, anh đừng xem thường người. động một chút là bảo người ta đọc sách, tất cả nguồn gốc mùi hương tôi đều học xong rồi. ơ, ờ, trang hạo nhiên cầm chén cơm, lùi nhẹ cơm, nhai mấy cái, tiếp tục gấp thức ăn ăn mới cười nói vậy cô trả lời cụ thể tên từng mùi hương cho tôi. Chấm ngoặc kép, khủ khủ khủ, nghe cho kỹ, đường khả hình nhướng mày, nhìn Trang Hạo Nhiên, có chút nghiêm trang, nhanh như tia chớp nói, mâm xôi, anh đào, hạnh mơ quả đào, hạch đào óc chó. Hương thảo, nhục quế, đinh hương, bột hồ tiêu, sô-cô-la đen, khói thuốc, cỏ khô, cam thảo, tuyết tùng, cỏ xạ hương, nghệ tây. Chấm than ngoặc kép, cô đọc xong từng đoạn, cuối cùng đến bánh mì nướng, hạnh nhân giang kết thúc tốt đẹp cô ngẩng đầu cười ha 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 trang hạo nhiên cầm chén cơm nhìn đường khả hình quả thật đọc xong tất cả nguồn gốc mùi hương nhanh như chấp anh nở nụ cười nói tạm được dĩ nhiên khi còn bé tôi học thuộc lòng rất lợi hại đường khả hình có chút khinh bỉ nhìn về phía trang hạo nhiên nói mỗi ngày anh kiểm tra tôi anh cũng không hơn được trang hạo nhiên để đũa xuống nhìn cô đột nhiên cười nói tôi không hơn được cô muốn thử một chút không thử một chút rốt cuộc khứu giác của người nào lợi hại. Đến đây, đường khả hình nhìn anh, kêu to, ai sợ ai. Tốt, Trang Hạo Nhiên liền chiêu đùa cô, cười nói, chúng ta quay lưng lại, ăn năm món ăn, xem ai có thể đoán được. Tốt, đường khả hình lập tức ngẩng đầu nói. Cô trước, Trang Hạo Nhiên nhịn cười nói. Được, anh xoay người đi, đường khả hình nói. Trang Hạo Nhiên nói xong đứng lên, cầm ghế thay đổi vị trí, liền tao nhã ngồi xuống sau lưng cô. Ánh mắt của đường khả hình sáng lên, lập tức đông 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 giống như con kiến nhỏ, vọt vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra, nhanh chóng nhìn một lần từ trên xuống dưới, từ bên trong lấy ra một gốc cây rau xà lách, giống như trâu ăn cỏ, xoắn thành một cục, liều mạng nhét vào miệng, ở trong miệng nhai vài cái, mới đưa tay vào, cầm một trái cà chua nhét vào trong miệng, khổ khổ nuốt mấy cái, sau đó lấy thạch dừa và một nắm đậu phộng, toàn bộ nhét vào trong miệng, lại phát điên lao ra, cầm lấy chén canh gà nhân sâm uống vài ngụm, xé một miếng đùi gà, khổ khổ nuốt vào, mới nhìn Trang Hạo Nhiên kêu to có thể. Trang Hạo Nhiên xoay người, cười đến nói không ra lời, đầu cũng rũ xuống, thân thể cũng co quắp. Đường Khả Hinh sững sờ, nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên nhìn dáng vẻ của cô, không nhịn được bật cười nói, nói chơi mà làm thật, cô đúng là kẻ ngốc, ha 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 ha. Chấm ngoặc kép. Đường Khả Hinh trừng mắt nhìn anh tức giận kêu to anh trêu chọc tôi chấm hỏi ngoặc kép trang hạo nhiên lại không ngừng cười to a à, đường khả hình phát điên nhào qua liều mạng vỗ trang hạo nhiên kêu to anh là đồ đáng chết ngày ngày trêu chọc người ta anh thật quá đáng ôi 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 đau quá trang hạo nhiên vội vàng đứng lên cười đi ra ngoài đường khả hình vẫn tức giận theo sát đi ra ngoài cầm gối ôm liều mạng vỗ sau lưng trang hạo nhiên né tránh kêu to xấu xa ai, trang hạo nhiên tránh né một lúc, lại chợt phương tay bá đạo ôm Đường Khả Hinh vào trong ngực, hai mắt nóng bỏng cúi đầu nhìn cô. Đường Khả Hinh tay ôm gối đầu, không nhịn được thuận theo, có chút xấu hổ nhìn anh. Hai mắt Trang Hạo Nhiên thoáng qua một chút dịu dàng nhìn cô nói, nếu như cô chuẩn bị xong, tôi bắt đầu. chấm ngoặc kép, ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép. Đường Khả Hinh sướng sờ, nhìn anh hỏi cái gì. Trang Hạo Nhiên bật cười nói, ngửi mùi thơm. Đường khả hình nghe xong lời này, ánh mắt sáng lên, lập tức nhìn anh, mềm mỏng cười nói, anh nói đi. Nếu như anh thua thì sao? Tôi thua, cô muốn cái gì cũng được. Trang hạo nhiên nhìn cô, hai mắt rất bình tĩnh nói. Tốt. Đường khả hình lập tức xoay người, đưa lưng về phía anh, hé miệng cười. Trang hạo nhiên nhìn bóng lưng cô, đột nhiên mỉm cười, chậm rãi tiến lên, vươn tay ôm nhẹ thân thể nho nhỏ vào trong ngực. Cô sững sờ, mới vừa muốn tránh thoát, thế nhưng anh lại càng ôm chặt hơn, cúi xuống, mặt dán mặt của đường khả hình, rất cảm tính khàn khàn nói, đừng động. Chấm ngoặc kép, đường khả hình lập tức dừng lại động tác, miệng mím chặt. Trang hạo nhiên ôm lấy thân thể khả hình, cảm thấy thân thể của cô hơi lạnh lẽo, liền dịu dàng hỏi, lạnh không? Có một chút, đường khả hình chớp mắt mấy cái, mới ngây ngốc đáp lời. Tôi quên mở máy sưởi rồi. Chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên dịu dàng nói xong, lại ôm chặt đường khả hình trong ngực, để cho cô dán vào lồng ngực kiên cố của mình, mặt dán sát vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, lại giống như rất mập mờ hỏi tốt một chút nào chưa. Mặt của đường khả hình đột nhiên có hơi hồng, thở ra một hơi. Trang hạo nhiên cảm giác cô gái trong ngực mềm nhún, anh chậm rãi mỉm cười, mặt dán vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, tay nhẹ nhẹ đưa tới, nâng nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, ngón cái xẹt qua môi nhỏ của cô, rốt cuộc dịu dàng nói, rau xà lách, cà chua thạch dừa đậu phộng canh gà nhân sâm đùi gà chấm ngoặc kép tinh thần đường khả hình chấn động chậm rãi xoay người trang hạo nhiên đã buông đường khả hình ra cười không ngừng cô xứng sờ nhìn về phía anh rốt cuộc biết anh mới vừa chiêu chọc mình mở miệng mặt của cô nhanh chóng đỏ lên thét chói tai một tiếng nhào qua liều mạng đánh anh vừa đánh vừa kêu to khi dễ người ta xấu xa chấm than ngoặc kép tôi nào có Chẳng lẽ cô còn tưởng rằng tôi tìm cách với cô à? Trang Hạo Nhiên nhìn về phía cô, cười to nói. A, à, Đường Khả Hinh ngại mất mặt, dậm chân gào khóc kêu to, nhìn anh đứng ở nơi đó, cười thật vui vẻ, sắc mặt cô thu lại, mắt to chuyển động, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, đột nhiên mỉm cười. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 331, Bách Hợp Hoang cũng có mùa xuân. Đến lượt anh, Đường Khả Hinh cũng muốn đùa. Trang hạo nhiên nghe xong, đột nhiên mỉm cười, nói tốt. Đường khả hình lập tức quay đầu đi. Trang hạo nhiên im lặng nhịn cười đi vào phòng bếp, đi qua trước bàn ăn, cầm một ly nước sôi để nguội uống, sau đó đi vào tủ lạnh, dùng tay lấy ra một chai nước khoáng uống, lại dùng tay lấy ra một chai hồng trà ướp lạnh uống, sau đó lại cầm nước khoáng uống một hớp nhỏ, rồi lại cầm lên một chai nước khoáng uống, ho khan một tiếng, vặn nắp xong, mới chậm rãi đi ra phòng ăn, đi tới sau lưng đường khả hình mở đôi tay, mỉm cười nói, đến đây đi. Đường khả hình chậm rãi xoay người, đột nhiên có chút dịu dàng nhìn về phía anh, nói chúng ta. Nhảy một bản chứ. Trang hạo nhiên hé môi mỏng, nhịn cười nhìn cô. Đường khả hình đưa tay cầm hộp điều khiển từ xa, nhấn nhẹ, tiếng nhạc ra du dương chuyển đến. Đường khả hình đột nhiên dí dỏm mỉm cười, đến gần trước người của anh, vươn tay, ôm nhẹ cổ của anh, mắt to, sáng lấp lánh nói, nhảy với tôi. Mau! trang hạo nhiên không lên tiếng nín cười suy nghĩ một chút ngay lập tức vươn tay ôm nhẹ eo của cô bước chân nhẹ nhàng di động cùng với cô nhẹ nhàng xoay tròn ở trong phòng khách chật hẹp hai người dịu dàng nhìn nhau đường khả hình di chuyển theo bước chân trang hạo nhiên nhìn người đàn ông tao nhã lại không nhịn được nhìn anh dịu dàng hỏi chúng ta chơi một trò chơi nói lời thật lòng đại mạo hiểm trang hạo nhiên ôm nhẹ cô gái trước mặt giống như biết cô dở trò quỷ cười nói tốt hai mắt đường khả hình thoáng qua một chút mùi thơm trong trí nhớ, nhẹ nhàng hỏi anh thích màu gì. Trang hạo nhiên cúi xuống, ánh mắt dịu dàng nhìn cô nói, màu tím. Màu trắng. Đường khả hình nhìn anh thật sâu, hỏi tiếp thích loại hoa gì. Phong tín tử, trang hạo nhiên nhìn cô, dịu dàng nói. Thích bài hát nào, đường khả hình lại ngọt ngào hỏi. Clementine, trang hạo nhiên nhìn vẻ mặt cô đột nhiên có chút nghiêm túc, liền không nhịn được cúi đầu, vươn tay nâng nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, ngón cái quét qua múi môi của cô, di chuyển theo điệu nhạc nói, đến tôi. Đường khả hình không lên tiếng, mỉm cười nhìn anh. Thích màu gì, anh nhìn cô, dịu dàng hỏi. Màu tím, màu trắng, chấm ngoặc kép. Anh khẽ mỉm cười, nhìn cô lại dịu dàng hỏi, thích hoa gì. Đường khả hình không nhịn được nhìn anh, nhớ tới hình ảnh trong gió ngọt ngào, có một người anh trai lớn đưa cho mình một chậu phong tín tử. Nói, hoa này, anh tặng cho em, em phải nhớ, khi nó héo tàn, em đừng buông tha nó, cắt bỏ trồi, nó có thể tiếp tục sống lại. Hình ảnh cô bé mặc váy trắng đưa bàn tay nhỏ bé mềm mại trắng tinh nhận lấy chậu phong tín tử, đón gió, nhìn đóa hoa nhỏ mềm mại màu trắng, thật đáng yêu, cô không nhịn được cười. Hả, Trang Hạo Nhiên hơi nghiêng đầu, dịu dàng nhìn cô. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên nhìn Trang Hạo Nhiên, giống như thật lòng nói, phong tín tử. Chấm ngoặc kép hai mắt trang hạo nhiên ngưng tụ, nhìn cô, dừng lại một lúc lâu, mới tiếp tục hỏi thích loại hoa gì. Hoa lavender, chấm ngoặc kép. Trang hạo nhiên nhìn cô gái dịu dàng như nước, lại không nhịn được hỏi thích bài hát nào. Clementine, chấm ngoặc kép, đường khả hình sâu kín nói. Suốt cuộc trang hạo nhiên nhìn cô thật sâu. Đường khả hình cũng nhìn anh thật sâu. Trang hạo nhiên nhìn đôi mắt to xinh đẹp mộng mơ của khả hình, giống như giấu kín một chút ánh nắng ban mai, nụ cười sáng ngời động lòng người, giống như truyền mùi hương cỏ lavender, anh không nhịn được cúi xuống, nâng nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, thắm thiế nhìn cô, cánh cửa trí nhớ trong chớp mắt mở rộng ra, thảm cỏ lavender cô bé đang mặc váy nhỏ màu trắng, cười rất ngọt nhìn mình, anh đột nhiên cảm thấy khẩn trương có lời muốn hỏi. Cũng đang trong lúc này nét mặt dịu dàng của đường khả hình đột nhiên thu lại, con người đảo một vòng, nheo mắt nhìn trang hạo nhiên cười nói, nước sôi để nguội, nước khoáng, nước khoáng, hồng trà đá, nước khoáng. Chấm ngoặc kép, sắc mặt trang hạo nhiên thu lại. Ha 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 ha, chấm ngoặc kép, đường khả hình lập tức hưng phấn đứng ở trên ghế salon, cười thật vui vẻ nói anh cho rằng chị đây ngửi không được. Chỉ cần anh vừa mở miệng, tôi đều có thể ngửi ra anh uống cái gì. Lỗ mũi của chị là lỗ mũi gì? Lỗ mũi của chị là lỗ mũi chó, chỉ cần anh mở miệng, tôi biết ngay anh ăn cái gì. Hừ, muốn trêu chọc tôi, anh còn non lắm vẫn chưa có người nào dám khiêu chiến lỗ mũi chó của tôi. Ha 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 ha. Trang hạo nhiên nhìn con bé, đáng chết, biết cô cố làm ra vẻ dịu dàng, lập tức tức giận ôm cả người cô lên, ném trên ghế salon mới nói, cô nhóc. May mắn là gặp phải tôi, gặp phải đàn ông khác, cô dám làm như vậy, tôi xem cô chết không. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, đường khả hình nằm trên ghế salon, tiếp tục cười rất hả hê, cười đến toát mồ hôi, vẻ mặt hết sức đắc ý. Trang hạo nhiên nhìn dáng vẻ chết tiệt của cô, lại đưa chân lên đá trên mông đít cô một cái, mới nói cút, cút, cút. Tôi không muốn gặp lại cô. Đường khả hình tiếp tục cười ha ha, cũng đang trong lúc này, nhắc cổ tay, nhìn thời gian, đã 8 giờ, cô cười nói 8 giờ rồi, tôi phải về thôi. Trang hạo nhiên nhìn về phía cô nói, muốn đi à? Ừ, chấm ngoặc kép, đường khả hình cười thật vui vẻ, đứng lên nhìn về phía trang hạo nhiên, lại không nhịn được bật cười khanh khách. Trang hạo nhiên không giữ cô nữa, chỉ đi ra phòng ăn, mới nói, lên lầu 2 phòng của tôi, trong tủ cạnh giường cầm cái áo khoác mặc đi về, tối hôm nay có không khí lạnh, cô đừng để bị cảm. Ừm, uhm, chấm ngoặc kép, đường khả hình đột nhiên mỉm cười, nhảy nhót đi lên lầu 2, nhìn phòng ngủ trang nhã của Trang hạo nhiên, cô thật sự hết sức hết sức vui vẻ, sau đó quay lại trước tủ, ầm một tiếng mở ra, cũng đã nhìn thấy một cái áo khoác dài màu hồng, bên trái là một con bướm trắng cực lớn, vạt áo bên hông màu trắng hết sức ca tính, nhìn ra là mới vừa mua, còn tỏa ra mùi thơm mềm mại rất thoải mái, cô muốn nhón chân lên cầm, nhưng với không tới, mới vừa muốn kéo cái ghế ngồi, lại cảm giác sau lưng ấm áp, cô sững sốt quay đầu. Trang hạo nhiên bất đắc dĩ lấy áo khoác xuống, nói một câu lùn quá, liền xoay người đường khả hình, kéo ra dây khóa, cẩn thận phủ thêm áo khoác cho cô. Đường khả hình thật nghe lời, mặc vào. Trang hạo nhiên kéo dây khóa cho cô, lại cúi người xuống, lấy ra một cái khăn quàng cổ màu trắng mình thường xài, nhẹ nhàng quấn lên cho Khả Hinh, mới nói tối hôm nay âm 10 độ, cô quá gầy, nhất định sợ lạnh. Lúc trở về, cẩn thận một chút, tôi bảo tài xế đưa cô đi. Không cần, tôi thích ngồi xe buýt, thuận tiện xem tài liệu. Đường Khả Hinh nhất thời cảm thấy thân thể mình ấm áp, thoải mái thở dài một hơi, ngẩng đầu lên nhìn bộ dáng trang hạo nhiên cúi xuống dịu dàng quấn khăn quàng cổ cho mình. Trong lòng của cô ấm áp lại nói cảm ơn lão đại nhiều. Trang hạo nhiên khẽ mỉm cười, quấn khăn quàng cổ xong, lại đưa tay vuốt nhẹ cái ót cô, mới nói, đi thôi. Đường khả hinh mỉm cười, liền nhảy nhót xuống lầu, hát bài, tâm can bảo bối, thùng 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 đi khỏi, vui vẻ như thiên sứ nhỏ. Trang hạo nhiên đứng ở một đầu cầu thang xoắn ốc, nhìn bóng dáng nhỏ bé hoạt bát của đường khả hinh, cứ như vậy mà rời khỏi căn phòng sang trọng này, anh đưa mắt nhìn chầm chầm cánh cửa nhỏ đóng chặt, dường như qua thật lâu, mới đột nhiên mỉm cười, chậm rãi xoay người, đi lên phòng ngủ của mình, mở nóc phòng ngủ mình, nhất thời nhìn thấy bầu trời đêm không ánh trăng, chỉ có vài vì sao nhỏ tinh nghịch lấp lánh màu sắc. Anh im lặng ngồi ở trước bàn đọc sách của mình, chăm chú nhìn laptop chiếu sáng, do so dự một lúc lâu, mới ngưng cười, tại website âm nhạc nào một đó, gõ chữ tâm can bảo bối. Một tiếng nhạc êm ái chuyển đến, trong chớp mắt chậm rãi đi vào trong đáy lòng mềm mại. Trang hạo nhiên ngồi ở trên ghế da màu trắng, hai mắt xẹt qua một chút sâu xa dịu dàng, nghe bài hát này thông qua giọng hát của đôi nam nữ thâm tình ngọt ngào tràn ngập cả căn phòng ngày ấy là như thế rất nhiều người như thế nhưng cố tình để cho em gặp anh anh là người chân thật anh là người rất tốt em từng nghi ngờ em đang nằm mơ không còn một mình nữa tâm sự có người nghe đêm dài đằng đẵng ở chung một chỗ cùng em đếm sao bên bờ biển đón gió chỉ cần có anh em sẽ an tâm em là tâm can bảo bối của anh yêu em yêu đến không còn lối về cả đời này cũng không hối hận Cùng em lên núi xuống biển, cùng em đêm tối đầu bạc, vui vẻ bi thương cũng không đáng kể. Em là tâm can bảo bối của anh, yêu em yêu đến tận đáy lòng, anh muốn cạn chén vì em, anh muốn say vì em, bởi vì em là bảo bối của tôi. Nghe được một câu cuối cùng, hai mắt Trang Hạo Nhiên lộ ra một chút dịu dàng, không nhịn được nhớ lại hình ảnh cô gái trong màn ảnh máy vi tính, lòng căm phẫn, nghẹn ngào, đau lòng nói, rõ ràng một chai rượu ngon 38 đô la bị những thương nhân vô đạo đức tăng lên 100 đô la, 1.000 đô la. Để cho nó trở thành loại rượu cao không thể chạm đến, theo không kịp, như vậy chỉ biết tăng nhanh sự chết chóc của nó. Giống như lá trà Trung Quốc chúng ta, chưa bao lâu, thiết quan âm hương vị mộc lan là đồ uống bình thường của mỗi gia đình chúng ta. Đến hiện tại, nó chỉ có thể được đặt ở trong lon phong kín, đặt ở trước tủ kính thật cao, cho người thưởng thức. Những loại nấm thong thơm ngon đã từng mọc đầy khắp núi đồi, đến hôm nay bị nhào nặn buộc phải đào sạch sẽ lá trà trung quốc chúng ta phát triển sao nấm thông còn có thể sống sao rốt cuộc còn có bao nhiêu người không hiểu biết uốn ba tắc lưỡi để cho một số người có thể sống sót có thêm một chút cơ hội để thở tôi thấy tình trạng như thế tôi làm sao có thể không đau lòng chấm hỏi ngoặc kép anh giống như đứng ở trước mặt của cô gái đó nhìn thấy cô đối mặt với tình huống như vậy thật đau lòng và mất mát nước mắt trong hốc mắt nhẹ nhàng rơi xuống dịu dàng khiến người ta đau lòng. Trang hạo nhiên thật dịu dàng đau lòng mỉm cười, lại nhớ tới câu kia. Suốt cuộc còn có bao nhiêu người không hiểu biết, uốn ba tắc lưỡi. Để cho một số người có thể sống sót, có thêm một chút cơ hội để thở. Tiếng nói trong trẻo, tràn đầy tình cảm truyền đến, xông vào trong tâm hồn của người ta, anh đột nhiên thở dài một hơi, nhưng vẫn hết sức hết sức xúc động bật cười. Thời tiết thật sự rất lạnh. 9 giờ 30 phút, Đường Khả Hinh ôm chặt áo khoác ngoài, ở trong tiếng gió thổi o o, thở phì phò, kéo khăn quàng cổ trang hạo nhiên thắt cho mình, bước đi về phía ngôi lầu nhỏ nhà mình, không ngừng nói, lạnh quá, lạnh quá, lạnh quá. Có lẽ bởi vì quá lạnh, cho nên các hàng quán nhỏ đều đóng cửa rồi, chỉ có tiệm bánh bao còn mở. Hôm nay Đường Khả Hinh cũng không đi qua chào hỏi, chỉ nhanh chóng đi về phía ngôi lầu nhỏ, không ngờ mới vừa đi chưa được mấy bước, một bóng dáng màu đen ngăn ở trước mặt của mình cô sửng suốt ngẩng đầu lên. Hai mắt tưởng thiên lỗi nóng bỏng nhìn về phía mình, chương 332, em chờ anh. Một cơn gió lạnh lẽo thổi qua. Đường khả hinh mặc áo khoác ngoài ấm áp, quấn khăn quàng cổ thật dày, ngẩng đầu lên, tóc ngắn sóc sách mơ hồ nhìn về phía tưởng thiên lỗi chỉ mặc áo sơ mi trắng đơn giản, tay trang đen đứng ở trước mặt của mình, hai mắt nóng rực, ẩn chứa đau lòng và tức giận. Cô không muốn hiểu hết thảy tình cảm trong mắt anh, chỉ lạnh lùng cúi đầu, đôi tay cắm vào trong túi áo bành tô, muốn đi vào ngôi lầu nhỏ. Tại sao em phải làm như vậy? Tưởng thiên lỗi chậm rãi quay đầu, nhìn về phía bóng dáng nhỏ nhắn của đường khả hình đứng ở trong bóng đêm, hỏi. Đường khả hình có chút không hiểu dừng ở tại chỗ, cũng không có xoay người. Tưởng thiên lỗi chậm rãi đi tới trước mặt cô, nhìn cô chầm chầm, đau lòng hỏi, nói cho anh biết, tại sao em phải làm như vậy? Tại sao muốn? đi cầu Tô Thủy Kỳ, làm giải phẫu cho như mạt. Tại sao? Đường khả hình chậm rãi ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn tưởng thiên lỗi. Tưởng thiên lỗi nhìn ánh mắt bình tĩnh của cô gái này, giống như không có chút tình cảm nào, tim của anh lại đau nhói, hỏi tại sao em phải làm như vậy. Đường khả hình hít thở thật sâu, vẫn im lặng nhìn anh. Nói chuyện với em, chấm than ngoặc kép, tưởng thiên lỗi tức tối nói. Thân thể đường khả hình chấn động mạnh một cái, ngẩng đầu lên, bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt tức giận của anh, thở mạnh một cái, hít vào một hơi giá rét nói: tại sao em phải đi cầu xin cho chị ấy? Anh đã như vậy, còn có thể không đi cầu sao? Chấm hỏi ngoặc kép, hai mắt tưởng thiên lỗi nóng lên nhìn cô. Đường Khả Hinh nhìn anh, nói thẳng: anh đã như vậy, còn có thể không đi cầu sao? Khổ sở như vậy, khó chịu như vậy, giống như ngày mai sắp chết rồi, em còn có thể không cầu xin sao? Anh chết hay không, có quan hệ gì tới em? Tưởng Thiên Lỗi tức giận nhìn cô hỏi, ai muốn em xen vào việc của người khác? Đường Khả Hinh nhìn anh đứng ở trong gió lớn, hai mắt lộ ra đau lòng, cô dịu dàng nói, em không sao. chấm ngoặc kép Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô. Đường Khả Hinh nhìn anh, lộ ra nụ cười kiên cường, nói em không sao. Anh không cần lo lắng cho em. Anh không có lo lắng cho em, Tưởng Thiên Lỗi lại tức giận nói. Đường Khả Hinh bình tĩnh nhìn vẻ mặt kia, cũng không lên tiếng muốn xoay người đi vào ngôi lầu nhỏ, cổ tay bị người nhẹ nhàng nắm lấy. cô chậm rãi xoay người nhìn về phía anh. hai mắt tưởng thiên lối hiện lên ánh sáng giống như nước mắt, có chút bi thương. đường khả hình chậm rãi nhìn về phía anh, lại nhẹ nhàng giải thích em không sao, em thật sự không có việc gì. em cũng biết như mà tiểu thư, chị ấy rất dịu dàng, rất hiền lành, người rất tốt. nếu như có thể giúp được, em sẽ giúp. mỗi người đều có quyền với sức khỏe của mình, anh có chị ấy cũng có, chăm sóc tốt cho chị ấy, đừng băn khoăn đến em, ít ra em còn có một thân thể khỏe mạnh, em không sợ tiếp nhận gió mưa. Hôm nay cho em nói lời xin lỗi chị ấy, thời tiết rất lạnh, anh trở về đi. Cô nói xong, liền chậm rãi xoay cổ tay, im lặng muốn đi vào cửa nhà. Không bằng em đi khỏi đi, chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi đột nhiên nặng nề nói. Đường khả hình đứng ở bên cửa, chậm rãi xoay người nhìn về phía anh hai mắt tưởng thiên lỗi nhanh chóng rũ xuống mới nói em đi khỏi đi em muốn cái gì anh cho em cái đó em muốn một trang trại nho anh cấp cho em một trang trại nho em muốn bao nhiêu tiền anh cấp cho em bấy nhiêu tiền chỉ cần em đi khỏi cái gì anh cũng cho được hai mắt đường khả hình hiện lệ chậm rãi đi tới trước mặt của anh nhìn ánh mắt đỏ ngầu của anh chậm rãi mỉm cười hỏi thật có chán ghét em như vậy sao đúng vậy tưởng thiên lỗi nói sốt cuộc đường khả hình vươn tay đập mạnh vào trái tim của anh một cái tưởng thiên lối cũng không nhúc nhích đường khả hình mím đôi môi nhỏ cố nén nước mắt vươn tay đánh mạnh trái tim anh tưởng thiên lối cũng không nhúc nhích đường khả hình lại đưa ra đôi tay vỗ mạnh lồng ngực của anh tức giận đau lòng nghẹn ngào nói anh là đồ xấu xa em sẽ đi em làm sao có thể ở lại chỗ này cả đời cuối cùng có một ngày em sẽ đi khỏi tại sao anh muốn nói như vậy anh không biết sẽ làm tổn thương trái tim em sao anh là đồ xấu xa chấm than ngoặc kép tưởng thiên lỗi để mặc cho đường khả hình đánh mình nhưng vẫn không chút nhúc nhích nói em đi 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 càng xa càng tốt nước mắt lăn xuống đường khả hình khổ sở nhìn anh đang ở trước mắt cô đột nhiên khóc giống lại đưa ra tay liều mảng vỗ vào lồng ngực của anh phát điên đánh đánh đến tay của mình đau tay tê dại nước mắt từng dòng lăn xuống kêu to tại sao tối hôm đó anh không tới anh nói với em một tiếng, anh vẫn yêu chị ấy, anh đi theo chị ấy, sẽ không trở lại. Anh nói cho em biết một tiếng, em sẽ không hận anh, em sẽ không dây dưa, em cũng không sẽ yêu anh, em tuyệt đối sẽ không. Chấm than ngoặc kép. Trong lòng của Tưởng Thiên lỗi đau nhói, đột nhiên vươn tay ôm chặt cô gái trước mặt. Anh buông tay. Chấm than ngoặc kép. Đường Khả Hinh liều mạng đẩy anh ra. Tưởng Thiên lỗi vẫn ôm chặt thân thể nhỏ nhắn vào trong ngực hai mắt sóc sách lóe lên, muốn nói, nhưng không nói ra được gì. Đường khả hình cảm giác thân thể của người ở trước mặt lạnh lẽo, nước mắt của cô lăn xuống, không nhịn được vươn tay, nhẹ nhàng ôm hông của anh. Một chút dịu dàng, hai mắt tưởng thiên lối hiện lên đau lòng, ôm nhẹ cô gái trong ngực, đón gió ra rét, lại cảm giác mọi thứ xung quanh đều ấm áp, anh có chút cảm động nở nụ cười. Mấy ngày nay nhã tuệ phải trực đêm, cho nên cũng sẽ trở về rất muộn, Trang Hạo Nhiên phái hai vệ sĩ bảo vệ cô ở bên ngoài, cho nên Khả Hinh cũng có chút yên tâm. Ngọn đèn vàng nhỏ trong phòng khách chiếu sáng thật ấm áp. Tưởng Thiên Lỗi ngồi ở trên ghế salon, nhìn lên màn hình TV trước mặt, đang phát tin tức. Đèn trong phòng bếp cũng sáng. Khả Hinh đặt nồi lên, đổ nước vào, mở lửa, lấy ra mì sợi, trong lúc chờ nước sôi, xoay người mở cửa tủ lạnh ra, lấy ra đồ chua và cà rốt thái sợi, rồi lấy ra một chút thịt sông khói, nhắc nồi xuống, bắt chảo dầu lên, chiên trứng ốp lết. Một mùi thơm bay đến. Tưởng thiên lỗi ngồi tại chỗ, cũng không nhúc nhích, lại cảm giác con người ở phía sau, nhẹ nhàng di chuyển, ánh mắt anh khẽ xoay tròn. Đường khả hình nấu mì xong, múc vào trong chén, lấy thêm đôi đũa, gắp trứng chiên đặt ở trên vắt mì, lại gắp đồ chua và cà rốt, mấy lát thịt sông khói, mới bưng ra phòng bếp, nói tới đây ăn đi, cả buổi tối chưa ăn cơm, chắc chắn đói bụng rồi. Tưởng Thiên lỗi suy nghĩ một chút, liền đứng lên im lặng đi tới trước bàn ăn, nhìn chén mì và một ly nước chanh, một đôi đũa đặt ở trên tấm lót, rất đẹp, anh không lên tiếng, ngồi xuống, cầm đũa lên, im lặng ăn mì, rất bi thương, cũng đẹp rất trai và tao nhã. Đường Khả Hinh nhìn anh, khẽ mỉm cười, im lặng xoay người, lúc này mới cởi áo khoác ngoài và khăn quàng cổ, thả vào một bên, đi vào phòng. Từ phòng khách đến phòng khác cũng rất yên tĩnh tưởng thiên lỗi hơi đói nên vẫn ăn mì sợi nhẹ nhàng nhai nuốt cảm giác đồ chua này thực sự quá ngon miệng anh dừng một lát lại tiếp tục ăn mì không ngờ sau lưng ấm áp anh dừng lại động tác đường khả hình đem tây trang đã giặt xong và ủi thẳng khoác nhẹ lên trên người của anh dịu dàng nói sau này cho dù làm chuyện gì yêu hay không yêu cũng phải chăm sóc tốt thân thể như vậy mới có tư cách bi thương hay vui vẻ tưởng thiên lỗi dừng lại động tác trong tay đường khả hình nhìn anh im lặng trong chốc lát, mới vừa muốn đi khỏi, bàn tay nhỏ bé bị người nắm chặt, cô cúi đầu nhìn anh. Tưởng thiên lỗi im lặng không lên tiếng, chỉ nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, để cho cô ngồi ở bên cạnh mình, mình tiếp tục ăn mì sợi. Hai mắt đường khả hình ửng đỏ, nhưng vẫn ngồi ở bên cạnh anh, sâu kín nhìn khuôn mặt kiên nghị của anh, quá mức lạnh lùng, lại nhớ tới anh cũng từng dịu dàng mỉm cười đối với mình, hôn rất thân mật, cô chậm rãi mỉm cười. Tưởng thiên lỗi vẫn cầm đôi đũa, ăn mì sợi, nhưng ăn quá mau, bị hơi cay sặc mấy cái. Đường Khả Hinh lập tức cầm nước chanh đưa cho anh, anh nhận uống một hớp, thở dốc một hơi. Anh ăn chậm một chút, chấm ngoặc kép, đường Khả Hinh nói nhỏ. Anh không có nói gì, mà nhanh chóng ăn mì xong, sau đó để đũa xuống, hai mắt sốc sách chợt lóe, nói anh đi đây. Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, đường Khả Hinh nhìn anh. Tưởng thiên lỗi không nói gì, mà im lặng khoác tây trang, lạnh lùng nói tiếng cảm ơn, liền xoay người bước nhanh đi khỏi, phịch một tiếng đóng cửa lại. Đường khả hình chớp mắt, nước mắt lăn xuống. Thời gian giống như qua thật lâu thật lâu, thật lâu thật lâu, chỉ còn lại gió lạnh ngoài cửa sổ, gào thét thổi vào, đường khả hình cũng không biết lạnh, chỉ ngơ ngác nhìn chén mì sợi trống không trước mặt, cùng còn sót lại nước canh, nước mắt từng viên rơi xuống. Âm 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 âm, chấm than ngoặc kép, cửa bị người vỗ mạnh. Đường khả hình chớp mắt, lúc này mới từ trong lạnh léo giấy ruộng ra, chậm rãi đứng lên, mang theo chút nghi ngờ mở cửa phòng khách ra, nhìn thấy tưởng thiên lỗi thở hồn hền, mặc tây trang đen, đứng ở trước mặt của mình, hai mắt nóng bỏng nhìn mình, giống như lúc này anh chưa từng tới, lúc này, mới đi đến nhà của mình. Cô còn chưa phục hồi lại tinh thần, chỉ đau thương ngây ngốc nhìn anh. Tưởng thiên lỗi nhìn đôi mắt đẫm lệ của đường khả hinh, ánh mắt anh cũng lộ ra bi thương nói, để cho anh hèn hạ một lần. Để cho anh hèn hạ một lần. Đường khả hinh sửng sốt nhìn anh. Tưởng thiên lỗi vội vàng nhìn đường khả hình nói, tối nay. Anh muốn hôn em. Đường khả hình chớp mắt, ngây ngốc nhìn anh, nước mắt lại lăn xuống. Tưởng thiên lỗi nhìn cô gái mềm mại trước mặt, chợt xông tới, phịch một tiếng đóng cửa lại, lập tức bưng mặt của cô, cúi xuống, giống như muốn ngàn đời vạn kiếp hôn lên môi của cô. Hai tay của đường khả hình buông xuống, ngẩng đầu lên, đón nhận nụ hôn của anh, nước mắt lăn xuống. Trong lòng của tưởng thiên lỗi vọt lên đau đớn, nhưng vẫn ôm chặt thân thể của cô, mở môi mỏng, đầu lưỡi xông vào nhẹ nhàng quấn lấy đầu lưỡi ngọt ngào bị động của cô, kịch liệt đòi hỏi khát vọng một chút ngọt ngào của cô. Anh đến, anh rốt cuộc đã đến. Nước mắt đường khả hình lại rơi xuống, nhưng vẫn rất bi thương đưa hai tay ra, ôm cổ của anh, đón nhận nụ hôn của anh, cùng anh quấn lấy. Ngọn đèn nhỏ trong gian phòng thật ấm áp, chỉ truyền tới tiếng quần áo cọ sát, còn có tiếng thở gấp của hai người tưởng thiên lỗi đè khả hình ở bên cửa sổ, cuồng nhiệt triền miên hôn cô, vươn tay đóng cánh cửa sổ rét lạnh, nhanh chóng cởi tay trang của mình ra, ném sang một bên, cách áo sơ mi mỏng, ôm lấy cô gái mềm mại trong ngực lộ ra mùi hương ngọt ngào, mãnh liệt cảm nhận hơi thở thanh xuân trong thân thể của cô, hấp dẫn mình, cám dỗ mình, anh đang nồng nhiệt hôn cô, lại run rẩy buông lỏng cúc áo ghi lê của cô, cởi áo khoác của cô xuống, cùng với cô triền miên ở trên chiếc giường nhỏ. Hai người ở trên giường nhỏ, tiếp tục nóng bỏng hôn, giống như ngày mai sẽ là ngày tận thế, giống như đã có thể mãi mãi bên nhau. Tưởng Thiên Lỗi nhanh chóng xoay người, đè ở trên người của Đường Khả Hinh, ngẩng cao đầu nóng bỏng nhìn cô. Đường Khả Hinh cũng rơi lệ nhìn anh. không được khóc, anh ra lệnh. Đường Khả Hinh lập tức đưa bàn tay nhỏ bé lau khô nước mắt, nhưng vẫn nổi lên hơi nước nhìn anh. hai mắt Tưởng Thiên Lỗi lộ ra đau lòng nhìn cô gái trước mặt, lại dịu dàng cúi xuống hôn nhẹ lên chán cô cô nhắm mắt lại, nước mắt rơi xuống, hưởng thụ lồng ngực nóng bỏng của anh đè ở trên người của mình, mang đến cảm giác mãnh liệt an toàn và hạnh phúc. Tưởng thiên lỗi hôn nhẹ chóp mũi của cô, lại hôn lên đôi môi nhỏ của cô, ôm chặt thân thể của cô, cùng với cô cuồng nhiệt triền miên ôm hôn nhau, rất mong muốn, rất khát khao. Thân thể đường khả hình lại nhẹ nhàng run rẩy, khổ sở, rơi lệ, nhưng vẫn hưởng thụ đầu lưỡi của anh, nụ hôn của anh, hơi thở của anh phát ra khí nóng. Hôn, cuối cùng kết thúc. Tưởng thiên lỗi ngẩng đầu lên, hai mắt lộ ra dịu dàng và đau lòng nhìn đường khả hinh, muốn nói gì đó nhưng vẫn không nói ra được, mà nhanh chóng đứng lên, nhắc tay trang, đi nhanh ra khỏi phòng, không đến bao lâu, phịch một tiếng đóng cửa lại. Đường khả hinh ngồi ở trên giường, nghĩ tới người kia đang nhanh chóng đi xuống cầu thang, tim cô chợt đau nhói, chạy ra khỏi phòng thật nhanh, mở cửa chính, lao xuống cầu thang tối, nhào ra ngôi lầu nhỏ, đón gió lạnh thấu xương, nhìn tưởng thiên lỗi đã đi về phía chiếc Rolls Royce ở đầu kia, cô khóc kêu to tưởng thiên lỗi. Ngoặc kép, tưởng thiên lỗi dừng bước lại, ngẩng đầu lên, nhưng cũng không xoay người. Đường khả hình khóc nhìn về phía tưởng thiên lỗi, khổ khổ nói, ngày mai, em muốn mời anh xem phim, có thể không? Tưởng thiên lỗi đột nhiên sững sờ, trong ánh mắt giống như hiện lên nước mắt. Đường khả hình khổ sở nhìn về phía bóng lưng kia, khóc nói, đừng đi, em thật sự không nở xa anh, đừng đi, em không có cách nào tách khỏi anh. Không thể tách ra, không thể, chấm than ngoặc kép. Tưởng thiên lỗi nắm chặt quả đấm, cắn chặt răng, nét mặt căng thẳng. Nước mắt đường khả hình từng viên lăn xuống, từng bước từng bước đến gần phía sau anh, khóc nói, ngày mai em mời anh xem phim có được hay không. Em không biết giữa các người có thể hạnh phúc hay không, nhưng nếu như không hạnh phúc thì sao? Cuối cùng anh vẫn không có được chị ấy thì sao? Không phải anh rất khổ sở sao? em mời anh xem phim có được hay không? Chúng ta đi xem một bộ phim về tình yêu, anh có thể nghe một câu nói, một cảnh tượng, anh sẽ yêu em, chúng ta có thể ở cùng một chỗ. Chúng ta cùng nhau trải qua một chút chuyện, em và anh trải qua một chút chuyện, được không? Mặc kệ thời gian dài đăng đẳng, em và anh ở chung một chỗ, trải qua một chút chuyện, mặc kệ rất khổ sở, cho em một cơ hội, được không? Tưởng thiên lỗi đứng ở giữa trời gió lạnh, nhìn về phía trước, hai mắt hiện lên bi thương, nhưng vẫn dừng tại chỗ. Đường khả hình khổ sở không còn hơi sức ngồi xổm ở trên đất, khóc nhìn về phía anh, nói, đồng ý với em, ngày mai đi xem phim với em có được không? Cho tình yêu của chúng ta một cơ hội, em thật sự không có cách nào nghĩ đến người khác, em chỉ muốn yêu anh. Tưởng thiên lỗi nghe những lời này, đột nhiên nhanh chóng di chuyển bước chân, đi về phía trước. Ngày mai 7 giờ, dạp chiếu phim quảng trường thế kỷ, 7 giờ. Em đợi đến khi anh tới mới thôi cho dù xảy ra chuyện gì, em cũng sẽ chờ anh. Chấm than ngoặc kép, đường khả hình khóc nhìn về phía tưởng thiên lỗi đã ngồi vào trong xe, rất dứt khoát bảo tài xế lái xe, cô vẫn đuổi theo, đón gió lạnh lẽo nhìn chiếc kia từ từ biến mất ở trong bóng đêm, chiếc xe đi xa, kêu to tưởng thiên lỗi. Ngày mai 7 giờ, em chờ anh, em tin anh sẽ đến, em tin tưởng anh, chấm ngoặc kép. Tưởng thiên lỗi ngồi ở sau xe, nghe những lời này, hai mắt lại hiện lên giọt lệ chương 333, làm cho anh vui vẻ. Sáng sớm hôm sau, đường khả Hinh mở mắt, tiếp xúc ánh nắng ban mai chiếu dọi cả phòng, cô khẽ mỉm cười, mặc dù cảm thấy hơi lạnh nhưng vẫn nhanh chóng lật người rời giường, thấy nhã tuệ đã trở về không biết từ lúc nào, đang ngủ thật say, cô cả thấy an ủi nhìn về phía người bạn thân, mỉm cười nói, nhã tuệ, tôi sẽ hạnh phúc, tôi nhất định sẽ đi tìm hạnh phúc của mình, cô yên tâm. Nhã tuệ xoay người, vẫn quấn lấy chăn ổ, trầm trầm ngủ cô đột nhiên mỉm cười, sau đó kéo tủ treo quần áo, liếc mắt nhìn quần áo tràn đầy, cô chọn tới chọn lui, nghĩ tới tối hôm nay mặc váy xinh đẹp ngồi chung một chỗ cùng anh, cầm bóp con cùng nhau xem phim, nhất định thật vui vẻ, cô hạnh phúc mỉm cười, từ trong tủ quần áo chuyển hết tất cả quần áo ra ngoài, trải trên giường, chọn từng cái từng cái, cuối cùng chọn một chiếc váy ren ngắn màu trắng cổ lá sen, bên ngoài khoác áo khoác màu trắng đến gối, cầm khăn quàng cổ màu trắng trang hạo nhiên cho mình, quấn lên thật dày. Mới phát hiện ra mình còn chưa có làm điểm tâm, cô A hát một tiếng, lại vội vàng cởi khăn quàng cổ và áo khoác ra, chạy vào phòng bếp. Còn có một tiếng rưỡi. Đường Khả Hinh nhanh chóng nấu cơm xong, sau khi làm nguội, lấy giấm sushi, vẩy lên cơm để nguội, vừa trộn, ngón tay không ngừng nhấn màn hình, gửi một tin nhắn, cô cười vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc trộn cơm. Tòa nhà theo phong cách cổ xưa, tràn ngập ánh mặt trời, rừng núi nơi xa trong một đêm đã thay đổi. Tây cối đỏ vàng xanh phủ kín cả núi rừng, tầng tầng lớp lớp khác nhau. Phòng ngủ phong cách châu Âu truyền đến âm thanh mặc quần áo. Tưởng Thiên lỗi mặc áo sơ mi đen, quần tây thẳng màu đen, theo thói quen đi về phía cửa sổ sát đất, vừa thắt cà vạt màu bạc, vừa nhìn Oscar nhảy múa trong mặt cỏ xanh biếc ở phía xa, vào lúc này tin nhắn điện thoại di động vang lên, anh hơi nghiêng mặt nhìn về phía bàn trà cạnh giường, màn hình điện thoại di động của mình đang sáng màu xanh dương, anh trầm ngâm suy nghĩ sau đó im lặng đi đến bên giường, cúi xuống cầm điện thoại di động lên, mở ra, thấy một tin nhắn gửi đến từ đường Khả Hinh. Anh sững sờ, ngón cái nhẹ nhàng nhấn một cái. Tin nhắn dương đinh một tiếng, mở ra, ở trong màn hình xuất hiện một con chim bồ câu, ném ra một phong thơ, tờ giấy màu xanh nhạt mở ra, nội dung thức dậy nhưng không được ăn điểm tâm. Anh sững sờ, đang suy nghĩ những lời này có ý gì, một tin nhắn khác chậm rãi vang lên anh lại ngưng thần mở ra xem, là hình đường khả hình ngủ ngon giấc một buổi tối nhưng vẫn còn chút mông lung, nở nụ cười ngọt ngào đáng yêu. Tưởng thiên lỗi nhìn tấm hình cô ở trong phòng bếp, con mắt thật to sáng lên, lúc nở nụ cười, miệng hơi nhấp nhẹ, chỉ lộ ra hàm răng nhỏ trắng tinh, mắt híp lại giống như trăng rằm, ngọt ngào đáng yêu động lòng người, hai mắt anh thoáng qua nụ cười, cầm điện thoại di động, xoay người tựa vào bên cửa sổ, chăm chú nhìn khả hình trong hình, ngón cái nhẹ nhàng quét qua khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của cô, nhớ tới đêm qua cô đứng ở trong bóng đêm khóc nói, ngày mai 7 giờ. Dạp chiếu phim quảng trường thế kỷ, 7 giờ. Em đợi đến khi anh tới mới thôi. Cho dù xảy ra chuyện gì, em cũng sẽ chờ anh. Anh nhớ tới những lời này, lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp cười thật vui vẻ, ánh mắt lại lộ ra một chút dịu dàng. Phòng bếp ngôi lầu nhỏ. Đường khả hình khẽ ngâm nga một ca khúc đem rất nhiều sushi mình làm xong đặt vào trong một cái hộp giữ tươi, còn không biết xấu hổ bày ra khuôn mặt cười xếp thành hình trái tim, đậy nắp lại, lại từ trong tủ lạnh lấy ra một chai nước trái cây và hộp giữ tươi bỏ vào trong một túi nhỏ bảo vệ môi trường màu tím. Nhìn thời gian đã 8 giờ 40 phút, cô ôi một tiếng, lập tức mặc áo khoác ngoài, quấn khăn quàng cổ, nhắc túi sách và túi giữ tươi, lao ra cửa nhà. Xe buýt chạy nhanh về phía trước. Bác ơi, chờ một chút, chấm than ngoặc kép đường khả hình xách theo túi sách nhìn về phía chiếc xe buýt kêu to rốt cuộc xe buýt bất đắc dĩ ngừng lại đường khả hình cười ha ha nhào lên xe nhìn ông tài xế giả nói cảm ơn bác lần nào đi cũng trễ tự mua xe đi tài xế lại lái xe đường khả hình thở dài nhẹ nhõm mỉm cười đi về phía bên cửa xe ngồi xuống nhìn cây mộc lan ngoài cửa sổ nhẹ nhàng lay động cây tương tư hoa có nhỏ màu vàng bay bay giống như một chùm ánh sáng huyền ảo nhẹ nhàng bay vào trong cửa sổ xe. Khả Hinh vươn tay, mỉm cười bắt lấy, nhớ tới tưởng thiên lỗi, cô lại vội vàng lấy điện thoại di động ra, đinh 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 bấm màn hình điện thoại di động, lại gửi một tin nhắn. Tưởng thiên lỗi mặc vào tây trang màu đen, đeo cà vạt màu bạc, mới vừa muốn đi ra đại sảnh xa hoa, lại cảm giác điện thoại rung lên trong túi áo tây trang, anh nghi ngờ lấy ra, mở tin nhắn xem, nội dung, nhớ kỹ nhất định không được ăn điểm tâm nhé. Nhớ anh anh dừng bước lại nhìn hai chữ cuối cùng nhớ anh hai mắt lại lộ ra một chút dịu dàng trên mặt không nhìn được hiện lên nụ cười nhưng vẫn chậm rãi thu lại cầm điện thoại di động mới vừa muốn cất đi lại thấy một tin nhắn gửi tới nội dung anh xem chưa vẫn chưa xem sao lúc xem nhắn tin lại cho em nếu không em hơi lo lắng tưởng thiên lỗi xem tin nhắn này hai tròng mắt xoay chuyển ngẫm nghĩ trên xe buýt đường khả hình cầm điện thoại di động thở dài một cái biết anh sẽ không trả lời tin nhắn của mình liền có chút mất mắt cúi thấp đầu mới vừa muốn cất điện thoại di động lúc này tin nhắn gửi tới cô sững sờ mở điện thoại di động lên thấy một tin nhắn đến từ tưởng thiên lỗi trong mắt cô trợn to lập tức run rẩy mở ra thấy một chữ ừ a à, đường khả hình cầm điện thoại di động hưng phấn nhảy lên cười ha 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 ba người hành khách và tài xế đều bị cô làm cho giật mình Dối rít quay đầu, nhìn về phía cô gái điên cuồng này. Anh ấy trả lời tin nhắn của tôi. Anh ấy trả lời tin nhắn của tôi. Ha ha ha, chấm than ngoặc kép, Đường Khả hình đứng trong khoang xe, phát điên nhìn mọi người, hạnh phúc vui vẻ cười ha ha. Giống như nghe được cô cười, trên mặt Tưởng Thiên lỗi lại lộ ra nụ cười, đi xuống bậc thang, ngồi vào trong chiếc Rolls-Royce. Cậu chủ, hôm nay không dùng điểm tâm sao? Tài xế vẫn có chút lo lắng. Không cần, Tưởng Thiên lỗi lạnh nhạt nói xong, liền không nhịn được cầm điện thoại di động, vén màn hình, nhìn hai chữ. Nhớ anh. Một chút ngọt ngào, len vào trong trái tim. Anh chậm rãi mỉm cười, ngẩng đầu lên nhìn phong cảnh và rừng núi phía xa. Hôm nay là ngày thứ hai có luồng khí lạnh, chỉ còn 7 độ. Cả khách sạn Á Châu giống như rơi vào trong giá băng, nóc tòa nhà màu trắng dường như có chút trang nghiêm, giống như ông chủ của nó. Đường khả hình bị lạnh đến cả người run rẩy, vẫn đón gió lạnh, đeo túi sách, sách theo túi nhỏ bảo vệ môi trường của mình, đứng ở cửa khách sạn, nghe tiếng sóng biển xô bờ, nhưng nhìn đường lớn Tân Hải xa xa, nghĩ tới người kia còn chưa đến, cô đã lạnh phát run, thở ra một luồng khí trắng, trong miệng lầm bầm nói, làm xếp thật sung sướng. Đến muộn như vậy cũng được sao, nhưng chỉ mới 9 giờ 10 phút thôi. Đường khả hình bị lạnh cả người run lập cập, vẫn ôm túi bảo vệ môi trường, đi qua đi lại, lạnh đến dậm chân kêu lên, lại nghiêng nhìn phía trước, hai mắt của cô nhìn chầm chầm, rốt cuộc nhìn thấy chiếc rolls Royce màu đen lái tới, cô lại nheo mắt nhìn, thật sự là xe của tưởng thiên lỗi, cô vui vẻ mỉm cười, ôm túi, có chút kích động muốn xông qua, nhưng vẫn có chút kiêng kỵ dừng bước chân, nhìn về phía trước. Chiếc rolls Royce chậm rãi dừng ở trước đại sảnh khách sạn, tài xế lập tức đi xuống xe, mở cửa xe của tưởng thiên lỗi, tưởng thiên lỗi lạnh lùng đi ra ngoài. Nhẹ nhàng cái cúc Tây Trang, mới vừa muốn xoay người đi vào khách sạn, đúng lúc nhìn thấy đường khả hình đứng ở cửa, đón gió lạnh lẽo đến sắc mặt trắng bệch, lỗ mũi ửng đỏ nhìn về phía mình, anh dừng ở tại chỗ, nhìn về phía cô. Đường khả hình cũng nhìn về phía anh, nở nụ cười ấm áp. Đông anh dẫn đám thư ký nhanh chóng ra đón, nhìn về phía anh, khẽ gật đầu. Tưởng thiên lỗi suy nghĩ một chút, ngay lập tức im lặng đi vào đại sảnh khách sạn. Đường Khả Hinh cũng lập tức ôm túi tiện lợi đi vào khách sạn, theo phía sau anh, nhìn bóng lưng của anh, mình cũng hạnh phúc muốn chết. Dường như tưởng thiên lỗi cảm nhận đường khả hình đang hạnh phúc vui vẻ, trên mặt cũng thoáng qua nụ cười, cất bước đi vào thang máy, mới vừa xoay người, cũng đã thấy đường khả hình hơi vội vàng đứng ở bên ngoài cửa thang máy, nhìn mình, anh hai mắt có chút dịu dàng, cũng nhìn về phía cô. Đông anh quay đầu lại nhìn thấy đường khả hình, cô suy nghĩ một chút, liền dẫn đám thư ký đi thang máy nhân viên. Đường khả Hinh nhìn đông anh lặng lẽ đi khỏi, cô đột nhiên mỉm cười, tâm trạng có chút căng thẳng ôm túi nhỏ đi tới, nhanh chóng nhấn tầng lầu 10. Tưởng thiên lỗi nhìn tầng lầu 10, có chút nghi ngờ nhìn cô. Cửa thang máy đóng lại. Đường khả Hinh lập tức cười thật vui vẻ đem hộp thức ăn trong tay mình, nhét vào trong tay tưởng thiên lỗi, vội vàng nói đây là thức ăn nhanh sáng sớm em dậy làm. Sushi, ăn rất ngon, còn có nước trái cây, rất ngon miệng, làm cho anh vui vẻ. Tưởng Thiên Lỗi cầm túi nhỏ bảo vệ môi trường trong tay, có chút dịu dàng ngẩng đầu lên nhìn cô. "Tối nay anh nhất định phải tới, em chờ anh, sau đó chọn bộ phim anh thích cùng nhau xem." Đường Khả Hinh nói vừa xong, thấy cửa thang máy sắp mở ra, cô lập tức nhón chân hôn trên môi Tưởng Thiên Lỗi, mới nhanh chóng xoay người đi ra ngoài. Tưởng Thiên Lỗi ngây ngô đứng tại chỗ, nhìn thang máy đóng lại, anh còn chưa phục hồi lại tinh thần, chớp mắt hai mắt, nắm túi bảo vệ môi trường, nhớ tới cô mới vừa hôn trên môi mình hai mắt xẹt qua dịu dàng trên mặt không nhịn được hiện lên nụ cười ngọt ngào thang máy nhanh chóng chạy lên trên dừng ở tầng lầu tổng giám đốc cửa thang máy mở ra tưởng thiên lỗi một mình đi ra thang máy đông anh đã sớm đứng ở một bên chờ đợi lại nhìn thấy anh cầm một túi giấy trong tay cô sửng sốt tưởng thiên lỗi không lên tiếng cầm túi giấy từng bước từng bước đi về phía trước im lặng một lúc mới hỏi đông anh vâng chấm ngoặc kép đông anh lập tức gật đầu Gần đây, chấm ngoặc kép, hai mắt tưởng thiên lỗi có chút sốc sách di động, hơi lúng túng hỏi có bộ phim nào. Đang thịnh hành. À, Đông Anh ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn về phía anh. chương 334, đứa ngốc. Tôi hỏi cô, gần đây có bộ phim nào đang thịnh hành? Chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi trầm giọng hỏi Đông Anh. a à, chấm ngoặc kép, lúc này Đông Anh hơi sửng sốt, suy nghĩ vẫn không nhớ ra, hơi luống cuống quay đầu nhìn mấy cô thư ký đồng nghiệp ở sau lưng, một cô gái trẻ tuổi hơn so với mấy người kia, mới vừa vượt qua 3.000 người được tuyển dụng nhận chức, cô chớp mắt to, suy nghĩ một chút, mới vui vẻ cười nói, tôi biết. Mọi người đều nhìn về phía cô. Nữ thư ký mỉm cười nói, cô gái những năm tháng qua chúng ta cùng theo đuổi. Lời vừa nói ra này, tất cả mọi người cũng sững sờ, không khí nhất thời đông lại. Hai mắt tưởng thiên lỗi xoay tròn, có chút bất đắc dĩ nhìn về phía cô. Đông Anh cũng bất đắc dĩ nhìn người này phốc, tất cả nữ thư ký cùng nhau cúi đầu nhịn cười. Tưởng thiên lỗi không lên tiếng nữa, tiếp tục xoay người đi về phía trước, đi tới trước cửa phòng làm việc, mới chậm rãi nói, không cần đi theo. Vâng, Đông Anh gật đầu, đáp nhẹ, dừng ở tại chỗ, nhìn tưởng thiên lỗi trực tiếp đi vào gian phòng, thuận tay đóng cửa lại, tâm trạng rõ ràng vui vẻ, cô nghĩ có thể có liên quan đến khả hình, liền có chút an ủi nở nụ cười. Bên trong phòng làm việc, Tưởng Thiên Lỗi đi về phía bàn làm việc bên cạnh, đặt túi bảo vệ túi lên bàn, cởi tay trang ra, sát một bên, sau đó ngồi ở trên ghế ra, nhìn túi nhỏ bảo vệ môi trường màu xanh dương, suy nghĩ một chút, rốt cuộc vươn tay nhẹ nhàng mở ra, từ bên trong lấy ra một hộp giữ tươi trong suốt, cùng một chai thức uống trái cây, hai mắt không nhịn được hiện lên một chút dịu dàng, im lặng mở hộp giữ tươi ra, nhìn vòng tròn hình trái tim bên ngoài, tất cả đều là sushi dưa xanh, anh đột nhiên mỉm cười, nhớ tới hai người từng ở trong phòng bếp. Đường khả hình dịu dàng động lòng người nhìn mình, thỉnh thoảng nở nụ cười tinh nghịch, lúc cô cười rất ngọt ngào, mắt híp híp, luôn mang đến vui vẻ và ngọt ngào âm thầm đi vào trong lòng người ta. Tưởng thiên lỗi dịu dàng chuyển mắt nhìn sushi ở giữa hình trái tim, gồm các loại sushi, có bạch tuộc, có sushi thịt muối, nhìn hết sức tươi đẹp, giống như nhìn thấy cô gái ngọt ngào đó, đưa ngón tay thon dài trắng nõn, nhẹ nhàng trộn cơm nắm, hai tròng mắt lộ ra ánh sáng rực rỡ, rất quyến rũ, anh chăm chú nhìn hộp sushi, thật lâu thật lâu, cho đến khi điện thoại di động reo vang. Trong lòng của anh lập tức buộc chặt, lập tức cầm điện thoại lên, nhận máy, đáp ngay, "Ừm." Tổng giám đốc, chấm ngoặc kép, trưởng bộ phận tại Hàn Quốc, trực tiếp gọi điện thoại cho Tưởng Thiên Lỗi. Trên mặt Tưởng Thiên Lỗi lộ ra một chút thất vọng, mới rũi thẳng người, đáp, "Ừ." Trưởng bộ phận báo cáo tất cả công việc ở Hàn Quốc cho Tưởng Thiên Lỗi, trong đó liên quan đến nhiều bí mật tưởng thiên lỗi yên tĩnh lắng nghe sau đó mới nói tôi biết rồi lúc nào cậu ta trở lại trước mắt chúng ta không có biện pháp tìm được người khác nghe nói anh ta đến hokkaido nhật bản đoán chừng còn phải chờ một thời gian trưởng bộ phận nói tưởng thiên lỗi khẽ gật đầu nói ừ theo dõi tình huống của cậu ta vâng điện thoại tắt máy tưởng thiên lỗi để điện thoại xuống tập trung tinh thần suy nghĩ chuyện nào đó đột nhiên lúc này tin nhắn tới anh vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, chỉ tiện tay mở điện thoại di động lên, thấy trên màn hình sáng lên một tin nhắn, bây giờ chắc anh đang làm việc, bởi vì anh luôn ăn cơm cũng muốn làm việc, lúc này, có thể buông việc trong tay, thả lỏng mình một chút, hưởng thụ sushi dưa xanh em làm một chút hay không? Tưởng Thiên lỗi sững sờ, nhìn tin nhắn này, lông mày mới vừa nhíu chặt, chậm rãi buông lỏng, dịu dàng lộ ra một chút mập mờ, quả thật để điện thoại xuống, cầm một khối sushi trong hộp giữ tươi, bỏ vào trong miệng nhai nhẹ vài cái, nhất thời phát hiện dưa xanh ướp muối, vị chua chua ngọt ngọt, hết sức ngon miệng, trên mặt của anh không khỏi hiện lên nụ cười, nhẹ nhàng nhai nuốt, tin nhắn lại vang lên. Anh cầm điện thoại di động lên, mở màn hình nhìn xem. Ăn ngon chứ, hi hi, giống như ở phía đối diện có một cô gái đang tinh nghịch nhìn về phía mình, cười thật vui vẻ. Trên mặt tưởng thiên lỗi không nhịn được mỉm cười, tay chống chán, không có cách nào với cô, trong lòng thoải mái, anh không nhịn được cầm điện thoại di động lên, muốn nhắn lại một chữ, chữ ừm mới vừa đánh xong, lại nghĩ hơi qua loa, anh nhai sushi, lại gõ chữ ăn ngon. Gõ chữ xong, anh lại cảm thấy có gì không ổn, cuối cùng lại xóa đi, cầm điện thoại di động, chăm chú nhìn nơi xa. Đại sảnh hoàn cầu, tin nhắn điện thoại di động vang lên. Đường khả hình lập tức cầm điện thoại di động lên, mở màn hình nhìn xem, thấy nội dung tin nhắn, viết ăn ngon, cảm ơn em đứa ngốc, mấy chữ, đường khả hình cầm điện thoại di động, kinh ngạc dơ lên cao, dùng ngón tay đếm số chữ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bảy chữ, chấm than ngoặc kép, cô thật kích động cầm điện thoại di động, nhìn hàng chữ ăn ngon, cảm ơn em, đứa ngốc, trong màn hình điện thoại di động, hai mắt của cô chợt đỏ bừng, nhớ tới đã từng có một chút ngọt ngào cùng tưởng thiên lỗi, hai người ngọt ngào ôm hôn nhau ở bên hồ sen, khoảnh khắc kia giống như trở lại, cô kích động nở nụ cười, thật vui vẻ cầm điện thoại di động đặt tại trên ngực, thậm chí cười ha ha ha. Làm gì vậy, giống như đứa ngốc, chấm than ngoặc kép, sau lưng bị người vỗ. Đường khả hình giật mình, ôm điện thoại di động, thấy trang hạo nhiên mặc tây trang màu xám cho, áo sơ mi màu xanh dương, vạt áo trước cài con xích xích bươm bướm, nhìn đường khả hình, trên mặt nở nụ cười. Anh thật là, đường khả hình thu hồi điện thoại di động, Nhìn Trang Hạo Nhiên kêu to, anh hù người sẽ làm người ta chết khiếp. "Ghét, tôi chết rồi, anh cưới vợ nhỏ sao?" "Ôi chao, cô nhóc này không biết xấu hổ, còn cưới vợ nhỏ, cô là vợ tôi sao?" Trang Hạo Nhiên chỉ vào cô, tức giận nói. Đường Khả Hinh cười híp mắt nhìn về phía anh, có chút hả hê nói, "Thật chính xác, sau này hai chúng ta có duyên phận. Nếu anh thật sự là của tôi, vậy tôi sẽ có thật nhiều tiền rồi." Ha ha ha. Người này cười thật ghê tởm tôi thấy cô da mặt quá dày. Cô nhóc, tôi cũng sẽ thích cô sao? Chấm hỏi ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên lập tức đưa bàn tay, nắm chặt khuôn mặt nhỏ nhắn đường khả hình, ngửa lên, muốn hôn lên miệng của cô. Buông tay, chấm than ngoặc kép, đường khả hình lập tức đẩy anh ra. Hừ, cái thứ không biết xấu hổ, tương lai người nào cưới cô, người đó xui xẻo. Trang Hạo Nhiên không để ý tới cô, một mình đi về phía trước, tất cả nhân viên tiếp tân hoàn cầu, quản lý đại sảnh, bao gồm các đồng nghiệp lui tới ra vào, dối giết dừng lại, hướng về phía Trang Hạo Nhiên không người cung kính gọi, Tổng Giám Đốc. Trang Hạo Nhiên ừ một tiếng, đi qua nhân viên đứng ở cửa thang máy không dám vào bên trong, một mình đi vào thang máy, đường khả hình cũng muốn đi tới, anh muốn đẩy cô ra ngoài. Cho tôi vào, chấm than ngoặc kép, đường khả hình cũng không quan tâm ánh mắt của người khác, liều mạng muốn chui vào. Tôi không cho cô vào, lại muốn gả cho tôi, Trang Hạo Nhiên cứng rắn đẩy cô đi ra ngoài, một tay ấn lên cửa thang máy. Tôi muốn gả cho anh, đường khả hình thuận miệng nói, đôi tay trống ở trên lồng ngực của anh, đẩy anh đi vào, phịch một tiếng, bấm thang máy, đứng trước mặt của anh, cười hì hì. Thang máy nhanh chóng đi lên trên, tất cả nhân viên, dối rít ngẩng đầu lên, cô nhìn tôi, tôi nhìn cô, đều nghĩ hai người bọn họ làm gì vậy. Trang hạo nhiên đứng ở bên trong thang máy, không để ý tới cô, quay đầu đi, có vẻ không yên. Đường khả hình liếc bộ dáng của anh, buồn cười hỏi anh làm sao vậy? Trang hạo nhiên vẫn không có để ý đến cô, chỉ nhìn cửa thang máy trong suốt, đi lên từng tầng. rốt cuộc là thế nào? Chấm hỏi ngoặc kép, đường khả hình đột nhiên nhìn anh hét to. Trang hạo nhiên bị cô hét như vậy, giật mình, nhìn cô nói cô hét như vậy làm giật mình. Nợ tiền cô hả? Vậy rốt cuộc có chuyện gì? Đường khả hình nhìn anh, lại tức giận nói trang hạo nhiên nghe vậy rất đẹp trai đôi tay cắm túi quần hai mắt thoáng qua một chút mất mát nói tôi nhớ tinh xuyên đường khả hình im lặng nhìn anh trang hạo nhiên liếc về phía cô nói làm gì xem anh theo đuổi cô gái như vậy có thể đuổi kịp chị ấy mới kỳ lạ đường khả hình a hát một tiếng cười nói trang hạo nhiên nghe xong lời này lập tức vươn tay đâm chán cô mới nói một con nhóc như cô biết cái gì Cô đã từng có người theo đuổi sao? Cô và người ta xem phim chưa? Ngay cả hoa cô cũng chưa từng nhận được. Cô không hiểu sức hấp dẫn của tôi chút nào. Cho dù tôi không hiểu sức hấp dẫn của anh, nhưng tôi vẫn là một cô gái chứ. Có vài cô gái có lẽ thích người khác xinh đẹp một chút, nhưng có vài cô gái. Chấm ngoặc kép, Đường Khả Hinh không nhịn được nghĩ đến Tưởng Thiên Lỗi, hai mắt lộ ra một chút ngọt ngào, cười khúc khích nói, có thể chỉ cần anh ta thật lòng đối đãi, cũng không cần làm gì chỉ cần một ánh mắt cũng đủ cho cô ấy sống một triệu năm rồi. Đến lúc đó một ánh mắt cũng đủ cho cô chết một triệu năm rồi. Trang hạo nhiên nhìn cô, rất châm chọc nói. Sắc mặt của đường khả hình lạnh lẽo, nhìn về phía anh, tức giận nói anh có ý gì. Ý của tôi là, người thất bại ở trên con đường tình yêu, ai cũng nói vậy. Trang hạo nhiên xem thường cô, nói. Nếu như anh nghe tôi mà không đuổi kịp tinh xuyên, tôi gả cho anh đường khả hình đột nhiên có chút khẳng định nói trang hạo nhiên nhìn cô có chút tin tưởng nói ngoại trừ cô gả cho tôi tôi còn có lựa chọn khác sao chấm than ngoặc kép không có chấm than ngoặc kép đường khả hình tức giận kêu to tốt trang hạo nhiên sảng khoái đồng ý với cô vậy bắt đầu từ hôm nay buổi trưa tôi sẽ dạy cho anh một chiêu lông mày đường khả hình đột nhiên run lên cười có chút xấu xa nói buổi trưa chấm hỏi ngoặc kép Trang hạo nhiên nhìn về phía cô. Bây giờ tinh xuyên ở đâu? Hai bảo bối của cô ấy giống như còn ở bệnh viện, nghe nói trên chân bảo bối nổi ngụt ngủ. Trang hạo nhiên nói. Tốt, chúng ta phải đi bệnh viện. Tất cả anh nghe theo kế hoạch của tôi. Trong mắt đường khả hình hơi híp lại, nói xong, thấy cửa thang máy mở ra, cô vô cùng khí thế đi ra ngoài. Trang hạo nhiên liếc bộ dáng cô, giống như thật có chút lòng tin, tâm trạng của anh cũng thầm dễ chịu, mới vừa muốn đi lên, lại nhìn bóng lưng cô gần như có chút chạy nhảy, sắc mặt của anh thu lại, lập tức vươn tay kéo cổ áo cô, nói, này, cô vui vẻ đi theo tôi ẩm ý, tối hôm qua có làm bài tập hay không? Anh có thể đừng công và tư rõ ràng như vậy hay không? Đường khả hình nhìn về phía trang hạo nhiên kêu to. Trang hạo nhiên a hát một tiếng, cười nói cô tốt nhất không nên khiêu chiến công và tư không phân rõ với tôi. Tối hôm qua tôi làm bài tập rồi, chấm than ngoặc kép, Đường Khả Hinh lạnh lùng liếc anh một cái, nói. Nói nghe một chút, Trang Hạo Nhiên bước nhanh đi về phía trước, bảo nhân viên bộ phận hành tránh đứng lên chào hỏi đều ngồi xuống. Ngày hôm qua Lauren tiên sinh và tôi nói về chuyện hầm rượu, ông ấy giao cho tôi tài liệu mang về nhà. Đường Khả Hinh đi theo sau Trang Hạo Nhiên, đắc ý cười nói, bình thường hầm rượu có thể ủ ra rượu đỏ lâu năm, đa số đều có đủ gió biển ôn hòa, cát, đá sỏi, Đất đai và đầy đủ ánh mặt trời, bình thường loại địa phương này được gọi là vườn nho thiên đàng 3S. Hoặc có thể nói như vậy, chỉ có nhìn thấy biển rộng, sông, hồ mới có thể ủ ra loại rượu nho đẳng cấp hàng đầu. Bởi vì trong này có một thứ rất quan trọng, chính là mặt nước phản chiếu tia tử ngoại, ánh sáng màu xanh có lợi cho quả nho kết trái, tích lũy chất phenol và chất tannin, có thể làm tăng khả năng trưởng thành của rượu đỏ, cho nên tại sao chỗ xây dựng hầm rượu có liên quan rất nhiều đến sông Hồ Biển. Trang Hạo Nhiên đi về phía trước, trên mặt lộ ra nụ cười, nói với Tiêu Đồng đang tươi cười đi tới, một cà phê holiday, liền đẩy cửa đi vào phòng làm việc, mới tiếp tục hỏi, trên toàn thế giới có mấy sản khu là hầm rượu gần biển tương đối nổi tiếng. Đường Khả Hinh lập tức cười nói, sản khu Midoc ở Pháp, sản khu Tosken Italy, sản khu Napa ở Mỹ, sản khu Cape Town ở Nam Phi, sản khu Casa ở Chile, thung lũng Rupzo ở Australia, những chỗ này đều có đường ven biển thật dài thật dài. Nơi đó rất nhiều rất nhiều trang trại nho, đều tập trung tại vùng biển lãng mạn, thủy triều vốn có thể điều tiết nhiệt độ và độ ẩm bên trong hầm rượu theo quy luật, mà còn làm cho rượu có hương vị biển. Chấm ngoặc kép, nước ta hầm rượu nào có đủ điều kiện như vậy? Trang hạo nhiên cởi ra Tây Trang, ngồi ở trước bàn làm việc, mở tài liệu ra hỏi. Đường khả hình lập tức nằm ở trước bàn làm việc, nhìn Trang hạo nhiên cười híp mắt nói, hầm rượu họ trương. Năm 1982, ông Trương bật sĩ đầu tư rất nhiều tài chính, xây dựng hầm rượu, đào sâu dưới lòng đất 7m đất, đáy hầm rượu cách mực nước biển 1m, tổng thể cách bờ biển chưa đầy 100m vuông về phía bắc, có 10 hầm đều đan xen nhau liên tục giống như mê cung, nghe nói lúc đêm khuya vắng người, sẽ nghe được tiếng vọng như có như không, giống như tiếng vọng phát ra lúc xây dựng hầm rượu năm đó, chứng tỏ hầm rượu rất phức tạp. Sốt cuộc Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt lộ ra một chút đau lòng nhìn đường khả hình nói vất vả không dường như câu nói có ẩn ý khác à đường khả hình không khỏi nhìn anh trang hạo nhiên nhìn đôi mắt cô quầng thâm có chút dịu dàng hỏi tối hôm qua ngủ mấy giờ đường khả hình ngẫm suy liền liền đắc ý cười nói ba giờ học thuộc lòng là điểm mạnh của tôi trang hạo nhiên không nhịn mỉm cười mới nói bình thường phải chú ý nghỉ ngơi biết rồi tôi hợp cách đường khả hình có chút hả hê nhìn về phía anh hỏi còn sớm lắm anh cúi đầu nhìn tài liệu mới hỏi chương trình học hôm nay tiếp tục cùng lauren tiên sinh đi hầu rượu đường khả hình bật cười nói trang hạo nhiên tưởng thiên lỗi hai tổng giám đốc cùng ở phòng làm việc khác nhau ngẩng đầu lên nhìn về phía trước mặt người kinh ngạc hỏi cái gì sắc mặt của đường khả hình thu lại nói không tin tôi hả à tôi nhất định sẽ không xúc động giống như lần trước. chương 335, trong thời gian yêu. Câu lạc bộ Á Châu. Trung tâm spa, phòng VIP. Tử tước giai Liman Anh Quốc sao vui vẻ, mới vừa làm xong spa, đang làm mát xa Ngọc Thạch. Còn tử tước Anva đang cùng mấy vương tử nổi tiếng Anh Quốc ngồi ở trong phòng VIP, vừa thưởng thức cảnh biển ngoài cửa sổ, vừa bàn luận chuyện thiên hạ. Lauren gõ cửa đi vào, đầu tiên cung kính khom lưng chào hỏi mấy tên vương tử, liền bảo Đường Khả Hinh dẫn nhân viên phục vụ mỉm cười đẩy nhẹ xe thức ăn đi tới đứng ngoài cửa tổng giám đốc Trang và tổng giám đốc tưởng đã căn dặn Đông Anh và Tiêu Đồng chỉ cần cô lại gây ra chuyện gì liền kéo cô đi Đường Khả Hinh đứng ở bên cửa liếc về phía Tiêu Đồng và Đông Anh ngoài cửa bày bộ dáng thật không cam lòng Tiêu Đồng và Đông Anh không nhịn được nở nụ cười cửa nhẹ đóng lại Đường Khả Hinh nhìn Lauren đang dùng tiếng Anh nhìn về phía các vị vương tử in lần tôn quý cung kính chào hỏi, sau đó mới giới thiệu Đường Khả Hinh với bọn họ. Mấy vị vương tử đồng thời ngẩng đầu lên nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh mỉm cười tiến lên, trong đầu vang lên câu nói của Trang Hạo Nhiên bưng khuôn mặt nhỏ bé của mình, "Tổ tông của tôi nên biết rằng, những người khách mà Lauren đi hầu rượu đều không phải là bình thường, nếu như cô lại gây chuyện gì, không chỉ cô không còn mặt mũi sống ở chỗ này, tôi cũng không còn mặt mũi ở lại." Cho dù xảy ra chuyện gì, cô chịu đựng cho tôi. Biết không? Biết rồi. Tôi không tin cô. Biết rồi, mặc kệ xảy ra chuyện gì, tôi nhất định cũng sẽ không phản kháng. Chấm than ngoặc kép. Đường khả hinh nhớ đến lời nói mới vừa rồi, mỉm cười đi về phía các vị khách, đeo lên bao tay màu trắng, đi tới trước xe thức ăn, cầm một chai La Fleur Petrus, để cho mặt nhãn hiệu rượu hướng về tất cả khách, dịu dàng giải thích các vị khách quý. Hôm nay tôi mời các vị La Fleur Petrus năm 2008. Chấm ngoặc kép ngay sau đó nhân viên phiên dịch ở phía sau giải thích. Quát, một vị tử tước trong đó hết sức không vui nhìn về phía đường khả hình. Nữ phiên dịch lập tức có chút căng thẳng nhìn về phía đường khả hình, nói tại sao muốn chiêu đãi chai rượu đỏ này. Cô giải thích một chút. Lauren cũng hơi ngạc nhiên nhìn về phía đường khả hình. Đường khả hình mỉm cười nhìn về phía một người mặc áo sơ mi trắng, quần thường màu nâu kẻ sọc trắng đen, trẻ tuổi đẹp trai giống như hoàng tử Anh Quốc, không nhanh không chậm dịu dàng nói, lúc này tôi đi vào câu lạc bộ Á Châu, đúng lúc nhìn thấy một vị vương tử đi đua thuyền trở về, lúc ấy tôi liền suy nghĩ, thời tiết lạnh như thế, tại sao còn có khách yêu thích nước như vậy? Trên thực tế, mức độ phấn khích sâu hay cạn, chứng tỏ mức độ nhiệt tình với cuộc sống. Nhân viên phiên dịch tiếp tục giải thích, vị vương tử Anh Quốc mới vừa đua thuyền, không nhịn được nhìn về phía đường khả hình. Mà loại Sato La Fleur Petrus, thể dựa trưởng thành nhanh, bình thường 3, 5 năm là uống được, cho nên mang theo phấn khích, nhiệt tình không kịp chờ đợi. Sau khi dư vị tao nhã và tinh tế đi tới trước mặt của chúng ta, thể rượu đầy đặn, tràn ngập mùi hoa anh đào, dư vị gỗ sồi đen và quả mọng đen có thể làm cho các vị tràn đầy hưng phấn sau khi động vật, lúc mùi rượu yên ổn, vui vẻ thưởng thức phong cảnh đường ven biển thật dài. Hơn nữa loại Sato La Fleur Petrus năm 1998 từng được chấm 95 điểm cao nhất. Nó mạnh mẽ độc đáo, nhưng lộ ra vô cùng tao nhã, giống như tất cả các vị khách quý. Đường Khả Hinh mỉm cười giải thích. Trong câu nói bao gồm lời khen ngợi tất cả các vị khách. Mấy vị vương tử in lần, dối giết mỉm cười nhìn về phía đường Khả Hinh. Lauren cũng khẽ mỉm cười. Đường Khả Hinh thấy ánh mắt hài lòng của bọn họ, cùng ánh mắt gật đầu đồng ý của người cầm đầu, cô khẽ mỉm cười, ngay sau đó cầm dao mở chai lên, đặt nhẹ chai rượu lên xe thức ăn, nhanh chóng xoay tròn dao cưa, kéo nắp rượu, sau đó đâm dao xoay tròn vào, kéo nút rượu ra, từ tủ lạnh nhỏ ở phía dưới xe thức ăn, lấy ra một bình giải rượu giống như ống hình cung. Bình giải rượu này, hết sức đặc biệt, từ thân bình đều là ống nhỏ thủy tinh trong suốt, giống như hàng ngàn ống nhỏ uốn lượn tới đáy bình. Mọi người cùng nhau im lặng nhìn về phía cô. Tay của đường khả hình cầm bình giải rượu nhiệt độ đã đạt tới yêu cầu của mình, mới nắm chai rượu đỏ lên, từ từ dọc theo miệng nhỏ hẹp của ống, giống như rót máu vào cái ống nhỏ, để cho nó trải qua thủy tinh trong suốt, từ từ dâng lên, mang theo một chút cảm xúc vui vẻ, để cho những khách vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Cô cũng khẽ mỉm cười, rót toàn bộ rượu dịch vào trong bình giải rượu, vui vẻ kiểm tra màu sắc và mùi vị của nó, vừa đúng mùi vị mình muốn, cô khẽ mỉm cười, ngay sau đó để cho nhân viên phụ vụ mang ly nhỏ chân cao. Lập tức nghiêng bình giải rượu rót dịch rượu màu đỏ vào ly thủy tinh. Các vị vương tử Anh Quốc ngẫm nghĩ, liền nghiêng người tới trước, cầm ly cao cổ, cùng uống một ngụm Sato La Fleur Petrus, cảm thấy khi nó vào miệng trở nên mạnh mẽ, mùi hương hoa tỏa ra trong không khí làm lòng người không khỏi thoải mái, lại phát hiện giống như nó đang ở trong bình giải rượu hình cung, vọt vào trong miệng của mình, nhất thời bọn họ không nở nuốt vào dịch rượu này, mà để cho nó nhẹ nhàng dừng lại ở trong miệng, khẽ hít một hơi, phát hiện dịch rượu này từ từ yên ổn lại. Mùi vị quả mỏng đen và gỗ sồi đen lắng động, từ từ thấu ra, hết sức dư vị và trầm tính vẻ mặt mỗi người khác nhau. Đường khả hình thật căng thẳng nhìn về phía bọn họ. Cửa nhẹ nhàng mở ra. Đường khả hình từ từ đi ra, trên mặt lộ ra thật nặng nề. Tiêu đồng và đông anh thật căng thẳng nhìn cô, thậm chí tiêu đồng nói, nếu như khách không hài lòng, không có quan hệ. Chỉ cần cô không gây họa, tôi có thể báo cáo. Đường khả hình nhìn bọn họ chằm chằm, đột nhiên phốc một tiếng nở nụ cười. Tiêu đồng và đông anh sững sờ, nhìn về phía cô. Đường khả hình đột nhiên duỗi tay thành chữ hia, cười ha ha. Tiêu đồng và Đông Anh cùng thở dốc một hơi, cũng cười. Lauren cũng đi ra, nhìn về phía đường khả hình, cũng hơi nghi ngờ cười nói, cô tìm bình giải rượu hình cung từ nơi nào vậy. Đường khả hình vừa nghe, rất đắc ý nhìn về phía Lauren nói, từ tôi thiết kế, vẽ một bức tranh, không cẩn thận để cho tổng giám đốc nhìn thấy, anh ấy cảm thấy ý tưởng không tệ, liền ra đơn hàng để cho người mua sắm hoặc chế tạo, khi tôi tới, nhìn thấy đã được mua về, liền mang theo. Lauren nhìn đường khả hình chập chầm, mỉm cười nói, học tập, chính là vì sáng tạo, làm rất tốt. Lần này giải rượu, rất không tệ. Đường khả hình nghe vậy, lập tức vui vẻ khom lưng, vui vẻ cười nói cảm ơn ngài khích lệ. Cố gắng lên, chấm ngoặc kép, Lauren mỉm cười đi khỏi trước. Đường khả hình nhìn bóng lưng Lauren, càng vui vẻ hơn, mỉm cười. Vòng hầu rượu kế tiếp là phòng ăn ngựa tôn, bởi vì Lauren tiên sinh tạm thời có việc gấp, cho nên bảo Khả Hinh một mình đi vào. Khả Hinh rất nghiêm túc đồng ý. mới vừa đi vào phòng ăn ngựa tôn, liền nhìn thấy sắc mặt Trần Mạn Hồng có chút nặng nề đi ra. cô mỉm cười gọi nhỏ quản lý. Trần Mạn Hồng ngẩng đầu lên nhìn thấy Khả Hinh tới, liền mỉm cười nói cô tới rồi. có phải hầu rượu hay không? Vâng, Đường Khả Hinh mỉm cười đáp. tại sao chỉ có một mình Lauren tiên sinh đâu? Trần Mạn Hồng ngạc nhiên hỏi. Ông ấy có chuyện đột xuất, Đường Khả Hinh cười nói. Ách, chấm ngoặc kép, Trần Mạn Hồng lộ vẻ khó khăn, quay đầu nhìn về phía một người phụ nữ ngồi ở bên cạnh cửa sổ sát đất, cả người mặc váy màu đen, mái tóc dài mềm mại đến eo, trên đầu cài một đóa hoa nhỏ màu trắng, khẽ thở dài một hơi. Thế nào, Đường Khả Hinh cũng ngạc nhiên nhìn về phía người phụ nữ kia, cô đang ngồi ở bên cửa sổ, nghiêng mặt nhìn về phía sóng biển xô vào đường ven biển thật dài, ánh mắt u buồn xẹt qua sầu bi và vô hạn nhớ nhung, trên mặt lộ ra tái nhợt. Cô ấy chính là người khách mà cô phải hầu rượu. Trần Mạn Hồng nhìn về phía người phụ nữ đã hơn 30 tuổi, dịu dàng nói, cô ấy tên Diêu Tuyết Đình, là vợ quá của lão chủ tịch tập đoàn điện tử Thế Phong. À, Đường Khả Hinh có chút giật mình nhìn về phía vị khách kia. Trần Mạn Hồng có vài phần đồng tình nhìn về phía vị khách kia, nói, nghe nói cô ấy đã từng là thư ký của chủ tịch tập đoàn điện tử Thế Phong. Sau đó không biết thế nào lại yêu nhau, khi đó, lão chủ tịch cũng đã 68 tuổi, lúc mới vừa bắt đầu đoạn tình yêu này bị rất nhiều người xem thường và khi dễ, thậm chí người của dòng họ cũng tìm cách bức ép cô ấy và lão chủ tịch chia tay, nhưng mặc kệ người khác chia rẽ như thế nào, bọn họ cũng kiên định yêu nhau đến chết cũng không đổi, đôi vợ chồng này thường đến phòng ăn chúng ta ăn cơm. Tôi thường nhìn thấy hai người bọn họ ngồi ở chỗ ngồi ngoài trời, nhìn đối phương mỉm cười thật hạnh phúc, mặc dù sau lưng có một đống tin đồn như thế nào bọn họ cũng giống như chỉ có nhau, cái loại tình yêu đó làm cho người ta cảm động lại làm cho người ta lo sợ. Nhưng tôi thường nhìn hai người bọn họ, phát hiện trong thời gian yêu nhau, không có một chút tác dụng nào. Đường khả hình im lặng nhìn về phía người phụ nữ kia, cũng có chút yêu buồn hỏi, ông chủ tịch kia. Chấm ngoặc kép. Trần Mạn Hồng cười khổ nói, trước đó vài ngày, bởi vì bệnh tim phát qua đời, lúc tôi nghe được tin tức này, còn nghĩ người khách này sẽ không đến, không ngờ hôm nay cô ấy đã tới, nhưng không có ngồi ở vị trí đó, đoán chừng là sợ tức cảnh sinh tình. Vậy, chấm ngoặc kép, đường khả hình hỏi, chị ấy có chọn món ăn gì? Giống như thường ngày, Cabernet Sauvignon Lapi năm 1985, beef steak, sốt sườn cừu, cá bơ nướng và chân giò hun khói salad. Chấm ngoặc kép, Trần Mạn Hồng có chút mất mắt nói. Đường khả hình nhìn người phụ nữ kia thật sâu, lúc sóng biển đánh tới, phất lên sợi tóc trên mặt cô, lông mi thật dài nhẹ nhàng trước mắt, che giấu đau thương trong đó, không cách nào chút hết. Khả Hinh suy nghĩ một chút, liền tự mình quyết định nói thu dọn rượu và món ăn đi. À, Trần Mạn Hồng nhìn cô. Đường Khả Hinh nhìn Trần Mạn Hồng, mỉm cười nói thu dọn rượu và món ăn đi. Cô, cô muốn làm gì? Trần Mạn Hồng có chút căng thẳng nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh không lên tiếng, chỉ nhìn người phụ nữ kia phía xa, sâu kín nói tôi tự có loại rượu ngon và món ăn đã chị ấy. Audio điện tử võ tấn bền. chương 336, trả giá. Bên trong phòng bếp nhà hàng Tây. Được sự đồng ý của lão đầu bếp, đường khả hình một mình dựa theo phương pháp cha dạy mình, chuẩn bị tỏi, hành tây đỏ, ớt chỉ thiên, nước sốt đậu nành, tương đậu, muối, đường cát, nước mắm, rượu vang đỏ. Tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng, rồi lấy thịt vai heo, cầm dao lớn đập mạnh xuống miếng thịt, sau khi đập xong, đem các loại tương, bôi trên thịt vai heo, cứ 10 phút lật trộn một lần, lại ngẩng đầu lên nhìn thấy lão đầu bếp làm theo căn dặn của mình, làm món ăn tây sở trường nổi tiếng của mình là ốc tháp phòng, dùng bánh ngọt kem tươi dựng lên hình tháp giống như ngôi nhà, bên trong đều là thịt bò tươi, trộn với nấm thông, salad và sốt tương. Tất cả đầu bếp tất cả im lặng nhìn. Lúc này Tiểu Nhu theo căn dặn của Khả Hinh, nhanh chóng trở về nhà của cô, đem tới rượu táo cô tự chế, nói: "Rượu đến rồi." Tốt, lúc này đường khả hình từ trong lò nướng, lấy ra thịt vai heo quay đã ướp gia vị tương ớt, nhanh chóng cầm con dao nhỏ, cắt phần thịt heo giòn nhất, lại lấy một quả táo đã ướp trong rượu, cắt thành từng miếng nhỏ, dùng một vài lát mỏng đặt trong cái đĩa lớn màu trắng, để lên vài cọng rau mùi tây, lại nhìn lão đầu bếp đã làm xong món ăn mình căn dặn, vớt ốc hấp lên đặt vào trong đĩa, rồi vẫy lên một chút tương chua ngọt. Được rồi chưa, lúc này Trần Mạn Hồng đi tới, có chút lo lắng hỏi. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên nhìn về phía cô, mỉm cười nói, gần xong. Cô, chấm ngoặc kép, Trần Mạn Hồng có chút lo lắng nhìn về phía đường Khả Hinh, nói cô chắc chắn có thể không. Cô cũng đừng đập bảng hiệu phòng ăn của tôi đấy, chấm hỏi ngoặc kép. Đường Khả Hinh nhìn về phía cô mỉm cười. Chưa tới buổi trưa cho nên người trong phòng ăn hết sức thưa thớt, chỉ có một số ít khách cảm thấy đói bụng, chọn vài món ăn ngon để dùng cơm. Vợ của chủ tịch tập đoàn điện tử Thế Phong đã qua đời, Ngồi ở chỗ này đã 3 giờ, cũng chỉ nhìn cái ghế ngồi trên ban công ngoài cửa sổ, hai mắt mang theo mệt mỏi và ảm đạm. "Thưa cô, bữa ăn của cô đã tới." Chấm ngoặc kép, Trần Mạn Hồng dẫn nhân viên phục vụ đẩy xe thức ăn, cùng với Đường Khả Hinh đi tới trước mặt của Diêu Tuyết Đình. Diêu Tuyết Đình cũng không nhúc nhích, vẫn nhìn vị trí kia, nhớ nhung tình yêu lãng mạn và nụ cười nhẹ của ông, hai tròng mắt của cô đang xoay tròn, hiện lên nụ cười yếu ớt. Đường Khả Hinh nhìn bộ dáng cô, hết sức bình tĩnh đưa tới món ăn Tây nổi tiếng, ốc tháp phòng, thịt nướng sốt cam, ốc hấp, cá tầm sốt Việt quất. Và một ly rượu táo, trên miệng ly trang trí một đóa hoa bách hợp. Mùi thơm quanh quẩn, suốt cuộc ánh mắt Diêu tuyết đình di động, nhìn các món ăn trên bàn ăn, còn có bình rượu táo, cô im lặng bất động. Đường Khả Hinh mỉm cười tiến lên, nói với Diêu Tuyết Đình, xin chào quý khách, tôi là Đường Khả Hinh, chuyên gia hầu rượu của chị hôm nay, hy vọng bữa ăn và rượu trái cây hôm nay có thể làm cho chị hài lòng. Chấm ngoặc kép. Siêu tuyết đình chậm rãi nhìn tất cả các món ăn, đầu tiên là ốc tháp phòng, có thể thấy bên trong nhân kem có thịt bò tươi mềm, da bánh ngọt bao kín món ăn, ốc hấp, bay ra mùi thơm, nước mắm chua ngọt. Ly rượu táo có màu sắc khó coi. Cô chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn đường khả hình, chợt hai mắt đỏ thắm, thoáng qua một chút lạnh lùng diếu cợt và bi thương. Đường Khả Hinh nhìn hai mắt Diêu Tuyết Đình mới vừa còn bình tĩnh, lúc này đỏ thắm kích động, lộ ra cực hạn tức giận, cô sững sờ. Sắc mặt của Diêu Tuyết Đình đột nhiên cứng rắn, chợt nắm ly rượu táo, xoảng một tiếng, đập xuống sàn, thủy tinh vỡ tan ra. Đồng nghiệp cả phòng ăn rối rít kêu lên. Trần Mạn Hồng và Đường Khả Hinh cũng giật mình lui về phía sau một bước, nhìn mảnh thủy tinh vỡ nát văng lên, không biết nên nói gì. Diêu Tuyết Đình kích động nhìn về phía Đường Khả Hinh. Giọng nói run rẩy hỏi, ai bảo cô tự tiện đổi món ăn cho tôi? Tôi có yêu cầu cô sao? Tôi có sao? Tại sao phòng ăn ngự tôn có thể có loại chuyên gia hầu rượu như cô? Quản lý của cô là ai? Tại sao cho phép loại chuyện này xảy ra? Trần Mạn Hồng hoàng sợ, lập tức muốn tiến lên, mới vừa muốn giải thích cho Khả Hinh, nhưng Đường Khả Hinh lại tiến lên, nhìn Diêu Tuyết Đình nói, không liên quan đến quản lý, là tôi tự chủ động yêu cầu đổi món ăn cho chị. Diêu Tuyết Đình tức giận lập tức trợn trừng mắt nhìn cô, cô dựa vào cái gì? Đường Khả Hinh im lặng một lúc lâu, mới nói, bởi vì đóa hoa nhỏ màu trắng trên tóc chị. Diêu Tuyết Đình cắn chặt răng, ánh mắt tràn đầy máu đỏ nhìn chằm chằm về phía cô. Đường Khả Hinh sâu kín nói, loại cảm giác này, tôi hiểu, rất khổ sở. Diêu Tuyết Đình đột nhiên cười khổ một tiết nói, cô hiểu. Người yêu của cô đã chết rồi sao? Cô hiểu cái gì? Trần Mạn Hồng muốn đỡ lời cho Đường Khả Hinh. Bởi vì cha tôi làm sai một chuyện, làm cho một bà dì rất hiền lành mất chồng. Đường Khả Hinh dịu dàng nói. Siêu Tuyết Đình nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh nhớ lại chuyện cũ, tâm trạng không khỏi chìm xuống mất mát, giống như lại rơi vào trong thế giới đau thương đó. Hai mắt di động giọt lê, sâu kín nói, lúc tôi còn rất nhỏ, nhìn thấy bà dì kia mất chồng quỳ trên mặt đất khóc giống, cái cảm giác tuyệt vọng và bi thương vẫn luôn ở trong đầu của tôi xua đi không được, mặc dù rất nhiều năm tháng sau này, tôi van xin gì ấy tha thứ cho cha tôi, nhưng lần nào gì ấy cũng từ chối tôi ngoài cửa, chỉ quan tâm vườn vải và chồng của gì. Hàng năm đến mùa tưới nước, bón phân, thu hoạch, sách từng sọt so trái vải xuống núi buôn bán, lúc đó tôi còn nhỏ, không dám quấy giày gì ấy, chỉ đi theo phía sau gì ấy, nhặt từng trái vải gì làm rơi xuống. Loại cảm giác này, tôi hiểu rất rõ, phải nhặt một năm, hai năm, mười năm, thậm chí cả đời chấm ngoặc kép. siêu Tuyết Đình nhìn về phương xa, hai mắt tràn ngập nước mắt. Khi đó, tôi còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, nhưng thường thấy gì ấy kéo lê thân thể sau một ngày mệt mỏi, sau khi về đến nhà, ngồi ở vị trí chú thường người, bóc củ tỏi, hoặc ăn cơm, bóng đêm dần dần xuống, mũi rất nhiều, gì ấy cầm cây quạt, vừa quạt, vừa đập mũi, không nói gì. Chấm ngoặc kép, trong lòng của đường khả hình đau xót, có chút nghẹn ngào nói, nhìn gì ấy như vậy, khi đó tôi có một loại cảm giác mãnh liệt, gì không tha thứ cho tôi, gì ấy vẫn bảo vệ chồng mình đến cả đời. Chấm ngoặc kép, nước mắt Diêu Tuyết Đình lăn xuống. Đường Khả Hinh nhìn Diêu Tuyết Đình, sâu kín nói, khi đó, tôi nhìn thấy gì rất cô đơn, vẫn có một khát vọng, muốn làm bữa cơm cho gì ăn. Cho nên làm một bữa cơm bày tỏ có người vẫn quan tâm gì. Chấm ngoặc kép, trong lòng của Trần Mạn Hồng không khỏi chua sót, nhìn về phía Diêu Tuyết Đình đường khả hinh nhìn diêu tuyết đình thật sâu nói tôi không có ý nghĩ khác chỉ muốn nói người đã qua đời rồi tôi làm một bữa cơm cho người yêu của ông ấy ăn làm thật lòng tôi tin người đó đang ở thiên đường nhìn thấy cảnh tượng như vậy nhất định ông ấy rất vui vẻ thật ra tình yêu sẽ không biến mất theo thời gian nó mãi mãi ẩn nấp ở trong thời gian càng yêu sâu đậm giống như chị mãi lo thưởng thức món ăn và rượu đỏ không có nhận ra được thời gian thay đổi tình yêu thay đổi yêu như vậy Thật ra sẽ từ từ sẽ mệt mỏi, tức giận, suy tàn và biến chất, giống như rượu đỏ, đến thời gian nhất định nó cũng sẽ dần dần bay hơi. Nếu như chị muốn sống vui vẻ với tình yêu chị và ông ấy mỗi ngày, thì hãy thưởng thức thật tốt mùi vị mà ông ấy chưa có nếm thử, cho ông ấy trải qua hương vị mà ông ấy vẫn muốn nhưng lúc còn sống không có nếm thử, mang theo tình yêu và lòng tin, kiên cường vui vẻ để sống, tôi tin tưởng, trong tương lai, cho dù chỉ có người yêu hay không, ông ấy cũng cảm thấy an ủi và vui vẻ chấm ngoặc kép. Diêu Tuyết Đình nghe những lời này, hai mắt đột nhiên chậm rãi trước một cái, mang theo một chút bi thương và ôn hòa, nhìn món ăn trước mặt. Một loại không khí thỏa hiệp, dần dần lan ra. Đường Khả Hinh nhìn ánh mắt cô, lập tức có chút vui mừng và vội vàng nhìn về phía Trần Mạn Hồng nói, mang lên một ly rượu táo. Trần Mạn Hồng nghe vậy, tự mình nhanh chóng đi về phía phòng bếp. Đường Khả Hinh lại mỉm cười nhìn về phía Diêu Tuyết Đình, nói, loại rượu táo này, là lúc sinh nhật của tôi, cha tôi dạy cho tôi tự mình làm, ông ấy nói mỗi người phụ nữ đi tới thế giới này, cũng nên có một mùi rượu trái cây của riêng mình, loại rượu trái cây này sẽ tươi mới trưởng thành với mình theo bốn mùa và quen thuộc, cho nên hàng năm sinh nhật của tôi cũng sẽ làm loại rượu, ngọt ngọt chua chua, uống vào cảm giác mình là cô gái 18 tuổi, thanh xuân, tốt đẹp, không có bất kỳ gánh nặng. Siêu tuyết đình chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía cô gái còn trẻ tuổi ở trước mặt, thông qua lời nói liên tục của cô, cảm thấy cô chân thành và chúc phúc, rốt cuộc diêu tuyết đình buông lỏng thái độ. Rượu trái cây tới rồi, chấm ngoặc kép, Trần Mạn Hồng lập tức dâng lên một ly rượu táo, lần này cài nhẹ hoa anh đào đỏ. Diêu tuyết đình không lên tiếng, hai mắt chợt lóe, vẫn nắm ly rượu lên nhẹ nhàng uống một ngụm, nhất thời phát hiện ở bên trong rượu có vị ngọt ngọt chua chua, quả thực không hề có gánh nặng xâm chiến tâm hồn của mình. Cô chậm rãi cầm nĩa, mới hỏi món ăn nào là cô tự mình làm cho tôi thịt nướng sốt cam, chấm ngoặc kép, đường khả hình nhẹ dơ tay, về phía món ăn mình đích thân nấu nướng. Siêu tuyết đình suy nghĩ một chút, liền cầm nĩa lên, gắp một phần thịt bỏ vào trong miệng, nhai mấy cái, lông mi chấp nhẹ, nhớ tới chồng đưa mình đi khắp nơi thưởng thức món ăn ngon thì trong ánh mắt nồng nặc yêu thương, hai tròng mắt của cô chợt tràn nước mắt, nhưng khẽ nở nụ cười. Trần Mạn Hồng và Đường Khả Hinh nhìn Diêu Tuyết Đình hôm nay đột nhiên ăn nhiều hơn, ăn xong thịt nướng sốt cam, lại ăn ốc hấp, gần như ăn hết cạn sạch từng món ăn, bọn họ nở nụ cười cảm động. Sau khi Khả Hinh đi khỏi mới biết, bởi vì lần này cô hầu rượu, tập đoàn điện tử Thế Phong và khách sạn Á Châu ký hợp đồng 10 năm, tổ chức các cuộc họp hàng năm, còn có lãnh đạo cấp cao ở nước ngoài về nước thì sẽ vào ở khách sạn, hợp đồng này mang đến cho khách sạn Á Châu nguồn thu không tưởng. Tin tức tốt này truyền ra từ phòng ăn ngựa tôn. Tưởng thiên lỗi ngồi ở trước bàn làm việc, Nghe một tin tức như thế, có chút mất hồn ngẩng đầu lên nhìn về phía Đông Anh, nói cái gì? Ký hợp đồng 10 năm. Vâng, Đông Anh vui vẻ nói, ở trong nước chúng ta, tập đoàn điện tử Thế Phong có gần 3 triệu nhân viên, trong đó số lãnh đạo cấp cao vào ở khách sạn chúng ta nhất định rất nhiều, hợp đồng 10 năm này, thật sự là nguồn thu không tưởng. Tưởng Thiên Lỗi vẫn có chút ngạc nhiên để xuống bút máy, tựa vào trên ghế tổng giám đốc, nhìn vẻ mặt Đông Anh thật sự vui mừng, nghĩ đến cô gái ngốc đường Khả Hinh đột nhiên không nhịn được mỉm cười. Lúc này tin nhắn lại vang lên. Tưởng thiên lỗi không nhịn được cầm điện thoại di động lên, mở ra, thấy nội dung tin nhắn, em không muốn bất kỳ ai mang theo bi thương và nước mắt qua đêm, bởi vì như vậy thật rất đau, mặc kệ hôm nay em không có thể mang đến cho anh cái gì, nhưng em sẵn sàng chấp nhận trả giá vì anh, trả giá vì từng người khách trong khách sạn của anh. Anh xem tin nhắn này, hai mắt xẹt qua một chút cảm động, đau lòng nở nụ cười chương 337, cô gái mà những năm tháng qua chúng ta cùng theo đuổi. Vào buổi trưa, đường khả Hinh vọt vào phòng làm việc, nhìn thấy Trang Hạo Nhiên đang mặc tây trang, cô lập tức nhảy qua, vui vẻ gọi tôi muốn phần thưởng. Trang Hạo Nhiên sửng sốt nhìn về phía cô, hỏi muốn phần thưởng gì. Hôm nay tôi hầu rượu rất thành công, đường khả Hinh lập tức nói. Trang Hạo Nhiên nhìn cô, kéo cổ áo tây trang của mình, mới cười đáp, bị cô kéo buôn bán lớn như vậy cho khách sạn Á Châu, còn muốn tôi cảm ơn cô. Anh đừng hẹp hòi như vậy mà, đường khả hình dậm chân nhìn về phía anh. Cô đó, trang hạo nhiên nắm khuôn mặt nhỏ nhắn của đường khả hình, cười nói, loại người như cô, tương lai cũng không biết cùi trỏ có thể rẽ ra ngoài hay không. Rẽ ra ngoài sẽ gấy, tôi mới không cần thủ đoạn, chấm than ngoặc kép, đường khả hình hung ác trợn mắt nhìn anh một cái, mới nói, buổi trưa. Đi thôi, chúng ta đi bệnh viện. Chật, vẻ mặt Trang Hạo Nhiên khinh bỉ, nói tôi mới không cần. Tại sao, anh không tin tưởng tôi sao? Đường Khả Hinh thức giận nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên đi tới bên cửa, nhìn về phía đường Khả Hinh cười nói, tôi đây đẹp trai, rất có tiền, rất có quyền, rất thông minh, tại sao tôi không tin bản thân tôi, mà lựa chọn tin tưởng cô không có gì cả. Cô có chủ động hẹn hò với đàn ông xem phim sao? có chủ động hôn đàn ông sao? Cô có sao? Tôi, chấm ngoặc kép, mặt của đường khả hình đỏ lên, nhìn anh, đột nhiên nói không nên lời. Nói đúng rồi phải không? Làm được những chuyện này, trở về giảng đạo lý với tôi. Trang hạo nhiên nói xong, nở nụ cười, phịch một tiếng, đóng cửa lại. Muốn chọc tưởng thiên lỗi. Trang hạo nhiên, chấm than ngoặc kép, đường khả hình đột nhiên dậm chân kêu anh thật to. Phòng học số 1. Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên mở cuộc họp khách sạn dưới nước lần thứ ba. Kỹ sư trưởng vẫn không giải quyết được vấn đề bảo vệ môi trường, liên tục đứng lên phân tích biểu đồ và báo cáo. Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi vẫn im lặng lắng nghe, lật xem tài liệu đồng thời, ngẩng đầu nhìn số liệu phân tích trong màn hình. Đông Anh và Tiêu Đồng cùng đi lên trước, đem tài liệu cẩn thận đặt xuống ở trước mặt Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên. Hai người cùng nhận lấy tài liệu báo cáo, mở ra. Tưởng Thiên Lỗi vừa lật xem báo cáo, ánh mắt không nhịn được nhìn đồng hồ trên cổ tay mình, đã 5 giờ 15 phút, anh đột nhiên nhớ tới cuộc hẹn tối nay, hai mắt xoay tròn, có chút thất thần, nhớ tới nội dung tin nhắn mới vừa rồi, em không muốn bất kỳ ai mang theo bi thương và nước mắt qua đêm, bởi vì như vậy thật rất đau, mặc kệ hôm nay em không có thể mang đến cho anh cái gì, nhưng em sẵn sàng chấp nhận trả giá vì anh, trả giá vì từng người khách trong khách sạn của anh. Ấm áp. Anh chậm rãi nhớ tới đêm qua, đường khả hinh đứng ở trong bóng đêm khóc nói ngày mai em mời anh xem phim có được không em không biết giữa các người có thể hạnh phúc hay không nhưng nếu như không hạnh phúc thì sao cuối cùng anh vẫn không có được chị ấy thì sao không phải anh rất khổ sở sao em mời anh xem phim có được hay không chúng ta đi xem một bộ phim về tình yêu anh có thể nghe một câu nói một cảnh tượng anh sẽ yêu em chúng ta có thể ở cùng một chỗ chúng ta cùng nhau trải qua một chút chuyện em và anh trải qua một chút chuyện, được không? Mặc kệ thời gian dài đăng đẳng, em và anh ở chung một chỗ, trải qua một chút chuyện, mặc kệ rất khổ sở, cho em một cơ hội, được không? Mặc dù không có xoay người, nhưng tưởng thiên lỗi giống như thấy được hình ảnh cô gái đứng ở trong gió rét lạnh, rơi lệ khóc giống, bao gồm vui vẻ hôm nay cũng trộn lẫn nhiều bi thương và mong đợi. Hai mắt anh thoáng qua một chút đau lòng, nhớ tới sáng nay ở bên trong thang máy, cô nhón chân lên hôn trên môi mình, Thật ra có thể thấy khóe mắt cô nước mắt. Sắc mặt của Tưởng Thiên Lỗi càng ngày càng nặng nề và đau lòng. Báo cáo đã xong, phòng họp hoàn toàn yên tĩnh. Kỹ sư và tất cả lãnh đạo cấp cao cùng im lặng ngẩng đầu lên nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi vẫn nhìn đồng hồ, xuất thần. Trang Hạo Nhiên lại lật một tờ báo cáo, nghe bên cạnh không có tiếng động, liền có chút nghi ngờ quay đầu sang nhìn Tưởng Thiên Lỗi một cái, lại phát hiện người cuồng việc, vào lúc này lại xuất thần anh sững sờ, lại nở nụ cười. Đông Anh ngồi ở phía dưới, nhìn bộ dáng tưởng thiên lỗi mất thần, có chút căng thẳng vội vàng nghiêng người tới trước, gọi nhỏ tổng giám đốc. Tưởng thiên lỗi vẫn ngồi tại chỗ xuất thần, hai tròng mắt bay xa, chăm chú nhìn phương xa, không nói. Đông Anh sừng sốt, dưới đài, mấy phó tổng giám đốc Lâm Sở Nhai và Trần Tuấn Nam đều kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh. Lúc này Trang Hạo Nhiên rốt cuộc có chút kinh ngạc cười nhìn bộ dáng tưởng thiên lỗi, Cầm Văn kiện lên, vỗ nhẹ cánh tay của anh, cao giọng gọi "Tổng giám đốc Tưởng." "Anh còn tốt đó chứ?" Lúc này Tưởng Thiên Lỗi mới đột nhiên giật mình tỉnh lại, lấy lại tinh thần nhìn lãnh đạo cấp cao trước mặt, còn có ánh mắt kỳ dị của Trang Hạo Nhiên, vẻ mặt anh lập tức thu lại, ngồi thẳng người, ho nhẹ một tiếng, mới nói: "Xin lỗi, có chút không tập trung, cuộc họp tới đâu rồi?" Lãnh đạo cấp cao cúi đầu mỉm cười. Trang Hạo Nhiên bật cười, nhìn về phía anh nói: "Cuộc họp sắp xong rồi." các kỹ sư vĩ đại đã báo cáo xong, đang đợi ý kiến của anh đấy. Tưởng thiên lỗi vừa nghe, hai mắt xoay tròn, thở nhẹ thở ra một hơi, nói chờ một chút. Anh nói xong, liền chăm chú nhìn số liệu phân tích. Trang hạo nhiên ngồi ở một bên, liếc bộ dáng anh đột nhiên chăm chú, vẻ mặt hơi thu lại, không lên tiếng. Cuộc họp phương án lần thứ ba không có kết quả, nhưng vẫn thảo luận đến lúc hoàng hôn 5 giờ 30 mới kết thúc. Trang Hảo Nhiên và Tưởng Thiên Lối cùng đi ra phòng làm việc, bọn người lâm sở nhai cũng buông lỏng lưng mỏi một chút, cười nói, nghe nói nhã các tới một người đầu bếp mới, nghiên cứu mấy món ăn mới không tệ, phải đi nếm thử một chút. Hả, Trang Hảo Nhiên vừa nghe nói có ăn ngon, lập tức cảm thấy rất hứng thú nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, cười nói Tổng Giám Đốc Tưởng. Anh cũng cùng đi chứ, đã rất lâu tôi không có sắp xếp ăn bữa cơm với anh không có thời gian, tưởng thiên lỗi lạnh lùng trả lời đề nghị của anh, vẫn còn nhớ chuyện anh cầm cây gậy đánh mình. Này, đừng hẹp hòi như vậy mà, Trang Hạo Nhiên nhìn về phía tưởng thiên lỗi kêu to. Tưởng thiên lỗi không nói lời nào, mặc kệ anh, tiếp tục đi về phía trước. Trang Hạo Nhiên dừng tại chỗ, nhìn bóng lưng tưởng thiên lỗi sâu kín đi tới, cao mày suy nghĩ, người này không phải có tâm sự chứ. Tưởng thiên lỗi im lặng đi vào thang máy, ở Đông Anh đi theo, nhấn tầng lầu tổng giám đốc, lại nhớ tới cuộc hẹn đó, nhắc cổ tay, nhìn xem thời gian, 5 giờ 30 phút. Đồng hồ treo trên tường, nhẹ nhàng vang lên. Đường Khả Hinh ngồi ở trước bàn làm việc, ngẩng đầu nhìn thời gian vừa đúng 5 giờ 30 phút, trái tim đột nhiên đập mạnh, nhớ tới cuộc hẹn tối nay, hai tròng mắt của cô nhanh chóng xoay chuyển, vẫn tràn đầy hy vọng mỉm cười đứng lên, bình tĩnh dọn dẹp đồ trên mặt bàn, đầu ngón tay lại run nhẹ. Khả Hinh, tan việc, cùng về nhé. Tiêu Đồng nhìn về phía Khả Hinh mỉm cười nói, không, hôm nay tôi có hẹn, Đường Khả Hinh mỉm cười nói, ơ, ờ, hẹn với trai đẹp à, Tiêu Đồng nói đùa. Đường Khả Hinh nhìn về phía cô, đột nhiên mỉm cười thần bí, không lên tiếng. Tiêu Đồng nhìn bộ dáng cô, cũng không hỏi, khẽ mỉm cười, đi khỏi trước. Đường Khả Hinh đứng tại chỗ, nhớ tới cam kết đêm qua, để làm mọi thứ hôm nay, cô lấy dũng khí, nhanh chóng thu dọn tài liệu, cả thẻ tan việc đổi lại váy ngắn màu trắng và áo khoác hôm nay, đội mũ lên, quấn khăn quàng cổ, nhìn toàn thân trong kính một cái, thở phào một cái, nhanh chóng đi khỏi phòng thay quần áo, đi ra tòa nhà nhân viên, cất bước, cảm giác lòng của mình run rẩy đáng sợ, cô thở một hơi, tự nói với mình nói, đường khả hinh. Cố lên, chấm than ngoặc kép, trong đầu tất cả đều là người đàn ông mình thật yêu thật yêu. Hai tròng mắt của cô tràn qua một chút nước mắt thương yêu, đón gió giá rét, đi về phía trước phòng làm việc tổng giám đốc. Rất yên tĩnh, không gian nổi trôi hơi thở nhẹ nhẹ. Tưởng thiên lỗi vẫn mặc áo sơ mi đen, quần tây đen, ngồi ở trước bàn làm việc, nhìn bóng đêm phía ngoài cửa sổ bắt đầu tối, đồng hồ để bàn ở trước mặt đã 6 giờ 15 phút, nhưng anh chỉ nhẹ trước mắt, giống như muốn nắm bắt một chút gì đó, lại nắm bắt không được. Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Không có ai đáp lại. Đông Anh đẩy nhẹ cửa ra đi tới, nhìn tưởng thiên lỗi vẫn ngồi tại chỗ, cũng không nhúc nhích, có lẽ hiểu rõ sự do dự của anh, mới vừa lời muốn nói, nhất thời nuốt trở về, im lặng xoay người, đi ra ngoài. Đông Anh. chấm ngoặc kép. Một tiếng gọi rất nhẹ nhàng. Đông Anh xoay người, nhìn về phía anh, đáp nhẹ, "Vâng." chấm ngoặc kép. Hai mắt Tưởng Thiên Lỗi xoay tròn, nhìn bóng đêm phía ngoài cửa sổ, sâu kín hỏi, "Tại sao một cô gái muốn mời một người con trai xem phim?" Đông Anh nghe vậy, suy nghĩ một chút, liền mỉm cười nói, bởi vì thích anh. Tưởng Thiên Lỗi nghe lời này, mặt không lộ vẻ gì, rất mệt mỏi hỏi, tại sao? Tại sao muốn dùng cách này để bày tỏ? Đông Anh lại dịu dàng cười nói, có hai nguyên nhân, một là cô ấy muốn cùng anh ở bên nhau, hai là bởi vì biết anh cô đơn, muốn chia sẻ với anh. Tưởng Thiên Lỗi nghe những lời này, trong con ngươi lại xẹt qua một chút đau lòng. Đông Anh dừng ở bên trong cửa, nhớ tới một chút chuyện cũ của mình mỉm cười nói, tôi đã từng thích một lớp trưởng thời đại học, lúc ấy rất cô đơn, tôi là người nhát gan, bình thường tôi chỉ biết cố gắng học tập, nhưng có một khoảnh khắc cầm một bó hoa tươi, đi tới cửa túc xá của anh ấy, muốn mời anh ấy xem phim. Chấm ngoặc kép, trong mắt tưởng thiên lỗi chậm rãi lóe lên, hơi nghiêng mặt. Đông Anh có chút xấu hổ cười nói, tôi cảm thấy, lúc ấy tại sao tôi ngốc như vậy? Biết rất rõ đối phương sẽ từ chối, nhưng vẫn muốn làm như vậy, loại cảm giác ngốc nghếch này, bây giờ nghĩ lại, không còn nữa. Trong cuộc đời, luôn có một lần như vậy, lúc dũng cảm đối mặt với tình yêu nhưng một lần đã đi qua rồi sẽ không lập lại nữa, bởi vì chính mình cũng biết, mình thật rất ngốc, rất ngốc. Phố xá sầm uất người rất nhiều, rất náo nhiệt, mặc dù gió thật to, thật mạnh. Đường khả hình mặc áo khoác ngoài bó sát người, khuôn mặt nhỏ nhắn núp ở trong khăn quàng cổ ấm áp, ngồi sổ người xuống, tại trước tiệm hoa nào đấy, nhìn một bó hoa thật xinh đẹp, tốt tươi trước mặt, bó hoa hồng đỏ thật rất mộng ảo, thở ra một hơi khí lạnh, ngẩng đầu lên nhìn về phía bà chủ tiệm bán hoa, hỏi, bà chủ, bó hoa tươi này bao nhiêu tiền? 50 đồng, bà chủ ở đầu kia truyền tới. Đường khả hình cúi xuống phía dưới, nhìn bó hoa hồng lạnh lẽo tươi đẹp, cô đột nhiên mỉm cười, lập tức ôm lấy bó hoa hồng, đưa tiền cho bà chủ nói, bà chủ thu tiền. Chấm than ngoặc kép. Được rồi, bà chủ nhận lấy tiền, nói cô gái nhỏ chọn rất khéo bó hoa này mới vừa cắt xong, còn tươi lắm. Cảm ơn, đường khả hình thật vui vẻ ôm bó hoa hồng, từng bước từng đi qua đám người náo nhiệt, từng đôi tình nhân mới vừa xem phim xong, hoặc đang muốn xem phim, đi về phía dạp chiếu phim ở quảng trường thế kỷ, đứng ở trước bậc thang trống trải, ngẩng đầu lên nhìn màn hình dán tường trên cao, đang chiếu sáng tên một bộ phim cô gái mà những năm tháng qua chúng ta cùng theo đuổi. Cô đột nhiên thở ra luồng khí trắng, cõi lòng đầy hy vọng mỉm cười chương 338, cắt đứt. Thời gian 6 giờ 45 phút. Bộ phim, cô gái mà những năm tháng qua chúng ta cùng theo đuổi, sắp bắt đầu, một lần yêu. Cũng sắp bắt đầu. Đường khả hình cầm bó hoa tươi, đứng ở trước bậc thềm dạp chiếu phim, ban đầu trong lòng nở nụ cười tự tin, đến lúc này, sắc mặt dần dần thu lại, trái tim nhảy loạn, nhìn đường phố náo nhiệt trước mặt, người đến người đi, không có một bóng dáng nào mình quen thuộc, lòng của cô dần dần buộc chặt, chậm rãi chớp mắt, đau khổ từ từ hiện lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô gái trẻ ngây thơ. Thời gian, 6 giờ 47 phút. Phòng làm việc tổng giám đốc. Bóng dáng ẩn ở trong bóng tối, vẫn chìm sâu trong màn đêm, cũng không nhúc nhích. Hai mắt anh ở trong màn đêm nhấp nháy, đồng hồ để bàn quay tích tắc, thời gian từng phút trôi qua. Giống như anh nghe tiếng của một cô gái ở phía xa khóc nói, "Đồng ý với em, ngày mai đi xem phim với em có được không?" cho tình yêu của chúng ta một cơ hội. Em thật sự không có cách nào nghĩ đến người khác, em chỉ muốn yêu anh. Ngày mai 7 giờ, dạp chiếu phim Quảng Trường Thế Kỷ, 7 giờ. Em đợi đến khi anh tới mới thôi. Cho dù xảy ra chuyện gì, em cũng sẽ chờ anh. Hai mắt anh ở trong màn đêm, ngân ngấn nước mắt. Cảm thấy gió biển thổi đến. Tin nhắn điện thoại di động sáng lên. Giống như tình yêu đánh thức anh. Anh đột nhiên chớp mắt, cầm điện thoại di động lên, mở ra, chỉ là một tin nhắn quốc tế bình thường. Cảm giác trống rỗng, trái tim của anh xúc động đau đớn. Trong mắt anh hơi nhanh chóng chuyển động, nhìn đồng hồ trên tường, đã 6 giờ 50 phút, nhất thời nhớ tới câu kia, trong cuộc đời luôn có một lần như vậy, lúc dũng cảm đối mặt với tình yêu nhưng một lần đã đi qua rồi sẽ không lặp lại nữa, bởi vì chính mình cũng biết, mình thật rất ngốc, rất ngốc. Hai mắt anh chớp động, chợt đứng lên, nắm tay trang, nhanh chóng mặc vào Liếc mắt nhìn đồng hồ để bàn, 6 giờ 50 phút, không nói nữa, bước nhanh đi ra phòng làm việc, mở cửa, đi ra hành lang mở tối, cất bước đi về phía thang máy. Đông Anh đứng ở một bên, nhìn Tưởng Thiên Lỗi đi ra ngoài thật nhanh, cô đột nhiên mỉm cười, mới vừa muốn cùng đi lên, đưa cho anh thêm áo khoác, đúng lúc này, điện thoại di động vang lên, cô sững sờ, nhìn về phía trước. Alo, Tưởng Thiên Lỗi nhanh chóng đáp lời. Viện trưởng vô cùng vui mừng nói nhanh, Tổng Giám Đốc Tưởng đã tìm được trái tim ghép cho thị trưởng phu nhân, trước mắt người đang ở Nhật Bản, tài liệu cần ngài, còn có tiền ký hợp đồng. Tưởng Thiên Lỗi ngẩng đầu lên, nghe được tin tức tốt này, anh đột nhiên kích động mỉm cười, lập tức cầm điện thoại di động, chạy như bay tới thang máy. Đông Anh sửng sốt đứng tại chỗ, nhìn vẻ mặt anh đột nhiên vui mừng, trong lòng hoảng hốt. Bầu trời lập tức tối xuống, gió thổi dần dần mạnh lên, không khí càng lúc càng lạnh lẽo, không đến bao lâu, bầu trời bắt đầu chút xuống nước mưa, mưa xối xả như chút nước. Tất cả mọi người tại dạp chiếu phim cũng bởi vì cơn mưa to đột ngột, dối giết chạy đến các nơi trú mưa, chỉ có một cô gái mặc váy trắng, đang cầm này bó hoa hồng xinh đẹp, đứng ở trong mưa gió rét lạnh, mặc cho nước mưa quất vào trên mặt mình, trên thân thể, giống như roi quất vào vận mạng, từng roi từng roi co rút làm mình đau đớn, thời gian đã 8 giờ, cô vẫn đứng ở trong nước mưa lạnh băng, cả người ướt đẫm, lại giống như bị đóng băng ở trong thế giới bi thương. Bệnh viện Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi cùng xông tới bệnh viện, đến trước nhà họ Tần, vọt vào phòng bệnh, thấy sắc mặt như mà tái nhợt lại tràn ngập nước mắt nhìn về phía hai người. Tưởng Thiên Lỗi lập tức cảm thấy vô cùng biết ơn và nhẹ nhõm, đi tới trước mặt của Như Mạt, lập tức ôm cô vào trong ngực, hôn thật sâu trên môi của cô, thở phào một hơi, mỉm cười nói, Như Mạt. Tìm được trái tim thích hợp rồi, em không sao, em không sao, nước mắt như mặt lăn xuống, đưa hai tay ra ôm tưởng thiên lối, cũng kích động nghẹn ngào cười nói, ừ, em không sao rồi, anh không cần lo lắng, em sẽ thật tốt. vẻ mặt trang hạo nhiên kích động đi về phía như mặt, nhẹ nhàng nắm tay của cô, thương yêu dịu dàng nhìn cô, cũng cảm động nói, cảm ơn trời đất, không ngờ lần này tìm được trái tim nhanh như vậy, thật tốt quá. lần này ghép tim phải sống cho tốt, nhất định sẽ hạnh phúc. dường như như mặt cũng đưa ra quyết định thật lớn nhẹ nhàng mở tay Trang Hạo Nhiên, kích động ôm khuôn mặt của tưởng thiên lỗi, nghẹn ngào nói, thiên lỗi, trải qua lần sống chết này, em đã suy nghĩ thông suốt rồi, chỉ có em ở bên cạnh anh mới có thể hạnh phúc vui vẻ. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, tương lai sau này, em sẽ ở bên cạnh anh. Trong lời nói có ẩn ý gì? Tưởng thiên lỗi sừng sốt nhìn cô. Như mặt rơi lệ nhìn tưởng thiên lỗi nói, nếu như lần trước anh cầu hôn còn tác dụng, như vậy. Xin tha thứ cho em chậm trễ trả lời em đồng ý với an hy em đồng ý cùng anh mãi mãi ở chung một chỗ tưởng thiên lỗi nhất thời khiếp sợ nhìn cô cảm thấy hít thở không thông đột nhiên mỉm cười vui vẻ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hỏi có thật không ừm chấm ngoặc kép nước mắt như mạt lăn xuống tưởng thiên lỗi chợt ôm như mạt vào trong lòng đột nhiên nghẹn ngào kích động mỉm cười trang hạo nhiên ngồi ở một bên nhìn thấy cảnh tượng trước mắt không biết nên vui hay nhưng vẫn có chút mất mát không lên tiếng, đứng lên, không quấy rầy hai người, lặng lẽ xoay người kéo nhẹ cửa phòng bệnh đi ra ngoài, cúi đầu đang suy nghĩ, đột nhiên cười khổ một cái, vừa muốn xoay người bước đi, lại bị một bóng dáng dịu dàng nhẹ nhàng níu lại. Anh bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Đông Anh, mỉm cười hỏi, "Chuyện gì?" Hai mắt Đông Anh rưng rưng, nhìn Trang Hạo Nhiên, nước mắt lăn xuống nói, "Tổng giám đốc, tôi muốn nói tiếng xin lỗi với Khả Hinh, bởi vì tôi đã từng làm tổn thương cô ấy." Xin cô ấy tha thứ cho tôi, cô ấy thật sự là một cô gái tốt, đáng được người tốt hơn quý trọng. Nghĩa là sao? Trang Hạo Nhiên có chút không hiểu hỏi. Đông Anh đột nhiên có chút vội vàng bật khóc nói, anh mau đi xem khả hình một chút, dường như cô ấy hẹn tổng giám đốc 7 giờ tối đi xem phim, nhưng tổng giám đốc không đi, bây giờ bên ngoài đổ mưa to, thời tiết lại lạnh giá, chẳng may bị đông lạnh thì sao? Đây là một cô gái tốt. chấm ngoặc kép. Hai mắt Trang Hạo Nhiên nóng lên nhớ lại hôm nay đường khả hinh vui vẻ tung tăng tim của anh chợt đau nhói lập tức điên cuồng cất bước chạy như bay về phía trước đông anh nhìn dáng vẻ anh nóng nảy lại khóc nói anh nhất định phải tìm được cô ấy nhất định tìm được đứa ngốc đứa ngốc tôi đã nhắc nhở cô tại sao cô vẫn không hiểu trang hạo nhiên kêu to một tiếng lập tức nhào ra bệnh viện vọt vào trong mưa lái xe thể thao của mình chạy đi mưa xối xả như chút nước rất lớn rất lớn khắp nơi vang lên tiếng rào rào, tiếng vang rất vô tình. Khắp nơi tất cả mọi người đều tránh mưa, cả quảng trường trống vắng. Đường khả hình một mình cầm bó hoa hồng đã bị nước mưa phá vỡ vô số cánh hoa, đứng ở trong mưa lạnh lẽo, cả người đánh khổ sở lạnh run, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt lăn xuống nước mưa lạnh lẽo, thấm vào trong áo len vừa dày vừa nặng, thấm vào trái tim, giống như dao nhọn đâm vào trong lòng, giống như có một loại dự cảm xấu, biết tại sao người đàn ông kia không đến, cô chắc trong mắt ướt đấm, cảm giác từng trận nước mắt nóng hổi và nước mưa lạnh như băng hòa vào nhau làm cho cả người cô như bị quất mạnh một cái. Lạnh lẽo giống như cướp mất đi sinh mạng, nhưng vẫn liều mạng nắm bó hoa hồng kia, bàn tay nhỏ bé bị gai hoa hồng đâm trúng, cuối cùng dịn ra máu tươi, từng giọt từng giọt tan vào trong nước mưa lạnh băng. Audi Pipe thắng gấp tại quảng trường thế kỷ. Trang hạo nhiên đội mưa, bước nhanh đi xuống xe, ngẩng đầu liền nhìn thấy cô gái cô đơn đứng trên quảng trường trống trải, anh đứng ở trong mưa, trong lòng đau nhói, thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nghĩ tại sao có thể có đứa ngốc như thế này. Đường khả hình vẫn đứng ở trong mưa, giống như sinh mạng từ từ biến mất, vẫn muốn tiếp tục chờ đợi. Trang hạo nhiên sông lên bậc thang, đi tới trước mặt cô, tức giận nhìn cô, đón gió mưa lạnh lẽo, hô to cô điên rồi. Hẹn 7 giờ, bây giờ đã 9 giờ, cô vẫn còn ở nơi này chờ cái gì, cho dù muốn chờ, cô cũng tìm một chỗ tránh mưa chứ. Cô ngu sao? Đường khả hình không lên tiếng, vẫn ôm bó hoa kia, không lên tiếng. Đi theo tôi, Trang Hạo Nhiên đột nhiên tức giận kéo bó hoa cô đang ôm trong tay, vứt bỏ, muốn kéo cô. Đường khả hình lại thu tay của mình lại, đội mưa như chút nước, cúi đầu, đưa bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo đầy máu, muốn ôm lấy bó hoa hồng kia. Cô làm gì đấy? Trang Hạo Nhiên lập tức nắm người của cô. Đường khả hình nhẹ tránh ra khỏi tay của anh, mang theo một chút van xin ngẩng đầu, nhìn anh, đội nước mưa khắp thế giới, nước mắt từng viên lăn xuống, trong đáy lòng, trong đầu, vẫn là người đàn ông đau buồn kia, cô mang theo một chút van xin nói, để cho tôi chờ, để cho tôi chờ một chút. Có lẽ một lát anh ấy sẽ tới. Chấm ngoặc kép, Trang hạo nhiên thở dài một hơi, mặc cho nước mưa xẹt qua khuôn mặt lạnh lẽo, nhìn cô gái ngốc này, bất đắc dĩ nói, đường khả hình. Anh ấy sẽ không tới. Chấm ngoặc kép, anh ấy sẽ tới. Tôi tin anh ấy tôi vẫn luôn rất tin tưởng anh ấy. Anh sẽ tới, anh để cho tôi chờ một chút, chờ một chút, chấm ngoặc kép, đường khả hình không nói thêm gì nữa, chỉ ngồi sổ người xuống, muốn ôm bó hoa hồng, lại nhìn thấy toàn hoa rơi đầy trên đất, có mấy đóa rơi đến dưới cầu thang, cô im lặng không lên tiếng, để mặc cho nước mưa vỗ vào trên người của mình, vẫn nhặt lên từng đóa hoa hồng, trong lòng bàn tay dỉ máu, cô cũng không chú ý, vẫn đưa bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo muốn nhặt lên một đóa hoa hồng cuối cùng một bàn tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, truyền cho cô một chút ấm áp cuối cùng. Cô dừng lại động tác, hai mắt xẹt qua một chút mất mát, đau lòng nhìn anh. Trang hạo nhiên nắm chặt tay của cô, đau lòng nói, đường khả hinh. Anh ấy sẽ không tới, như mặt phẫu thuật phải trông cậy vào, hiện tại thiên lỗi ở bệnh viện cùng với như mặt, hai người bọn họ đang định vứt bỏ tất cả, mãi mãi bên nhau. Chấm ngoặc kép, tất cả hoa hồng rơi xuống đất, ngâm trong nước mưa ướt đẫm, cánh hoa không còn hơi sức rũ xuống. Đường khả hình đứng ở trong nước mưa, sâu kín đội mưa to lạnh lẽo, ngẩng đầu lên, không thể tin nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên đau lòng nhìn về phía cô, lại nói anh ấy thật. Không tới, thật, không tới, chấm ngoặc kép. Đường khả hình đột nhiên ngã ngồi ở trong nước mưa, đón gió to mưa lớn, nhớ tới người đàn ông u buồn kia đứng ở trong bóng đêm, lạnh lùng bước đi, trái tim của cô giống như bị thượng đế hung hăng cắm một đau một hơi thở kéo dài sinh mạng, nhất thời bị thượng đế đoạt mất, chậm rãi nhắm lại hai mắt, ngất xỉu ở trong mưa. Chương 339, nước thang thiên đàng. Đêm nay mưa to tầm tả, vẫn không rửa sạch được bóng tối của thế giới này, bình minh vẫn còn ở đầu kia thế giới. Ánh đèn, phòng tổng thống chợt sáng lên. Trang Hạo Nhiên mặc t-shirt màu xanh dương, quần thường màu trắng, ôm Khả Hinh mới vừa tắm rửa xong, người mặc áo ngủ trắng như tuyết, tóc vẫn còn ướt đẫm, từng bước từng bước đi về phía phòng ngủ của mình ở lầu 2. Toàn bộ không gian rất yên tĩnh. Trang hạo nhiên thỉnh thoảng cúi xuống, nhìn khả hình ở trong ngực giống như chết, mặt tựa vào trên ngực của mình, sắc mặt tái nhợt, hai mắt rời rạc nhìn về phía trước, sinh mạng như bị rút hết hơi thở, còn dựa vào cái gì để sống. Hai tròng mắt của cô đỏ bừng, có chút chua sót vẫn đang lan rộng trong thế giới của mình, mệt mỏi, rất mệt mỏi, cô chậm rãi nhắm mắt lại. Anh im lặng không lên tiếng, ôm cô đi lên lầu 2, đi tới bên giường, thật cẩn thận đặt cô ở trên giường, dịu dàng kéo nhẹ tấm chăn màu trắng tinh, đắp lên trên thân thể vẫn lạnh lẽo của cô, mới thả tay, nhìn cô. Cô giống như ngủ thiếp đi, cuộn thân thể giống như mèo, tóc ngắn buông xuống, rũ xuống má trái. Trang hạo nhiên nhìn cô một lúc lâu, mới dịu dàng nói tôi nấu chút nước gừng cho cô. Anh muốn đứng lên. Một bàn tay nhỏ bé mảnh khảnh, thò ra trong chăn trắng tinh, nắm nhẹ cổ tay của anh. Trang Hạo Nhiên ngồi ở bên giường, nhìn cô. Đường Khả Hinh nhắm mắt, cánh mũi đỏ bừng, nước mắt di động, nhẹ tràn ra, nhưng vẫn nắm cổ tay của anh, đó là một loại sợ hãi thật sâu. Trang Hạo Nhiên im lặng không lên tiếng, chỉ chờ tay nắm nhẹ bàn tay nhỏ bé của cô, tựa vào trước giường, nhìn về phía trước, không lên tiếng nữa. Đường Khả Hinh dường như cảm thấy Trang Hạo Nhiên làm bạn, trong lòng chậm rãi buông lỏng, bởi vì quá mức mệt mỏi, ngủ thật say. Đây giống như là sự ăn ý giữa kiếp trước kiếp này, bọn họ tựa vào cùng nhau, nhắm mắt lại, trong một đêm bi thương, lắng nghe tiếng mưa bão ảo ạt. Nửa đêm, người trên giường nệm, bởi vì mắc mưa lớn, quả nhiên phát sốt lên, thân thể của cô bắt đầu ở khó chịu run rẩy khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì sốt cao quá độ mà trở nên ửng hồng, mở đôi môi mềm, giống như tơ, lấy một chút hơi cuối cùng gọi nhỏ cha. Chấm ngoặc kép, một tiếng gọi này vang lên ở trong phòng yên tĩnh. Ngay sau đó Trang Hạo Nhiên ngồi dậy, căng thẳng nặng nề nhìn Khả Hinh ôm lấy chăn bông vừa dày vừa nặng ở bên cạnh, thân thể hơi co quắp, trên chán, trên mặt, cổ, khắp người đều là mồ hôi, đôi tay nắm chặt một đoạn chăn, run rẩy nghẹn ngào gọi nhỏ cha. Cha, con nhớ cha, con nhớ cha, chấm ngoặc kép. Trang Hạo Nhiên lập tức nắm bàn tay nhỏ nhắn của cô, rất kinh nghiệm vươn tay dò nhiệt độ cơ thể cô, phát hiện trước chán nóng lợi hại, anh buông tay ra, lập tức đứng lên đi vào phòng tắm, cầm khăn lông nhúng nước nóng phát khô lập tức lau mồ hôi lạnh trên trán cô lập tức nhấn điện thoại trực tiếp gọi tiêu đồng nói khả hinh bị sốt trước đó bị viêm phổi mới vừa hết lập tức thông báo cho bác sĩ tới xem một chút tiêu đồng đang lim dim lập tức lên tiếng trả lời nói được tôi đến ngay trang hạo nhiên lập tức đi vào trong phòng lấy hòm thuốc lấy ống thuốc hạ sốt theo liều lược rót vào trong miệng của cô trong lúc nước thuốc rơi vào trong miệng nước mắt đường khả hình từng viên lan ra, mơ hồ, nghẹn ngào nhắm mắt, rất bi thương gọi nhỏ cha. Đừng bỏ lại con, đừng đi, đừng đi, con không tin người phóng hỏa là cha, con không tin, cha là người cha tốt nhất trên thế giới, con là đứa con gái vô dụng nhất trên thế giới, con có lỗi với cha, con có lỗi với cha. Con không thể chăm sóc tốt cho mẹ, đã thật lâu thật lâu con không có đi gặp anh trai. Chấm ngoặc kép, khả hình, trang hạo nhiên lo lắng cúi người xuống, vỗ nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, đau lòng gọi, cô tỉnh lại, cô đang nằm mơ, tỉnh lại. Chấm ngoặc kép, cha, chấm ngoặc kép, đường khả hình giống như sắp xanh ly tử biệt, sốt cao hồ đồ, nhắm mắt rơi lệ kêu nhỏ, năm nay gì vẫn không chịu tha thứ cho con, chấm con làm điểm tâm cho gì, gì vẫn vứt bỏ, con dập đầu với gì, gì vẫn không chịu tha thứ cho cha. Chấm ngoặc kép, khả hình, trang hạo nhiên nghe tất cả đau lòng, ôm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, lại lo lắng kêu, cô tỉnh lại, cô đang nằm mơ, cô chỉ đang nằm mơ. Chú thích ăn điểm tâm, con đều làm rất ngon, nhưng gì không cho con vào đi dập đầu, năm trước còn có thể vào trong vườn hái vải cho gì, nhưng năm nay gì đã rào xong sắt lại, không cho con vào nữa. Tôi không có cách nào chuộc tội, phải làm gì đây? Con không có cách nào chuộc tội, như vậy gì cũng sẽ không tha thứ cho cha, không được, cha, trước khi cha lên thiên đường, con nhất định muốn cho gì tha thứ cho cha chấm ngoặc kép đường khả hình vẫn mơ mơ màng màng thuốc thiết nỉ non kêu nếu không ngày đó con đến địa ngục lạnh lẽo trước cha ai bắt thang cho cha lên thiên đàng địa ngục rất lạnh cha đừng đi chấm ngoặc kép khả hình chấm than ngoặc kép trang hạo nhiên gọi cô một tiếng chợt ôm cô gái trên giường ôm chặt vào trong ngực thắm thiết gọi nhỏ đừng nói nữa đừng nói nữa chấm than ngoặc kép đường khả hình thật khổ sở tựa vào trong ngực trang hạo nhiên bật khóc cha từ nhỏ cha đã dạy con, làm việc nhất định không nên dễ dàng hối hận, cha để cho con chú trọng lựa chọn cuộc sống, bởi vì có thể lựa chọn cuộc sống, chính là một chuyện thật hạnh phúc, con nghe lời cha, vẫn dụng tâm lựa chọn, trả giá. Nhưng con phát hiện, sau khi con lựa chọn, sau khi trả giá, thống khổ dừng lại với thời gian, không có đi theo cùng thời gian. Chấm ngoặc kép, trong lòng trang hạo nhiên đau nhói, nhẹ nhàng đẩy cô gái ra, cầm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nhìn hai mắt cô vẫn đóng chặt, rơi từng viên nước mắt nóng hổi, đôi môi lẩm bẩm, khổ sở kêu nhỏ, thống khổ dừng lại với thời gian, không có đi theo cùng thời gian. Chấm ngoặc kép. Anh thở dốc một hơi, lại đau lòng ôm chặt cô gái trong ngực, hôn nhẹ trên mái tóc cô, mới bất đắc dĩ xúc động nói nhỏ, đứa ngốc. Chấm ngoặc kép chấm. Vào lúc này, bác sĩ dẫn hai người y tá, dưới sự hướng dẫn của Tiêu Đồng nhanh chóng đi tới. Trang Hạo Nhiên lập tức đứng lên, để cho bác sĩ đi lên trước đặt nhẹ tay trên trán khả hình đầy mồ hôi, ôi một tiếng kêu lên tại sao nóng như vậy. Lập tức đo nhiệt độ cho cô ấy. Y tá lập tức lấy hòm thuốc, lấy dụng cụ đo nhiệt kế, nhanh chóng độ sốt cho khả hình, nhìn số liệu, y tá cũng la hoảng lên, trời ạ. À! 42 độ, lập tức tiêm cho cô ấy một mũi thuốc hạ sốt, chuẩn bị thuốc hạ sốt khác, kiểm tra ra. Bác sĩ lập tức lấy ống nghe, ngồi ở bên giường, nghe chẩn đoán bệnh cho cô, có chút may mắn nói, trong phổi không có âm thanh, may mắn không phải viêm phổi mau lên kiểm tra ra, y tá đã cầm ống kim kéo cánh tay khả hình cầm kim tiêm nhanh chóng đâm vào cổ tay của cô máu tươi tràn ra a à, đường khả hình đột nhiên bật người ngẩng đầu đau đến kêu to ra tiếng bật khóc đau quá trang hạo nhiên lập tức ngồi xuống nửa ôm đường khả hình yếu ớt cả người nóng lên đau lòng không nói nên lời cha chấm than ngoặc kép đường khả hình lại trào nước mắt kêu khóc con đau quá, đau quá. Con không muốn đi địa ngục lạnh lẽo, nhưng con có thể phải đi, cha, con xin lỗi cha, con phải đi. Chấm ngoặc kép. Trang hạo nhiên nghe lời này, bất đắc dĩ thở khẽ một hơi. Tiêu đồng cũng đau lòng ngồi ở bên giường, nhìn đường khả hinh khổ sở, sắc mặt tái nhợt, trên trán dịn mồ hôi, không nhịn được lo lắng hỏi cô ấy ra sao rồi hả? Có phải gặp phải chuyện gì đau lòng hay không? Hôm nay còn thật vui vẻ nói với tôi, có hẹn, phải đi sớm một chút, cả ngày cũng rất vui vẻ, tại sao đột nhiên một buổi tối, liền mắc mưa, sốt rồi. Trang hạo nhiên không muốn trả lời bất cứ vấn đề gì, chỉ nhìn bác sĩ tự mình cầm ống kim thuốc hạ sốt lập tức tiêm vào cho cô, sau đó căn dặn y tá nói chuẩn bị thuốc an thần. Tại sao, Trang hạo nhiên nhìn về phía bác sĩ, căng thẳng hỏi nhanh. Sốt cao 41 đến 42 độ, thần chí cô ấy đã không rõ, trong quá trình hạ sốt có thể sẽ làm ra hành động quá khích mau, bác sĩ lại căn dặn. Y tá vừa nghe, lập tức cầm ống kim thuốc an thần, nhắc cổ tay đường khả hinh, đâm vào trên thịt non mềm, nhanh chóng tiêm vào thuốc an thần. Thân thể đường khả hinh run rẩy một cái, mở choang mắt, rất buồn rầu nhìn trang hạo nhiên một cái, nước mắt lăn xuống. Giống như đã từng nhìn thấy khuôn mặt của mình bị phá hủy trong buổi tối đáng sợ đó, truyền tới khổ sở và tuyệt vọng, cô dần dần sắp mất đi ý thức, nhìn khuôn mặt đau lòng của anh, nước mắt lại rơi, nhưng cuối cùng bởi vì thuốc có hiệu lực, dần dần không còn chút sức lực nào nhắm hai mắt, cuối cùng, thân thể mềm nhũn ở trong ngực Trang Hạo Nhiên, giống như chết. Khả Hinh chấm than ngoặc kép, Tiêu Đồng đau lòng gọi cô. Trang Hạo Nhiên im lặng ôm chặt cô, khẽ cắn chặt răng, hai mắt thoáng qua một chút tức giận. Một đêm như vậy, rằng có hơn nửa đêm, đến khoảng 3 giờ sáng, Khả Hinh dần giảm sốt, người tương đối an ổn ngủ say, bác sĩ và y tá không dám đi khỏi nghỉ ngơi ở phòng khách dưới lầu, Tiêu Đồng nằm trên ghế salon ở dưới lầu, ôm gối ôm ngủ bù, Trang Hạo Nhiên ngồi ở bên giường, tay cầm bàn tay nhỏ bé của Đường Khả Hinh, hai mắt nhắm lại, chìm vào giấc ngủ. Thời gian cứ yên tĩnh trôi qua như vậy. Bầu trời trong suốt, trong cơn mưa xối xả chuyển thành mưa nhỏ thê lương, đến cuối cùng, trời mở sáng rơi đầy sương trắng. Lạnh quá. Trang Hạo Nhiên cảm giác không khí xung quanh có một chút lạnh lẽo, thân thể lại có một chút ấm nhưng đêm qua mình cũng không có khoác áo và đắp chăn, anh ngạc nhiên cau mày, thở nhẹ ra một hơi, rốt cuộc chậm rãi mở hai mắt lim dim đau nhức, tiếp xúc không gian yên tĩnh, còn có giá sách màu trắng trước mặt, anh mệt mỏi chớp một cái mắt, nương theo sắc trời, biết trời đã sáng rồi, anh thở mạnh một hơi, hơi vươn người một cái, mới cúi đầu, có chút lo lắng nhìn cô gái trong ngực, anh sửng sốt. Chăn nệm trắng như tuyết, xốc sách cuốn lại trên giường, không khí xung quanh trống vắng, người trên giường không thấy, xuyên qua một cơn lạnh lẽo, anh lập tức kinh ngạc ngồi dậy, nhất thời phát hiện trên người có cái chăn chảy xuống, anh cúi đầu nhìn cái chăn, biết đây là đường khả hình đắp cho mình, anh lập tức lo lắng đứng lên, đi tới trước lan can, nhìn bốn phía dưới lầu trống vắng, tiêu đồng đang ngủ, căng thẳng kêu to, đường khả hình. Chấm than ngoặc kép, chương 340, chuyện tình lá phong. Khắp nơi một mảnh trắng xóa, là mưa, là sương, cũng đã không phân rõ. Chỉ là, tất cả đều ướt đẫm trời đã sáng, nhưng vẫn còn màu đen thê lương và mệt mỏi. Dãy núi trùng điệp, cỏ cây ở trong sương mù rất không chân thật, ngẫu nhiên một con chim nhỏ dũng cảm từ đầu cành cây sợ hãi kêu lên, ngay sau đó vỗ cánh bay đi cũng không làm khuấy động những đóa hoa nhỏ màu vàng, màu đỏ trên đường núi mờ sương. Lá nhỏ nhỏ giống như quét qua ánh sáng, nước mưa giống như nước mắt tí tách rơi xuống. Bậc thang đi lên trên đỉnh núi, sáng sớm hôm nay cũng ướt đẫm như thế chân núi truyền đến âm thanh gậy gỗ gõ trên mặt đất. Một bóng dáng màu hồng ở dưới chân núi dần dần di động bước chân đi lên trên. Âm thanh gậy gỗ gõ xuống đất càng ngày càng gần. Suốt cuộc nhìn thấy cô. Cô khoác áo mưa màu hồng, mặc quần áo thể thao màu trắng, tay cầm gậy gỗ, chống xuống. Trong lúc nước mưa rơi vào trên người của mình thì thẳng người đi lên trên, vừa đi vừa thở dốc nặng nề, bàn tay nhỏ bé tái nhợt, nắm gậy gỗ, để mặc cho nước mưa nhỏ xuống dưới, lạnh rất lạnh, thân thể của cô đang run rẩy nhưng vẫn cố chấp đi về phía trước, từng bước từng bước, đi rất cô đơn, rất gian nan. Hai tròng mắt của cô hoàn toàn bình tĩnh và lạnh lùng, trên mặt hơi ươn ướt, thậm chí sương mù xẹt qua trên trán và khuôn mặt trắng nõn, tay cầm gậy gỗ chống mặt đất, trên mặt bởi vì mệt mỏi và không còn chút sức lực nào mà khổ sở cau mày, thở ra luồng khí trắng, ngay sau đó biến mất ở trong không khí lạnh băng, lại đạp bậc thang đá, đi qua đám hoa nhỏ lạnh lẽo ướt át, bọn chúng tuyệt đối không xinh đẹp như hoa hồng đêm qua, nhưng có sức sống mạnh mẽ. Đúng vậy, có người nào hiểu, một cô gái, từ nhỏ cha vào nhà giam, mẹ tái giá, bị anh trai xem như ôn dịch vứt bỏ, cô có thể ở trong cuộc đời thê lương, má trái không trọn vẹn, mở lòng tiếp nhận một phần tình yêu, điều này cần có bao nhiêu dũng khí. Cuộc sống của cô, thật ra lúc đi về phía trước vẫn bị vô hạn xé rách, cha bị tội phóng hỏa, vận mệnh của mẹ bi thảm, má trái không trọn vẹn, còn có vô số vô số con người ghê tởm xé rách hoàn toàn cuộc sống của cô cô rất vất vả rất kiên cường mới có thể khâu lại từng mảnh từng mảnh cuộc sống không hoàn chỉnh của mình trong quá trình này từ lúc còn nhỏ cô đều hiểu hơn so với bất cứ ai nếu như muốn lấy được một vật cô sẽ cố gắng hơn người bình thường gấp trăm lần ngàn lần bao gồm tình yêu một chút chua xót dâng lên trái tim cô nhanh chóng xoay tay mỏi như cầm gậy gỗ tiếp tục chống bậc thang đá từng bước từng bước đi lên núi Lúc này, lời của cha, lời của mẹ, tất cả đều biến mất trong thế giới của cô, bởi vì tình yêu, chỉ có thể tự mình chịu đựng, con đường này chỉ có thể tự mình đi, tự mình lĩnh ngộ. Hai trong mắt của cô dần dần lộ kiên cường, cảm ơn tất cả khổ sở đã qua, trong lúc cô bi thương như thế, quá khứ đã tạo nên kiên cường, giống như bức tường kiên cố lấp kín bảo vệ mình thật chặt, mắt thấy sắp đến đỉnh núi, nhưng khắp nơi xung quanh càng lúc càng ướt đẫm đình nghỉ mát trên đỉnh núi chìm vào trong một mảnh trắng xóa, hai tròng mắt của cô hiện lên ánh lệ, nhưng tay vẫn cầm gậy gỗ, mệt mỏi cắn chặt răng, khổ sở đi về phía trước, mặc dù đầu óc ảm đạm, tay cầm gậy gỗ đau nhức không còn hơi sức. Hai chân giống như không phải là của mình, nhưng vẫn hít sâu một hơi, đạp lên bậc thang cuối cùng, đứng ở chỗ cao nhất đỉnh núi, nhưng nhìn dãy núi bên kia, cô đột nhiên kích động mỉm cười, mệt mỏi chậm rãi đi đến đỉnh nghỉ mát ở kia đầu, đứng ở ven đỉnh, tiếp tục nhìn phong cảnh dưới chân núi. Cha, chấm ngoặc kép, Cô thở hổn hển, lau đi nước mưa lạnh băng trên trán chảy xuống, hai mắt nổi lên hơi nước, nhìn dãy núi phía trước, mỉm cười nghẹn ngào nói, con đi tới đỉnh núi, thời tiết rất lạnh, thống khổ có thể đóng băng ở chỗ này hay không? Hãy để thời gian đi theo con được không? Cả rừng núi, giống như là cả vũ trụ, không có đáp lại cô. Đường khả hình lại thở ra luồng khí trắng, đột nhiên mỉm cười nói con hiểu rồi. Đúng vậy, có lẽ cô hiểu hơn so với ai khác, cái loại cảm giác bị vứt bỏ, cô hiểu rõ hơn so với bất cứ ai, trong đáy lòng của cô, có lẽ nghĩ tới tưởng thiên lỗi sẽ không đến, nhưng cô lại muốn bảo vệ một chút hy vọng so với ai khác, mặc dù chỉ có một chút hy vọng. Nước mắt lăn xuống, đường khả hình nhanh chóng đưa bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo, lau đi nước mắt nóng hổi trên mặt, đột nhiên cảm thấy bi thương tập kích tới, cô thở mạnh một hơi, hướng về phía thế giới nhìn vạn dặm không một bóng người, thân thể hơi khổ sở run run, cũng không nhịn được, ngẩng đầu đón mưa phùn lạnh lẽo, khóc giống lên, nước mắt từng viên lăn xuống, tiếng kêu khóc càng lúc càng khàn khàn, không nói ra được lời gì, cũng chỉ hướng về phía thế giới lạnh lẽo vô tình, sắc mặt tái nhợt kêu khóc, tình yêu thật vất vả. Tình yêu thật cô đơn, bởi vì tình yêu là chuyện hai người, nhưng tình yêu của cô lại chen vào người thứ ba, cho nên cô phải là người thứ ba chịu khổ sở. Một thân thể mảnh mai làm thế nào chịu đựng nổi khổ của hai người? Bóng dáng nhỏ nhắn màu hồng, tiếp tục ở trong thế giới trắng mịt mờ, bi thương thống khóc, bởi vì cô biết có một số chuyện phải cáo biệt hôm nay đi tới tự tay mai táng một chút tình yêu chấp nhất cuối cùng nước mắt giống như ánh sáng những con đôm đốm trong suốt thuần khiết bay nhẹ trên không trung để cho nó theo gió tan đi theo thời gian cô khóc thúc thiết nhìn ánh sáng này không ngừng khổ sở sinh mệnh đứng vững hướng về cô gái nhỏ thuần khiết vẫy tay chào tạm biệt tình yêu à nghe qua một câu nói chưa không làm được người yêu của anh vì anh khóc xé lòng một lần bởi vì khi cô khóc hết lần này có thể sẽ không bao giờ yêu anh như trước nữa. Bệnh viện, phòng nghỉ ngươi VIP. Tưởng thiên lỗi mặc tây trang màu trắng, đứng ở trước kính toàn thân, lạnh lùng sửa sang lại áo sơ mi đen, liếc mắt nhìn Đông Anh, im lặng giơ tay lên. Đông Anh lập tức cầm một hộp nhung màu đen, mở nhẹ ra, đi tới trước mặt của anh. Anh tự mình nhận lấy có xích xích màu xanh dương, cài trước cổ áo, mới trầm giọng hỏi, tối hôm qua cô nói gì rồi hả? À, Đông Anh có chút sướng sờ ngừng đầu, nhìn về phía anh. Tưởng thiên lỗi tự mình chỉnh sửa Tây Trang một chút, mới nhìn hốc mắt Đông Anh ửng đỏ ở trong kính toàn thân, hỏi nữa tối hôm qua sau khi cô đi ra phòng bệnh nói gì với Hạo Nhiên. Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, Đông Anh cúi đầu, nắm cái hộp không, không dám lên tiếng. Tưởng thiên lỗi cũng im lặng nhìn về phía cô. Đông Anh suy nghĩ một chút, mới dịu dàng nói, tôi nói Tổng Giám Đốc Trang đi xem khả hình một chút tối hôm qua cô ấy có thể ở dạp chiếu phim chờ anh. Chờ một buổi tối thì làm thế nào? Tưởng thiên lỗi nhìn cô. Đông Anh có chút cảm thán nói, chẳng may. Cô ấy cũng giống như tôi, ôm một bó hoa hồng chờ anh thì sao? Hai mắt tưởng thiên lỗi hơi lóe lên, cúi xuống nhìn nước hoa bầy đầy trước bàn, đang chọn lựa nước hoa thích hợp cho mình hôm nay, mới nói cô ấy sẽ không ngốc như vậy. Đông Anh không dám lên tiếng. Ngón tay tưởng thiên lỗi xẹt qua lọ nước hoa trước bàn, Im lặng trong chốc lát, mới hỏi, tối hôm qua Hạo Nhiên có đi không? Đi, rất lo lắng chạy đi, Đông Anh nói. Hai mắt Tưởng Thiên Lỗi nhấp nháy. Đông Anh lại dịu dàng nói, tối hôm qua tôi biết một chút tình huống, bên tổng giám đốc Trang không có tin tới đây, nhưng buổi sáng hôm nay, lúc tôi tới bệnh viện, mới nhìn thấy bác sĩ chữa bệnh cho Khả Hinh lần trước nói tối hôm qua Khả Hinh mắc mưa, sốt gần 42 độ. chấm ngoặc kép. Tưởng Thiên Lỗi lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía cô. Đông Anh hơi cười khổ nói, cô ấy còn ngốc hơn tôi, nếu như trời mưa, tôi sẽ không đứng nơi đó. Tưởng thiên lỗi không muốn nghe cô nói nói nhảm, chỉ hỏi, người đâu? Khỏe chưa? Hôm nay tâm trạng của Đông Anh giống như có chút kích động, có lẽ bởi vì ngày hôm qua cô gái kia thật sự làm xúc động tâm linh của mình, trong đáy lòng có một cơn tức giận từ từ dâng lên, mặc dù cố gắng đè nén xuống, nhưng giọng nói vẫn có chút cứng rắn, không thấy. Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép. Tưởng Thiên Lối cao mày nhìn cô một cái, giọng nói hơi nặng nề hỏi: cái gì gọi là không thấy? Tôi không rõ lắm, cũng chỉ nghe Y tá nói. Tối hôm qua bọn họ ở bên Khả Hinh mãi cho đến 3 giờ sáng, sau khi xác định cô ấy hạ sốt mới nghỉ ngơi. Không ngờ khi bọn họ tỉnh lại, Khả Hinh đã không thấy. Hiện tại người của tổng giám đốc Trang đang lo lắng đi tìm cô ấy. Đông Anh có chút đau lòng nói: người đang ở đâu? Rốt cuộc Tưởng Thiên Lối có chút căng thẳng hỏi phòng ngủ tổng giám đốc trang, Đông Anh nói. Tưởng thiên lỗi vừa nghe lời này, hai mắt nhanh chóng chợt lóe, lập tức lấy điện thoại di động ra, vừa nhấn di động vừa căn dặn Đông Anh, lập tức. Chấm ngoặc kép, tiếng gõ cửa vang lên. Hai người đồng thời quay đầu. Y tá mỉm cười đi tới, nói với tưởng thiên lỗi nói, tổng giám đốc, thị trưởng phu nhân đã tỉnh rồi, muốn gặp ngài. Chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi nghe vậy, anh hai mắt xẹt qua một chút do so dự, nắm điện thoại di động, suy nghĩ một chút, mới đẩy nhẹ xuống, gật đầu một cái, im lặng đi ra khỏi vip, vừa cất bước, vừa có chút lo lắng, không đến bao lâu, mới đi đến trước phòng bệnh như mặt, anh đẩy nhẹ cửa ra, thấy như mặt đã tỉnh lại, nhìn mình khẽ mỉm cười, anh nhìn như mặt hôm nay sắc mặt tốt hơn một chút, thậm chí bên quai hàm lộ ra hồng hào, bật cười, rất mộng mơ rất xinh đẹp, anh khẽ mỉm cười, đi tới bên giường, vươn tay chạm nhẹ đôi môi cô. Dịu dàng hỏi, tốt một chút rồi. Ừm, chấm ngoặc kép, như mặt nhẹ nhàng gật đầu một cái, mới ngẩng đầu lên nhìn tưởng thiên lỗi có chút xấu hổ cười nói tối hôm qua. Em mơ thấy hai chúng ta kết hôn, em thấy em mặc áo cưới rất đẹp, đi lên thảm đỏ, anh đứng ở đó chờ em. Chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi nghe lời này, nhìn cô khẽ mỉm cười. Như mặt nhìn vẻ mặt anh, liền có chút dỗi hờn vươn tay nắm nhẹ ngón tay của anh, dịu dàng hỏi thế nào. Anh không thích, không phải, rất thích, chấm ngoặc kép. Tưởng Thiên lỗi chậm rãi ngồi xuống, vươn tay ôm nhẹ vòng eo của cô, ôm cô vào trong ngực, hôn nhẹ tóc cô, hai mắt khẽ xoay tròn, mới có chút lo lắng mất thần. Mưa phùn tiếp tục chút xuống mặt đất ướt đẫm. Thời gian 9 giờ 20 phút. Trang Hạo Nhiên hết sức gấp gáp bảo mọi người đi tìm Đường Khả Hinh, bọn người Lâm Sở Nhai nghe nói không nhìn thấy Khả Hinh, cũng vô cùng lo lắng đi tìm khắp nơi, bởi vì nhã tuệ vẫn trực, tất cả mọi người không dám nói cho cô biết, chỉ sợ cô lại bị kích động lo lắng. Nhưng rốt cuộc đường khả hình đi đâu? Tô Lạc Hoành đứng ở trước đại sảnh hoàn cầu, không nhịn được suy đoán, 9 giờ 30 phút, cô ấy có thể đi làm rồi hay không? Lâm Sở Nhai cảm thấy tức giận quay đầu nhìn về phía anh nói, lần trước anh và một cô gái Nhật Bản đang rất tốt, không tới 10 ngày liền thất tình, xin lão đại nghỉ nửa tháng. Hiện tại cô ấy bị tình huống này, còn có thể nghĩ tới đi làm sao? Ôi chao, mọi người đừng tranh cãi nữa, tìm người đi. Tiêu đồng tức giận nhìn về phía bọn họ, dậm chân ném cho bọn họ cây dù, để cho bọn họ tìm ở công ty một chút. Lão đại đâu? Đã đi tìm người từ sớm rồi. Tiêu đồng mở cây dù, bước nhanh đi vào trong mưa, đi tới một đầu khác phía sau vườn hoa. 9 giờ 25 phút. Trang hạo nhiên che dù đi dọc theo tòa nhà nhân viên, đứng trên con đường nhỏ cả đêm đã nhuộm đỏ lá phong, nghe nước mưa rơi tí tách, kêu to, đường khả hình. Cô đi ra cho tôi, còn có 5 phút nữa, cô sắp đi trễ. Ra ngoài, chấm than ngoặc kép, con đường nhỏ ướt nhem, không có một bóng người. Trang hạo nhiên che dù thở hổn hển, đứng ở trên con đường nhỏ, nhìn rừng phong đỏ rực phía trước, bất đắc dĩ nói, lá phong cũng đỏ, cô nhóc, làm sao cô không có đầu óc hả? Lá phong đỏ có quan hệ gì tới đầu óc của tôi? Một giọng nói ngọt ngào ôn nhu truyền đến. Trang hạo nhiên cảm thấy kinh ngạc che dù, xoay người, nhìn thấy đường khả hình đã thay lại đồng phục màu đen, vạt áo trước cài bảng hiệu hoàn cầu, chống cây dù trong suốt, đứng ở dưới cây phong đỏ rực, nhìn mình, vẻ mặt ngọt ngào mỉm cười, dịu dàng động lòng người, anh đột nhiên sững sờ, chớp mắt một cái, vẫn chưa lấy lại tinh thần nhìn cô, cho rằng mình đang nằm mơ. Đường khả hình che dù, đứng ở trong mưa phùn, nhìn trang hạo nhiên hôm nay mặc tây trang màu đen, có thể bởi vì đi ra quá mau, ba cúc áo sơ mi trắng còn chưa cài, cô cố ý trợn mắt nhìn anh, tay chống cây dù, dịu dàng cất bước đi tới trước mặt của anh, nhìn vẻ mặt anh vẫn kinh ngạc mất hồn, cô đột nhiên mỉm cười, để cây dù xuống trong mưa, bước nhẹ đi vào dưới dù của anh. Trang hạo nhiên không nhịn được lui về phía sau một bước. Đôi bàn tay nhỏ bé của đường khả hình đột nhiên níu lấy cổ áo của anh, để cho anh dựa vào mình, mới tức giận ngẩng đầu lên nhìn anh nói, không được nhúc nhích. Trang hạo nhiên vẫn mất hồn cúi đầu nhìn cô, trong tròng mắt lộ ra một chút khó hiểu. Đường khả hình không lên tiếng, chỉ dịu dàng đưa bàn tay nhỏ bé, giống như cô vợ nhỏ nhẹ nhàng quét cổ áo sơ mi của anh, cài nhẹ cúc áo sơ mi trước ngực anh. Động tác nho nhỏ mà dịu dàng, rất chậm rãi, rất ngọt. Trang hạo nhiên không nhịn được cúi đầu, nhìn cô. Đường khả hình cài cúc áo xong, tay đặt nhẹ ở trước lồng ngực của anh, cũng ngẩng đầu lên ánh mắt nóng bỏng mà quan tâm của anh, có chút tinh nghịch cười nói tôi sẽ không vì chuyện của mình mà chạy trốn lần thứ ba. Nếu sự thật như vậy, tôi đem đồ cưới của tôi cho anh làm gì hai mắt trang hạo nhiên xoay tròn suy nghĩ một chút rốt cuộc trên khuôn mặt hiện lên tươi cười bất đắc dĩ nhìn cô đường khả hình cũng ngẩng đầu lên nhìn anh ngọt ngào mỉm cười hai người cùng rất ăn ý bật cười mưa phùn tiếp tục chút xuống nhưng trở nên có chút vui vẻ có thể bởi vì trong một đêm nhuộm đỏ cánh rừng phong giống như ngọn lửa thiêu đốt cuộc sống và đam mê của con người audio điện tử võ tấn bền hết chương 340